Y đạo quan đồ. Chương 191, nguyên nhân. Trương Dương có chút bất mãn nhìn Giang Nhạc, hai ngày nay tâm tình của hắn không tốt, Chu Bảo Kỳ từ đầu đến giờ luôn nói về việc không liên quan đến chiêu thương, giáo dục đâu có quan hệ gì tới hắn. Ngẫm lại người ta sỡ dĩ đánh bậy đánh bạ xông tới tất cả đều là do ngoài cửa văn phòng đều không treo biển hành nghề. Giang Nhạc cũng có chút xấu hổ gãi đầu nói, như vậy a. À. Chu lão sư, ta nghĩ chuyện này ngài vẫn nên xem phản ứng của lãnh đạo đã. chu bảo kỳ xem ra cũng là người bướng bỉnh, giang nhạc người đừng sợ ta làm liên lụy ngươi, ta chỉ muốn phản ánh tình huống mà thôi. Ngươi chỉ cho ta phòng lý phó thị trường ở nơi nào là được, ta đi tìm hắn. trương dương nhàn dỗi thì cũng đã nhàn dỗi rồi, chu lão sư muốn phản ánh tình huống nào a? À? chu bảo kỳ thở dài, lúc này mới bắt đầu mở máy, nguyên lai like hơn một năm trước. Cục trưởng Cục Giáo dục Trịnh Tiên Thái đánh trúng tâm lý nhu cầu phúc lợi cao của công nhân viên trước mà đáp ứng trả 30% lợi tức, sau đó cùng nhân viên tài vụ Cục Giáo dục cùng đi đến các trường học kêu gọi góp vốn xây dựng nhà ở cho cán bộ nhân viên. Giáo viên nhìn thấy các bậc cha chú Cục Giáo dục tự xuất mã, hơn nữa vì mọi người xây nhà cũng là chuyện tốt thế là một đám xuất ra tiền của tích góp của mình. Thậm chí có người còn đi mượn tiền giao cho Cục Giáo dục nhưng từ lúc Cục Giáo dục thu được tiền xong thì tiền của bọn họ thật giống như kim chìm đáy bể không thấy nhà cửa được xây dựng mà lợi tức cũng không thấy đâu. Các giáo viên đề cử đại biểu đi tìm trịnh cục trưởng lý luận, bọn họ đều nói mảnh đất mua được vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong, thấy các giáo viên đến tìm nhiều lần thì những người liên quan có trách nhiệm đều lẩn tránh. Về sau các sư phụ nghe nói, cục giáo dục dùng khoản góp vốn này đi đầu tư bất động sản nhưng do giá bất động sản xuống quá nên không thu hồi được vốn. Audio điện tử võ tấn bền khoản góp vốn này không thu hồi được đã khiến cho cả hệ thống giáo dục hoảng sợ, ai lại nghĩ tới cục giáo dục này đã nợ lương giáo viên hơn một năm. Lúc bắt đầu chỉ là kéo dài một hai tháng, sau đó là ba bốn tháng, giờ đây đã khất nợ hơn nửa năm. Có người nói bọn họ dùng tiền lương giáo viên để xây dựng văn phòng cục giáo dục cùng nhà ở cho công nhân viên chức. Bọn họ liền đi tìm cục giáo dục, cục giáo dục chỉ lên thành phố, tìm được thành phố thì thành phố lại bảo về lại cục giáo dục. Chu Bảo Kỳ nói, hai đứa con trai ta muốn kết hôn nhưng tất cả tiền tích góp của nhà ta đều bị cục giáo dục lừa gạt góp vốn mà lấy đi rồi. Vì chuyện này mà vợ ta mỗi ngày đều phàn nàn, con ta tuy không nói nhưng dưới đáy lòng rất giận ta. Các con ta kết hôn mà ta không có tiền nên đành hoãn lại. Ta không rõ, quốc gia có lệnh coi trọng giáo dục, không được khất nợ tiền lương giáo viên nhưng tại sao đến giang thành chúng ta lại biến thành rỗng tuếch. Cục giáo dục dựa vào cái gì mà lấy tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta không trả cái đất giang thành này còn có lý lẽ nữa không? Trương Dương nghe nói chuyện này thì cũng có chút kỳ quái, cục trưởng cục giáo dục trịnh tiên thái hắn không quản biết nhưng mà người này lá gan cũng quá lớn đi, chẳng những chiếm dụng khoản góp vốn mà hơn nữa lại khất nợ tiền lương giáo viên. Loại người này tại sao nghe qua có vẻ là một tên tham quan ô lại? Chu Bảo Kỳ nói, giáo viên chúng ta đã thương lượng qua, chỉ cần tháng này không có tiền lương nữa là tất cả chúng ta sẽ bãi khóa, Giáo viên thanh cao nhưng cũng không thể thanh cao đến trình độ vô tư kính dâng đói bụng đi dạy a. À. Giang Nhạc nói, Chu Lão sư như vậy ngài cũng không cần lên gặp Phó Thị trưởng a. À, bất cứ chuyện gì cũng phải có trình tự. Chu Bảo Kỳ nói, ta tới tòa thị chính này mấy lần nhưng ngay cả văn phòng thị trưởng cũng chưa được vào. Giang Nhạc, ta cũng không phải đến để nháo sự, ta cũng không phải muốn phá hư sự yên ổn, ta cả đời đọc sách dạy học giáo dục người ta, để cho học sinh của ta hảo hảo làm người. Ta tại sao phải đi làm chuyện xấu nhưng trong lòng ta nghẹn khuất a. À. Chính quyền không phải là của người dân sao, những dân chúng như chúng ta không có quyền nói chuyện sao? Giang Nhạc trầm mặc xuống dưới, hắn không phải không muốn giúp mà là hắn không có đủ năng lực, đừng nói Chu Bảo Kỳ mà chính hắn cũng chưa thấy mặt Lý Trường Vũ. Trương Dương nói, như vậy đi, chu lão sư ngươi đem tài liệu giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi giao cho Lý phó thị trưởng. Chu Bảo Kỳ cũng không biết Trương Dương là ai nên có hơi chút kinh ngạc. Giang Nhạc lại vui mừng quá đỗi, đối với năng lực của Trương Dương hắn thập phần tinh tường, chỉ cần Trương Dương đáp ứng hỗ trợ thì chuyện này nhất định có thể khiến Lý Trường Vũ coi trọng. Hắn lặng lẽ nhìn về phía Chu Bảo Kỳ đảo mắt nói, Chu Lão Sư, người đem tài liệu cho Trương chủ nhiệm đi, hắn và Lý Phó Thị trưởng rất quen thuộc. Lời này cực kỳ thẩm thấu, Chu Bảo Kỳ mơ hồ đoán được vị Trương chủ nhiệm tuổi trẻ nhất định là không đơn giản nên đem tài liệu khiếu nại cho Trương Dương. Chu Bảo Kỳ đi rồi, Giang Nhạc có chút xấu hổ nói, Trương chủ nhiệm, lại gây cho ngươi thêm phiền toái rồi. Trương Dương chừng mắt nhìn hắn, thực ra chuyện này cũng không trách được Giang Nhạc. Chu Bảo Kỳ là đánh bậy đánh bạ tìm tới cửa mà Trương Dương sau khi nghe hắn nói thì lòng đầy căm phẫn, chủ động hỏi chuyện này. Lại nói Trương Dương hai ngày nay sau khi nghỉ làm ở cục du lịch thì thật sự quá mức rãnh rỗi, hắn mặc dù là phó chủ nhiệm phụ trách chiêu thương nhưng cục chiêu thương lại không phân công cho hắn công tác gì cụ thể, trên cơ bản chính là uống trà và đọc báo mà chủ nhiệm cục chiêu thương đồng hồng ngọc đối với trương dương cũng rất thoải mái thái độ của nàng chính là mặc kệ trương dương tới hay không cũng không sao nhưng mà trương dương hai ngày nay ngược lại càng bất cần nhàn dỗi cũng đã nhàn dỗi rồi trời nóng không bằng đến văn phòng ngồi điều hòa miễn phí lý trường vũ xem hết tài liệu do trương dương đưa qua thì không khỏi nhíu mày mảng giáo dục là do hắn quản lý nên trương dương đưa tài liệu cho hắn là không sai chuyện cục giáo dục góp vốn hắn cũng có nghe thấy hai năm trước có phong trào góp vốn các đơn vị đều có hình thức góp vốn. Tuy nhiên trước khi điều tra rõ sự việc thì cũng không thể có kết luận nhưng mà việc khất nợ tiền lương giáo viên hiển nhiên là không đúng. Lý Trường Vũ sau khi xem hết tài liệu thì ở trước mặt Trương Dương gọi một cú điện thoại. Khi Trịnh Tiên Thái nhận được điện thoại của Lý Trường Vũ thì cũng không quá ngạc nhiên, hai ngày trước hắn cũng nghe nói có lão sư muốn lên gặp thượng cấp chủ quản ngành tố cáo việc của mình. Lúc trước hắn góp vốn với mục đích thật sự là muốn cải thiện hệ thống giáo dục cái sai của hắn là không nên tin tưởng quá vào lời của trưởng phòng tài vụ, lợi dụng khoản góp vốn để đầu tư bất động sản. Mua khá nhiều đất đai tại Giang Thành rồi ngồi đợi giá lên, ai ngờ giá đất lại sụt giảm khiến cho khoản góp vốn đều bị đóng băng. Lý Trường Vũ cũng không có truy vấn quá nhiều về khoản góp vốn mà hắn chủ yếu nhắc nhở Trịnh Tiên Thái phải giải quyết vấn đề nợ tiền lương giáo viên. Trịnh Tiên Thái biết mình đối lý nhưng đành nói là trong tài khoản của Cục Giáo dục xác thực là không có tiền, Tuy nhiên khi hắn nói ra những lời này thì Lý Trường Vũ không khỏi giận tím mặt, hắn giống to đứng dậy, ngươi làm chuyện gì vậy? Tiền lương giáo viên mà ngươi cũng dám tham ô, cái chức cục trưởng cục giáo dục này có phải là không muốn làm nữa sao? Trịnh Tiên Thái cuốn quyết giải thích, Lý Phó Thị Trường, ta có nỗi khổ tâm, thành phố ta còn nhiều trường học nhỏ cổ xưa, nếu như tu duy chậm thì sợ sẽ xảy ra nguy hiểm cho nên ta chỉ có thể đem nguồn tài chính có hạn này dùng để duy tu trường học, thật ra ta cũng muốn phản ánh nhưng bên tài chính không trả tiền thì chúng ta có biện pháp gì chúng ta làm giáo dục vốn nghèo hết thảy đều phải xin quốc gia cấp cho hắn bên này còn đang phàn nàn thì lý trường vũ đã cúp điện thoại lý trường vũ gọi điện cho cục tài chính ý hắn là trước tiên lấy được một khoản tiền để giải quyết vấn đề tiền lương giáo viên vô luận cục giáo dục có tồn tại vấn đề như thế nào thì cũng có thể chậm rãi điều tra còn bây giờ tâm tình của giáo viên đều rất kích động trước tiên phải trả tiền lương còn nợ, ổn định oán niệm rồi nói sau. Nếu xử lý không tốt thì thực sự có thể xuất hiện việc nghỉ học bãi công và gây ảnh hưởng xã hội không nhỏ. Cục trưởng Cục Tài chính Bàng Bân sau khi nhận được điện thoại của Lý Trường Vũ thì trầm mặc một hồi sau đó thật khó khăn trả lời. Lý Phó Thị trưởng tình hình tài chính thành phố ngài cũng tin tưởng mà, xác thực là rất khó khăn. Tiền nào việc ấy, mỗi một khoản tiền đều được tầng tầng xét duyệt, Tiền lương cục giáo dục chúng ta đã chuyển rồi nên không có khả năng chuyên thêm một lần nữa." Lý Trường Vũ nói, "Bàng Bân, tình hình tài chính gian thành ta rất rõ nhưng có nhiều chuyện phải linh hoạt. Giờ đây tiền lương bị cục giáo dục bọn họ chiếm dụng nên giáo viên bị khất nợ tiền lương vài tháng. Nếu không phát muốn xảy ra chuyện thì vô luận như thế nào cũng phải giải quyết chuyện này, nếu cần thậm chí phải vượt qua cục giáo dục." Bàng Bân nghe Lý Trường Vũ nói xong vẫn kiên trì không chi tiền mà nói, "Lý phó thị trưởng chuyện này trái với nguyên tắc ta không làm chủ được lý trường vũ có chút tức giận ngươi là cục trưởng cục tài chính ngươi không làm chủ được thì ai có thể làm chủ khi hắn nói xong câu đó trong lòng lại đột nhiên minh bạch bàng dân là thân tín do tả viên chiêu một tay nhấc lên quyền thị trường tả viên chiêu trước khi trở thành thị trường đã đảm nhiệm chức cục trưởng cục tài chính giang thành bàng bân không phải là dưới trướng mình a à. bàng bân cũng không nói là ai làm chủ mà thấp giọng nói lý phó thị trưởng ta thật không làm chủ được. Lý Trường Vũ lạnh lùng nói, không làm chủ được thì ngươi ngồi vị trí đó làm gì? Nói xong hung hăng cúp điện thoại. Lời nói hung ác của Lý Trường Vũ khiến cho bàng bân run lên nhưng nghĩ đến tả viên chiêu thì trong lòng hắn rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Ta không làm chủ được việc chi tiêu tài chính, Lý Trường Vũ ngươi cũng không làm chủ được. Ngươi là giang thành thường vụ phó thị trưởng nhưng trên ngươi còn có thị trưởng, còn có bí thư thị ủy, muốn cắt chức ta, ngươi còn chưa có quyền lực này. Nhưng bàng bân cũng biết việc này là tự dước lấy họa, hắn phải đem cái mâu thuẫn này rời đi nên hắn lập tức gọi cho quyền thị trường tả viên chiêu một cú điện thoại đem việc lý trường vũ tìm hắn từ đầu chí cuối báo cáo một lần. Tả viên chiêu sau khi rõ ràng chân tướng sự tình thì thấp giọng nói, lão bàng, ngươi làm rất đúng. Bàng bân mặc dù là thuộc hạ hắn nhưng thực tế tuổi lại lớn hơn hắn 2 tuổi cho nên tả viên chiêu quen xưng hô như vậy. Bàng bân nói tiền lương ta đều chuyển khoản đúng hạn cho cục giáo dục, coi như là có vấn đề thì cũng là vấn đề của họ. Tả Viên Chiêu nói, người không cần suy nghĩ nhiều, một cán bộ quốc gia làm bất cứ chuyện gì đều phải đặt lợi ích quốc gia lên trước, làm việc đều phải có nguyên tắc, một cán bộ hợp cách đầu tiên là phải kiên trì giữ được nguyên tắc của chính mình. Lời nói của Tả Viên Chiêu khiến cho Bàng Bân như ăn được một quả thuốc an thần, hắn thấp giọng nói, Tả thị trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tả Viên Chiêu trong lòng cười thầm nhưng lời này của bàng bân có tư vị quyến rũ thật sự quá lớn hắn vốn định uốn nắn thoáng qua bàng bân nhưng lại không cần nói gì không để cho mình thất vọng cũng tốt dù sao tại chung quanh mình cán bộ như vậy cũng rất ít mâu thuẫn không ngừng phát triển biến hóa lý trường vũ và tả viên chiêu đều biết có một ngày bọn họ sẽ phải binh qua tương kiến nhưng hai người từ trước tới nay đều tránh cho loại tranh đấu này đến quá sớm bọn họ đều đang chờ đợi cơ hội đợi chờ khi mình thích xúc đủ năng lượng đột nhiên phóng ra một kích tất chúng nhưng sự tình biến hóa cũng không phải như bọn họ tưởng tượng, xung đột vẫn đến sớm. Trên hội nghị thường ủy lý trường vũ nhằm vào chuyện cục giáo dục khất nợ tiền lương giáo viên để diễn thuyết một trận, mục tiêu của hắn trực chỉ vào cục tài chính. Trong mắt quyền thị trường tả viên chiêu, bàng bân là một thành viên trong trận doanh của mình. Lý Trường Vũ trước mặt mọi người chỉ trích bàng bân chính là chỉ trích chính mình nên hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Tả viên chiêu nói, Trường Vũ đồng chí, có một việc ta muốn hỏi, nguyên nhân tạo thành việc khất nợ tiền lương giáo viên là từ đâu? Theo ta biết, cục tài chính mỗi tháng đều đúng hạn phát lương cho hệ thống giáo dục, chuyện này cùng cục tài chính tựa hồ không có quan hệ gì a. À? Bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân, hệ thống giáo dục đã xảy ra chuyện như vậy, việc chúng ta cần làm là phải tìm được nguyên nhân căn bản. Cục giáo dục góp vốn, khất nợ tiền lương giáo viên. Đây cũng không phải là việc nhỏ, Lý phó thị trưởng được phân công quản lý giáo dục chẳng lẽ một mực không nghe thấy. Tả viên chiêu trực tiếp đem đầu mâu chỉ vào Lý Trường Vũ. Chuyện góp vốn của cục giáo dục đã phát sinh từ trước khi Lý Trường Vũ được bổ nhiệm, đối với chuyện này hắn tuy có nghe thấy nhưng từ trước tới nay cũng không đủ coi trọng. Hắn cũng không ngờ tả viên chiêu lại đem chuyện này ra để làm văn, hắn hít một hơi thuốc lá rồi nói, ta nghĩ tả thị trường cũng không có minh bạch ý tứ của ta, giờ đây lửa mới bén, chúng ta không nên đi bắt người phóng hỏa mà trước hết phải nghĩ biện pháp dập lửa đã ta cho rằng nên dùng nước dội tắt lửa đã, mà nước này chính là tiền, phải nhanh chóng dập lửa, phải thanh toán tiền lương giáo viên đi. Tình hình tài chính Giang Thành cũng không tốt nhưng ta cũng không tin, một điểm tiền lương nhỏ như vậy cũng không chi được. Cái chúng ta cần làm là phải nhanh chóng bình ổn tâm tình bất mãn của giáo viên, tránh cho tình thế chuyển xấu. Tả viên chiêu nói, chuyện góp vốn đã xảy ra hơn một năm rồi, vì sao đến hôm nay mới được nói ra? tiền lương giáo viên hơn một năm nay cũng không được phát nhưng vì sao đến bây giờ mới đưa ra thảo luận. Ta không muốn nhân chuyện này chỉ trích bất luận ai có sai lầm nhưng chúng ta có nên suy nghĩ xem trong phạm vi công tác của mình đã làm tốt hay chưa. Rõ ràng là có thể tránh được hỏa hoạn thì tại sao lại chờ đến khi lửa cháy mới quan tâm? Tại sao chờ đến lúc hỏa hoạn mới dùng tài chính quốc gia đi dập lửa? Kể cả bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ và tất cả ủy viên thị ủy đều bảo trì trầm mặc. Bất luận kẻ nào cũng đã nhìn ra, Tả Viên Chiêu cùng Lý Trường Vũ đã chính thức tranh đấu. Khi Lý Trường Vũ cùng Tả Viên Chiêu đang đối chọi gay gắt thì chủ nhiệm văn phòng thị ủy Lâm Dương vội vàng đi vào phòng họp, đến bên cạnh Hồng Vĩ cơ ghé tai nhỏ giọng nói cái gì, Hồng Vĩ cơ sắc mặt lập tức thay đổi, hắn giận dữ nói, "Hồ đồ." Lý Trường Vũ cùng Tả Viên Chiêu vội vàng dừng tranh chấp lại, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Hồng Vĩ cơ, Hồng Vĩ cơ nói, "Trường Trung học số 8 bãi khóa." Giờ đây học sinh đều bị chặn ngoài cửa, phụ huynh học sinh đều chạy tới trường xem tình huống. Giờ đây con đường trước cửa trường trung học số 8 đã bị bịt kín. Hắn nhìn về phía Lý Trường Vũ nói, xử lý như thế nào? Chính các ngươi xem lo liệu đi, tan họp, nói xong Hồng Vĩ Cơ đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hồng Vĩ Cơ đã sớm nhìn ra mâu thuẫn giữa Lý Trường Vũ cùng Tả Viên Chiêu, vô luận trong lòng của hắn thiên về ai thì trên hội nghị thường ủy cũng không thể công nhiên biểu lộ ra ngoài. Mảng giáo dục là do Lý Trường Vũ quản lý, xảy ra việc thì Lý Trường Vũ không thoát được trách nhiệm, nếu như còn tiến hành hội nghị nữa thì tả viên Chiêu khẳng định còn có thể tiến hành công kích đối với Lý Trường Vũ, tan họp chính là cách không để cho hắn cơ hội tiếp tục công kích. Lý Trường Vũ nguyên vốn muốn thông qua hội nghị thường ủy lần này có thể giải quyết được vấn đề giáo viên bị nợ tiền lương mà cũng không nghĩ đến lúc này trường trung học số 8 lại xảy ra chuyện này, chuyện này đã làm rối loạn bố cục của hắn quyền thị trường tả chiêu viên nhìn sang lý trường vũ sắc mặc đang ngưng trọng mà cảm thấy có chút hả hê lý trường vũ ngươi không phải muốn danh tiếng đó sao lại là làm du lịch lại là làm ba đường bao quanh thành phố giờ đây thì tốt lắm chính người chủ quản giáo dục lại làm việc không ra gì người càng không muốn lửa cháy thì lửa lại càng cháy to có bản lĩnh thì chính ngươi đi dập lửa đi trông cậy vào ta ra mặt a à, không có cửa đâu lúc tả viên chiêu đi ra khỏi phòng họp nhỏ thì lý trường vũ bước nhanh đuổi theo hắn nói tả thị trường tả viên chiêu dừng bước lại trên mặt hiện ra tiếu dung nhàn nhạt, nhạt hắn đang khống chế cục diện nên tâm tính cũng khác hắn biết lý trường vũ muốn làm cái gì cái hắn muốn chính là mình gật đầu bảo cục tài chính bảng bân chi tiền nhưng đây là nguyên tắc nguyên tắc thì không thể phá bỏ tả chiêu viên nổi lên tâm tình này hắn muốn mỉm cười bình tĩnh kiên quyết nhìn về phía lý trường vũ và nói không Lý Trường Vũ từ vẻ mặt tả viên chiêu đã dự liệu được hắn muốn cái gì nên Lý Trường Vũ nói, ta sẽ đi ngay tới hiện trường xem xét, nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Tả viên chiêu trong lòng khẽ giật mình, hắn nguyên bản muốn nhìn Lý Trường Vũ nói không nhưng Lý Trường Vũ cũng ý thức được có nói cũng vô dụng nên hoàn toàn không có đề cập tới chuyện cục tài chính. Điều này làm cho hy vọng trong lòng tả viên chiêu thất bại mà không khỏi một hồi thất lạc. Bàn tay đờ nát định vung ra mà lại không vung ra được, cảm giác này thật không dễ chịu. Lý Trường Vũ lúc này tâm tình cũng không thoải mái. Sau khi trở lại phòng làm việc của mình, hắn bảo thư ký tề cảnh phong an bài xe lập tức đi đến hiện trường. Lúc xuống lầu lại gặp Trương Dương, Trương Dương cũng đã nghe nói qua chuyện trường trung học số 8 nên muốn tìm hắn hồi báo. Lý Trường Vũ khoát tay áo, ý bảo Trương Dương không cần nhiều lời rồi chỉ vào ô tô dưới lầu nói, theo ta cùng đi nhìn xem. Trương Dương nhàn rỗi mà thằng nhãi này trời sinh tính thích tham gia náo nhiệt, chỉ ước gì được Lý Trường Vũ gọi đi trong mắt người khác việc lý trường vũ gọi hắn đi thì có chút kỳ quái trương dương bây giờ làm chiêu thương không quan hệ gì tới mảng giáo dục nên người mang theo hắn đi làm gì chứ cách giải thích hợp lý nhất chính là trương dương là người của lý trường vũ người ta muốn mang theo hắn thì ai cũng không muốn xen vào ngồi ở trong xe santana có rèm che của lý trường vũ trương dương sờ tay lên ghế ngồi nói không gian hơi bé lái xe tiểu vương không khỏi nở nụ cười nói trương chủ nhiệm xe này không cách nào so sánh được với cỗ xe Jeep sĩ quan chỉ huy của ngài được, tư thế ngồi thì cao, tầm mắt quan sát tốt, không gian lớn nhưng mà chi phí vận hành cao quá. Đi trăm cây em mất 15-16 lít xăng ha. Trương Dương cười cười không nói chuyện, Lý Trường Vũ lấy thuốc lá ra, tuy nhiên do đang ngồi trong xe mở điều hòa nên vẫn chịu đựng không có châm lửa. Hắn cầm điếu thuốc lá loay hoay trong tay chốc lát rồi thấp giọng nói, có thể liên hệ với người giáo tài liệu cho ngươi không, chu lão sư gì đó. Lúc này Trương Dương mới biết Lý Trường Vũ cũng không phải vô duyên vô cớ kêu mình đi theo hắn. Hắn cũng không quen Chu Bảo Kỳ nhưng Chu Bảo Kỳ là thầy của Giang Nhạc nên chỉ có Giang Nhạc mới biết được. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Giang Nhạc, Giang Nhạc nghe nói trường trung học số 8 nghỉ học thì cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn có số của Chu Bảo Kỳ nên Trương Dương dặn dò hắn liên lạc ngay với Chu Bảo Kỳ và bảo Chu Bảo Kỳ gọi điện thoại lại cho mình. Khi Trương Dương đờ nát gọi điện thoại thì điện thoại của Lý Trường Vũ cũng không ngừng vang lên, điện thoại do tề cảnh phong cầm, hắn ngồi ở ghế phụ xoay người lại nói, Lý Thị Trường, trịnh cục trưởng cục giáo dục gọi điện thoại tới. Lý Trường Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ không đáp lời, hắn dùng hành động này biểu lộ thái độ không trả lời. Tề cảnh phong nhanh chóng cúp điện thoại cục trưởng cục giáo dục trịnh tiên thái đã chạy tới trường trung học số 8, lúc này cửa chính trường học đã bị học sinh cùng phụ huynh vây quanh, các phụ huynh tâm tình kích động, xác thực chuyện này rơi vào tay ai thì đều tức giận hiện trường đã không có ít công an cảnh sát tới hiệp trợ duy trì trật tự, cảnh sát giao thông cũng đã có mặt. Tuy nhiên lượng người tụ tập ngày càng nhiều khiến cho cả quảng đường đều tắc lại. Đài truyền hình Giang Thành, Nhật Báo Giang Thành cùng nhiều cơ quan tin tức khác đều cử phóng viên tới. Tin tức như vậy nhất định sẽ có ý nghĩa nổ mạnh nên bọn họ đều trực tiếp tới lấy tư liệu. Bởi vì con đường bị tắc nên Lý Trường Vũ dừng ô tô cách cửa trường học hơn 200 mét. Hắn xuống xe nhìn về phía đám người đang chen chúc mà hai hàng lông mày rậm nhíu chặt. Thư ký Tề Cảnh Phong nói: "Lý thị trưởng, ta vừa liên lạc với nhân viên nhà trường, phải theo lối nhà in tòng húc thì mới có thể tiến vào trường học." Lý Trường Vũ có chút buồn bực nhìn Tề Cảnh Phong, với thân phận của hắn đi xuống đơn vị cấp dưới do mình quản hạt mà lại không đường đường chính chính đi cửa chính mà phải đi cửa ngách. Trương Dương nhìn sáu người chuyển động ở cửa trường trung học số 8 mà không khỏi nở nụ cười. Lý Trường Vũ nhịn không được chừng mắt nhìn hắn tức giận nói, người cười cái gì? Những lão sư này cũng thật sự là đòi tiền lương thì đòi cần gì phải cho học sinh nghỉ học để gây khó dễ a à. Lý Trường Vũ mặt âm trầm đi nhanh về phía Nahatep in tòng húc, giữa nhà in tòng húc và trường trung học số 8 có một cái cửa nhỏ, bọn họ chui qua cánh cửa này mà tiến vào. Việc đóng cửa trường học là do tập thể giáo viên quyết định, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm đều bị cục trưởng cục giáo dục trinh tiên thái triệu tập đến phòng họp, lý trường vũ đi tới cửa phòng họp thì nghe được âm thanh phẫn nộ của trịnh tiên thái lưu hiệu trường các ngươi đang làm cái gì vấn đề tiền lương ta đang cố gắng giải quyết báo cáo thì cũng đã được đưa lên thành phố cũng đã đáp ứng sẽ nhanh chóng trợ giúp giải quyết các ngươi giờ đây lại đột nhiên bãi khóa việc này sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đây các ngươi cứ đối đãi như vậy với những học sinh vô tội này thì sao làm gương sáng cho người khác được các ngươi thật phụ lòng với bốn chữ vi nhân sư biểu này a à. Lưu hiệu trưởng nói, trịnh cục trưởng, chúng ta nửa năm nay đã không có lương, chúng ta là giáo viên nhưng cũng là người A. Chúng ta phải ăn ngũ cốc hoa màu, chúng ta không thể chỉ ăn không khí để sống A. Có ý kiến gì có thể đề xuất, các người có thể hướng lên thượng cấp để phản ứng, không cần phải áp dụng phương thức xử lý như vậy. Lưu hiệu trưởng nói, chúng ta không phải là không có đề cập qua, trịnh cục trưởng vì chuyện này mà ta phải lên cục giáo dục không biết bao nhiêu lần rồi. Trịnh Tiên Thái cắt sứt lời nói của Lưu Hiệu trưởng. Trước tiên đừng nói với ta những lời này. Giờ đây bên ngoài tâm tình của phụ huynh rất kích động. Ngươi lập tức thông báo cho tất cả giáo viên lập tức cho nhập học và lên lớp lại. Bằng không cái chức hiệu trưởng này ngươi cũng đừng làm nữa. Lưu Hiệu trưởng hiển nhiên bị chọc giận, mặc kệ. Ngươi cho rằng ta muốn làm lắm sao? Ta chẳng muốn suốt ngày mệt mỏi đi đòi nợ nữa rồi. Ngươi làm cái gì vậy? Trịnh Tiên Thái vừa mới nói xong câu đó thì phát hiện ra Lý Trường Vũ đi vào phòng họp hắn không ngờ lý trường vũ đích thân đến trong lòng thầm kêu không ổn rồi nhớ tới vừa rồi lý trường vũ không nhận điện thoại của hắn thì hiển nhiên đối với hắn ý kiến rất lớn trịnh tiên thái cẩn thận kêu một tiếng lý thị trường nhưng lý trường vũ căn bản không có để ý đến hắn mà đi thẳng tới trước mặt lưu hiệu trưởng nói khi nào thì có thể nhập học lên lớp lại lưu hiệu trưởng bình thường chỉ nhìn thấy vị thường vụ phó thị trường này từ xa trong các đại hội nay trực tiếp đối mặt khiến hắn không khỏi có chút bối rối hắn cắn căn môi rồi nói, giáo viên chúng ta đã gần nửa năm. Ta hỏi ngươi khi nào có thể nhập học lên lớp lại. Lý trường Vũ đã phẫn nộ rồi. Lưu hiệu trưởng nói, lần này trách nhiệm ta gánh chịu. Lý trường Vũ hai mắt nhìn vài tên lãnh đạo nói, ta không hỏi về trách nhiệm, ta cho các ngươi thời gian nửa giờ lập tức nhập học lên lớp lại cho ta, các ngươi không được thì toàn bộ về nhà cho ta. Lưu hiệu trưởng cố lấy dũng khí, ta làm không được. Lý Trường Vũ nói, từ giờ trở đi ngươi đã không phải là hiệu trưởng. Ai là phó hiệu trưởng? Một nam nhân mang kiếm cận đứng dậy, hắn là phó hiệu trưởng Chu Khải Minh. Không đợi hắn nói chuyện, Lý Trường Vũ đã chuyển hướng sang Trịnh Tiên Thái nói, tiền lương tháng này chừng nào thì ngươi có thể chuyển đến. Ít hầu Trịnh Tiên Thái giật giật, Lý. Lý Trường Vũ nói, ta cho ngươi một ngày thời gian, ngày mai phải có lương cho giáo viên trường trung học số 8, nếu ngươi làm không được thì cái ghế cục trưởng cục giáo dục này không cần làm nữa. Lý thị trưởng, đừng phân trần với ta, đừng nói với ta là không có tiền, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp nào. Tài chính thành phố chuyển cho ngươi, ngày mai ngươi phải lấy ra cho ta. Từ trước đến nay Lý Trường Vũ luôn có hình tượng ôn hòa, đây là lần đầu tiên trước mặt mọi người hắn phát hỏa lớn như vậy. Trịnh Tiên Thái khóe môi không khỏi run rẩy xuống. Lý Trường Vũ một lần nữa nhìn về phía Chu Khải Minh, có vấn đề gì sao? Chu Khải Minh lắc đầu, ta sẽ đi bảo bọn họ nhập học lên lớp lại. Lý Trường Vũ gật đầu nói, từ giờ trở đi, người chính là hiệu trưởng trường trung học số 8. Không khí trong phòng họp rất nặng nề, mấy vị trong ban giám hiệu đều ủ rũ cúi đầu. Tình hình phía trước cổng trường trung học số 8 vốn khẩn cấp nhưng sau khi nhập học lại thì rất nhanh được hóa giải. Dù sao các phụ huynh thầm nghĩ hài tử đã được vào học lại, không ai muốn làm lớn chuyện này. Lý Trường Vũ nghe vài vị giáo viên phát biểu ý kiến, trong quá trình hội nghị trịnh tiên thái đều dự thính nhưng Lý Trường Vũ không cho hắn lên tiếng, chỉ bảo hắn ngồi tại chỗ nghe. Trương Dương là người bàng quan, hắn cảm giác gã trịnh tiên thái này vừa đáng hận mà cũng không may nhưng mà khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái là một gã cục trưởng cục giáo dục mà tại sao lại to gan như vậy. Lại dám khởi xướng việc góp vốn, còn dám tham ô tiền lương giáo viên. Trường trung học số 8 chỉ là một đại biểu trong đó, các trường học khác cũng có cùng tình hình như trường trung học số 8. Hắn lưu ý đến ánh mắt trịnh tiên thái thấy ánh mặt cực kỳ ảm đạm và sợ hãi, Hiển nhiên là đã rối loạn rồi. Lý Trường Vũ nói, lập tức thông báo, không để cho toàn bộ hệ thống giáo dục thành phố xảy ra chuyện tương tự nữa, tiền lương giáo viên phải trả đủ, nhất định phải giải quyết trong thời gian quy định. Lý Trường Vũ hứa hẹn mà ổn định quân tâm, theo các lão sư thì Lý Phó thị trưởng có thể cam đoan thì chuyện này xem ra có hy vọng được giải quyết. Lý Trường Vũ từ sự kiện này có thể thấy nếu không xử lý dứt điểm thì hậu quả rất nghiêm trọng nên hắn phải quyết đoán ra tay hơn nữa vừa ra tay là dùng thế lôi đình vạn quân để ngăn chặn không cho loại tình huống này tiếp tục chuyến biến xấu hơn. Sau khi rời khỏi trường trung học số 8, ở trên xe hắn gọi cho Hồng Vĩ Cơ một cú điện thoại. Từ thái độ của tả viên chiêu tại hội nghị thường ủy, thì thấy hắn sẽ không cho Lý Trường Vũ bất luận sự trợ giúp gì, muốn cục tài chính thả lỏng thì phải được Hồng Vĩ Cơ lên tiếng. Hồng Vĩ Cơ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, hắn thận trọng suy nghĩ rồi gọi cho tả viên chiêu một cú điện thoại, lấy đại cục làm trọng, về trách nhiệm thì sau này hãy nói. Dụng ý của tả viên chiêu thực sự chỉ muốn làm khó Lý Trường Vũ một chút mà thôi, hắn muốn Lý Trường Vũ phải cúi đầu trước mặt mình nhưng hắn cũng thấy rõ sự việc này phát triển có phần không ổn. Việc có nặng có nhẹ, về phương diện cục tài chính cũng không khả năng triệt để cự tuyệt, nếu không sẽ khiến người ta nói mình không có cái nhìn đại cục, nói mình nhân việc công mà báo tư thù. Xuất phát từ suy nghĩ như vậy nên tả viên chiêu liền gọi cho bàng bân bảo hắn chuẩn bị chuyển tiền lương cho giáo viên khi sự kiện này dần dần gần như hòa hoãn thì một sự kiện không tưởng lại xảy ra. Cục trưởng Cục Giáo dục Trịnh Tiên Thái mất tích, trước khi chạy chỉ để lại một phong thơ, trong thư nói xin lỗi đảng, thực sự xin lỗi nhân dân, thực sự xin lỗi hệ thống giáo dục giang thành mà các lão sư và học sinh. Lão bà cùng đứa con Trịnh Tiên Thái nửa đêm báo án, công an sau khi biết chuyện này thì lập tức thông báo cho Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ đêm đó ngủ cũng không yên, điện thoại vang lên tiếng thứ nhất hắn cầm lấy điện thoại, nghe được tin trịnh tiên thái mất tích thì hắn lập tức trầm xuống cái đầu tiên hắn nghĩ chính là khoản góp vốn kia trịnh tiên thái mất tích nhất định là có quan hệ đến khoản góp vốn này hắn lợi dụng khoản góp vốn đầu tư bất động sản nhưng kết quả là mất cả vốn lẫn lãi chuyện bây giờ bại lộ hắn không có tiền bồi hoàn nên chỉ có cách đào tẩu lý trường vũ cảm giác được chính mình vẫn chủ quan loại người như trịnh tiên thái này chính ra phải sớm khống chế lại không thể cho hắn cơ hội đào tẩu Cát Xuân lệ ngái ngủ ngồi dậy nói, Trường Vũ làm sao vậy? Có phải là gặp chuyện không may à? Lý Trường Vũ gật gật đầu, lục lọi bao thuốc lá trên tủ đầu giường, rút ra một điếu rồi đốt. Trong bóng tối ánh tàn thuốc lập lòe mơ hồ có thể nhìn thất gương mặt căng cứng của hắn. Cát Xuân lệ ôn nhu nói, rất nghiêm trọng sao? Không có việc gì đâu, em ngủ đi. Lý Trường Vũ đứng dậy xỏ dép lê rồi đi ra ngoài ban công. Lúc này cả thành phố chìm trong bóng đêm. Lý Trường Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt mà tâm tình đầy áp lực. Hệ thống giáo dục sau chuyện Trịnh Tiên Thái mất tích mà sẽ gặp nguy cơ chưa từng có. Trịnh Tiên Thái mất tích đồng nghĩa với toàn bộ khoản góp vốn của giáo viên bị mất. Chuyện này liên quan đến không chỉ trường trục học số 8 mà còn mấy trăm lão sư, khoản góp vốn hơn 700 vạn, đây là tiền tiết kiệm cả đời của rất nhiều người. Bọn họ làm sao có thể thừa nhận đả kích như vậy, sau khi các sư phụ biết được tình huống chân thật thì bọn họ có thể khống chế được tâm tình hay không? Lý Trường Vũ nghĩ tới việc Tả Viên Chiêu và cục trưởng cục tài chính Bàng Bân sở dĩ dám qua mặt mình tất cả đều là bởi vì Tả Viên Chiêu cho hắn chỗ dựa. Biểu hiện của Tả Viên Chiêu tại hội nghị thường ủy đã chứng minh được điều này, hắn muốn lợi dụng sự kiện lần này để cho chính mình nặng nề một kích. Hệ thống giáo dục xảy ra chuyện này tuyệt không phải chuyện nhỏ, ảnh hưởng ác liệt không chỉ giới hạn trong Giang Thành mà rất nhanh sẽ truyền khắp bình hải trong phòng tiếng điện thoại một lần nữa vang lên, Cát Xuân Lệ mặc váy ngủ cầm điện thoại đi ra. Thật ra sau khi Lý Trường Vũ rời giường nàng cũng không ngủ được nhưng nàng biết thói quen của Lý Trường Vũ. Khi muốn suy nghĩ về vấn đề gì hắn thích ở một mình, hắn thích sự tỉnh táo cho nên Cát Xuân Lệ một mực ở trong phòng nhìn hắn cách cửa sổ. Điện thoại là do Cục trưởng Cục Công an Điền Khánh Long gọi tới. Hắn nói cho Lý Trường Vũ biết, đêm nay đã đem trưởng phòng tài vụ Cục Giáo dục, chủ nhiệm văn phòng và đám nhân viên liên quan khống chế lại, cũng đã xuất động cảnh lực tìm kiếm nơi trịnh tiên thái hạ lạc. Lý trường vũ ừ một tiếng, thật ra trịnh tiên thái trong sự kiện này đã trở nên không quá trọng yếu nữa. Cái trọng yếu nhất là khoản góp vốn hơn 700 vạn kia, chỉ có tìm về số tiền kia thì mới có thể dẹp được trận phong ba này. Trịnh tiên thái là mang theo tâm trạng sợ hãi chạy khỏi giang thành. Hắn đi một cái xe, Santana có màu xanh đậm và không có mục tiêu cụ thể nào mà chỉ thầm nghĩ mau rời khỏi Giang Thành, rời khỏi chỗ này. Lúc trước hắn đề xuất việc góp vốn thật sự là có ý tốt, bởi vì nhìn thấy điều kiện sống của các giáo viên quá kém, hắn muốn góp vốn xây dựng nhà nhưng biểu đệ của hắn là trình kế cao khi biết chuyện này thì khuyên hắn mua đất để đầu tư. Một năm trước khi giá đất phía Nam liên tục tăng giá, Trịnh Tiên Thái cùng tài vụ thương lượng qua và cũng cảm giác được chủ ý này không tệ thế là đem khoản góp vốn này đưa cho biểu đệ trình kế cao mở tài khoản ở công ty bất động sản khai thiên hằng. Nhưng ai có thể ngờ sau khi bỏ vốn vào thì giá đất lại một đường đi xuống, trình kế cao chỉ nói là tiền đều dùng để mua đất, giờ đây nếu bán thì chỉ sợ là không thu hồi được vốn gốc. Trịnh Tiên Thái chỉ có thể tự nhận là không may, khi giáo viên đòi tiền lương hân cũng muốn lấy từ chỗ biểu đệ hắn một ít tiền nhưng trình kế cao nói là trương mục không còn tiền. Trịnh Tiên Thái vì chuyện này mà trước sau đi Quảng Đông ba lượt nhưng cản bản là tìm không thấy trình kế cao đâu. Lúc này hắn mới ý thức được là mình đã bị gạt, trong khoảng thời gian này hắn rất sợ hãi, biết rằng chỉ cần chuyện này bại lộ thì chính mình chẳng những thân bại danh liệt mà hơn nữa bị đưa vào cơ quan kiểm sát. Có thể nói là Trịnh Tiên Thái đã sớm chuẩn bị tùy thời trốn đi. Khi Lý Trường Vũ mắng hắn tại trường trung học số 8 kia thì hắn ý thức được là điện nạn đã đến, giờ đây không trốn thì chỉ sợ không còn cơ hội. Khi Trịnh Tiên Thái lái xe chạy nhanh ra khỏi Giang Thành thì hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy ánh đèn Giang Thành thì chợt nhớ tới mẹ già tóc trắng xóa trong nhà, chợt nhớ tới thê tử cùng con gái mà mũi cay cay rơi lệ. Làm người thật không thể quá tham lam, nếu không phải bị gã biểu đệ kia hứa hẹn một khoản hoa hồng cách xù thì hắn cũng sẽ không phạm sai lầm này. Khi Trịnh Tiên Thái đang thương tâm thì đột nhiên đằng sau có một chiếc xe vọt lên phía trước xe hắn rồi đột nhiên phanh gấp một cái khiến hắn hoảng sợ phanh xe lại. Lúc xe hắn dừng lại thì chỉ cách đuôi xe đối phương chưa đến nửa thước. Trịnh Tiên Thái một thân đầy mồ hôi lạnh, hắn còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã thấy một người tuổi còn trẻ từ trong chiếc xe phía trước nhảy xuống, lao tới muốn kéo hắn ra, Trịnh Tiên Thái cuống quyết khóa cửa xe lại. Đối phương cười cười, sau đó một quyền đập vỡ kính xe rồi nắm cổ áo Trịnh Tiên Thái lôi ra ngoài. Trịnh Tiên Thái lúc này mới nhận ra người này chính là Trương Dương, thời gian gần đây tại cục du lịch Giang Thành Phong Quang vô hạn hắn thảm thiết nói ngươi làm gì a à? ta muốn báo cảnh sát trương dương ha ha cười nói báo cảnh sát a à? ta sẽ giúp ngươi ngươi không báo cảnh sát thì ngươi là cháu ta trịnh tiên thái bị trương dương đạp một cước nhưng cũng không nặng lắm hắn ngồi dưới đất hai chân duỗi ra tựa vào ô tô trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ lúc này hắn nhớ tới ban ngày trương dương một mực đi theo lý trường vũ xem ra hắn xuất hiện trong lúc này nhất định là nhằm vào mình trương dương lúc ban ngày đã lưu ý đến trịnh tiên thái hắn định đêm nay mang tất chân trùm đầu lẻn vào nhà trịnh tiên thái uy hiếp hắn xóa ra khoản góp vốn nhưng cũng không ngờ mới đến nhà trịnh tiên thái thì đã thấy hắn lái xe rời đi, thế là Trương Dương một đường theo dõi. Không thể tưởng tượng được ý đồ đồ đánh bậy đánh bạ của hắn lại vừa vặn bắt được trịnh tiên thái đờ nác định đào tẩu. Trịnh tiên thái kiệt lực chấn định lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười nói, Trương Dương, ta đi lên tỉnh có việc gấp, ngươi đừng nói giỡn. Trương Dương cười lạnh nói, ngươi nói vô dụng thôi, Ta đùa giỡn với người hay sao? Có phải là định đem tiền mồ hôi nước mắt của các lão sư lặng lẽ đi đào tẩu sao? Thật không biết xấu hổ, người hôm nay nhất định không đi đâu được, ngoan ngoãn theo ta trở về tự thú đi. Trịnh tiên thái gấp đến độ khóc lên nói, ta thực sự không có tiền, những khoản góp vốn kia ta cũng không có chủ tâm đi lừa gạt lão sư mà là bị người ta lừa gạt. Hơn 700 vạn kia đã mất hết, ta biết ta có tội nhưng ta thực sự không có cầm tiền ta cũng chỉ là nhìn thấy điều kiện sống của giáo viên quá kém, ta muốn trợ giúp cải thiện nhà ở của hệ thống giáo dục, ta là có hảo ý. Nhưng ta không ngờ lại có kết quả như vậy. Trương Dương khinh thường nhìn Trịnh Tiên Thái, người cũng coi như là đàn ông. Ô uất khóc lóc, làm sai mà không dám thừa nhận. Ta nói cho người biết, hôm nay người tốt nhất là thành thành thật thật đem tiền nôn ra cho ta, bằng không ta cho người muôn sống không được muốn chết không xong. Trịnh Tiên Thái đột nhiên đứng lên muốn chạy trốn nhưng lại bị Trương Dương một cước đá vào mông, cả người bay lên không, bay ra hơn một trượng mới nặng nề té trên mặt đất, quần áo trên người rách nát nhiều chỗ, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Trương Dương đi tới bên cạnh hắn nhấc chân đá vào mông hắn cái nữa rồi nói, lên xe. Nhưng Trịnh Tiên Thái lại dở trò vô lại ôm đầu dầm gì nói, người đánh chết ta đi, dù sao ta cũng không còn tiền, ta không đi, ở đây chờ công an đến bắt ta. Khoản góp vốn ta chịu trách nhiệm, trương dương mắng ta chưa thấy kẻ nào đê tiện như ngươi vậy ngươi tính toán gì đó cho là mình rất trọng yếu a à, cái ta muốn là khoản góp vốn đều bị lừa rồi nó nằm trong tay biểu đệ ta ta có đến cũng không tìm thấy hắn trương dương nổi giận ta nói ngươi là phế vật a à. ngươi tìm hắn không được thì sao không tìm bố mẹ hắn hắn là con gì hai ta bọn họ cũng không biết hắn ở đâu trương dương vươn tay vỗ đầu hắn một cái nói không ngờ một chút năng lực ấy của ngươi tất cả đều dùng để lừa gạt các lão sư, ngươi không biết dùng thủ đoạn sao? Ta có thể có thủ đoạn gì? Ngươi chẳng lẽ muốn ta bắt cóc ông bà già hắn để đòi tiền sao? Trịnh Tiên Thái nói xong câu đó lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Trương Dương thì có phần sợ hãi mím môi nói, không phải đâu. Trương Dương cười nói, ta cũng không nói a, à, cũng là do ngươi có bản lĩnh, trong đầu có ý nghĩ xấu. Ta nhàn dỗi cũng nhàn dỗi rồi, hay là đi cùng ngươi một chuyến? Trịnh Tiên Thái vẻ mặt đau khổ nói, bắt cóc con tin là phạm pháp đó. Góp vốn phi pháp, tham ô công khoản, tội của ngươi chưa bị bắn chết ra. Mẹ nó, còn ra vẻ công dân tuân thủ luật pháp sao? Ta cho ngươi 24 tiếng đồng hồ, ngày mai ngươi không lấy được khoản góp vốn này về thì ta sẽ chôn sống ngươi. Chôn sống, trương đại quan nhân hai mắt hổ trừng trừng, vương bát khí đột nhiên hiện ra khiến Trịnh Tiên Thái sợ tới mức run rẩy. Hắn run giọng nói, nhà gì hai ta ở Kinh Sơn, hai đứa con sinh đôi của trình kế cao đều học ở trường thực nghiệm Kinh Sơn. Trương Dương chỉ chỉ vào xe Jeep, đi, chúng ta đi thôi. Lúc 5 giờ sáng thì xe Santana của Trịnh Tiên Thái được phát ra. Cửa sổ xe bị vỡ, thủy tinh nứt ra, hiện trường còn chút vết máu nhưng Trịnh Tiên Thái lại không có ở đó, chung quanh cũng không có phát hiện tung tích Trịnh Tiên Thái khiến cho vụ án càng trở nên khó bể phân biệt. Dựa theo quyết định của Thường ủy Thị ủy, đối với sự kiện trường trung học số 8 nghỉ học cùng với việc Trịnh Tiên Thái mất tích, yêu cầu ban tuyên giáo thông báo cho tất cả tạp chí lớn cùng cơ quan tin tức Giang Thành tạm thời giữ kín để tránh tạo thành hỗn loạn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới là sáng hôm sau, Nhật báo Bình Hải đã đưa tin vụ giáo viên. Trường trung học số 8 bãi khóa, hơn nữa tin Trịnh Tiên Thái lại không có ở nơi đó, chung quanh cũng không có phát hiện tung tích Trịnh Tiên Thái khiến vụ án càng trở nên khó bể phân biệt. Dựa theo quyết định của Thường ủy Thị ủy, đối với sự kiện trường trung học số 8 nghỉ học cùng với Trịnh Tiên Thái mất tích, yêu cầu của ban tuyên giáo thông báo cho tất cả tạp chí lớn cùng cơ quan tin tức Giang Thành tạm thời giữ kín để tránh tạo thành hỗn loạn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới là sáng sớm hôm sau, Nhật báo Bình Hải đã đưa tin vụ giáo viên trường trung học số 8 bãi khóa, hơn nữa tin Trịnh Tiên Thái mang theo khoản góp vốn chạy trốn đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Giang Thành với tốc độ không tưởng tượng nổi. Thị ủy khẩn cấp tổ chức họp hội nghị thường ủy, Hồng Vĩ cơ sắc mặt tới nhợt, Hắn phẫn nộ cũng không phải bởi vì một loạt sự kiện của hệ thống giáo dục mà là sau khi sự kiện phát sinh thì các nhật báo bình hải lại làm ra phản ứng nhanh chóng chuẩn xác như thế. Hiển nhiên là có người thông báo tin, chuyện cục trưởng cục giáo dục Trịnh Tiên Thái thì lại càng có người cố ý truyền ra ngoài, người này mười phần đến từ nội bộ thường ủy. Ánh mắt Hồng Vĩ cơ đảo qua mặt mỗi vị thường vụ ủy viên. Trong thanh âm hắn lộ vẻ tức giận nói, thật sự là không ngờ. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? phải đem ảnh hưởng hạn chế trong phạm vi nhỏ nhất, ngàn vạn lần không được ảnh hưởng đến tâm tình giáo viên. Làm việc phải vì đại cục Giang Thành mà suy nghĩ, còn có người không nghĩ đến Giang Thành mà muốn gây sóng gió, muốn lợi dụng sự kiện lần này để đạt tới mục đích của mình. Ta rất thất vọng. Nhân đại chủ nhiệm Triệu Dương Lâm nói, ta xem chuyện này chưa chắc là do nội bộ chúng ta, chuyện trường trung học số 8 nghỉ học gây ra động tính rất lớn, lúc ấy phóng viên hiện trường cùng các đơn vị tin tức rất nhiều. Ban tuyên giáo thị ủy có thể tiến hành can thiệp nhưng loại can thiệp này cũng chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định, cũng không loại trừ có phóng viên lén đem tin tức cung cấp cho báo tỉnh. Về phần Trịnh Tiên Thái thì cơ quan công an đã vào cuộc, người biết chuyện rất nhiều, muốn giữ bí mật càng khó, có câu là thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta biết được. Thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ gật nhẹ đầu, hai mắt hắn đầy tơ máu, có thể nhìn ra được tối hôm qua hắn cả đêm không ngủ. Lý Trường Vũ nói, ta tin tưởng, trong nội bộ cấp lãnh đạo chúng ta không có vấn đề nhân hòa, chúng ta là một tập thể đoàn kết nên sẽ không xuất hiện tình huống như lời Hồng Bí Thư. Thật ra hắn cũng hoài nghi tả viên chiêu nhưng dưới tình huống không có chứng cứ thì không thể nói lung tung được. Tả viên chiêu vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn biết lời nói vừa rồi của Hồng Vĩ Cơ là nhằm vào mình nhưng hắn rất bình tĩnh vì ngày hôm qua hắn làm khó Lý Trường Vũ về việc tài chính trí tuệ hắn cũng không phải là hẹp hòi như vậy chuyện của hệ thống giáo dục mặc dù là do lý trường vũ quản lý nhưng lại có ảnh hưởng đến cả giang thành hắn vẫn muốn một giang thành ổn định phồn vinh hắn là quyền thị trường giang thành nên hắn sẽ không vì lợi ích cá nhân mà hy sinh lợi ích của cả giang thành nhưng hắn vẫn minh bạch dưới ánh mắt của tất cả mọi người thì mình là người cực kỳ đáng nghi bởi vì hắn cùng lý trường vũ trong lúc đó tồn tại quan hệ cạnh tranh và người muốn lý trường vũ gặp chuyện không may nhất chính là hắn tả viên chiêu không muốn giải thích bởi vì có giải thích cũng không ai tin lý trường vũ giờ đây đã rất phiền toái hệ thống giáo dục phát sinh chuyện này và tình thế trở nên ngày càng nghiêm trọng lý trường vũ lần này hẳn là không thoát được việc chịu trách nhiệm tả viên chiêu nói sự tình đã truyền ra chúng ta cũng không còn thời gian để đi lo cách tiêu trừ ảnh hưởng vấn đề mấu chốt giờ đây là phải nhanh chóng bắt lấy trịnh tiên thái truy hồi khoản góp vốn lý trường vũ nói ta có đề nghị bởi vì tình huống xuất hiện quá đột ngột để tránh cho tình huống chuyển biến xấu thêm chúng ta có thể xem xét sử dụng tài chính của thành phố chi khẩn cấp một khoản tiền. Tả viên chiêu cười nói, trường vũ đồng chí, ý ngươi là dùng tài chính của thành phố để ngăn chặn lỗ thủng tài chính của hệ thống giáo dục. Lý trường vũ thật là có ý tứ này, trước mắt chỉ có phương pháp này mới có thể làm yên ổn nhân tâm cả hệ thống giáo dục. chương 192, Thanh niên tiến bộ. Quyền thị trường tả viên chiêu chậm rãi lắc đầu nói, không được tài chính thành phố có thể trả lương cho giáo viên nhưng mà, chúng ta không thể dùng tài chính quốc gia để trả giá cho những sai lầm của họ. Nếu như đã có tiền lệ thì bất luận hệ thống nào, bất luận xí nghiệp nào cũng có thể vươn tay về phía chính quyền xin tiền. Đây là một CA động không đáy, là một lỗ thủng lớn vĩnh viễn không thể lấp đầy được. Lý Trường Vũ nói, thời điểm phi thường cần có thủ đoạn phi thường, quy tắc cũng cần phải vận dụng linh hoạt. Tả viên chiêu dứt khoát đáp, tuyệt đối không phải là vấn đề quy tắc mà là nguyên tắc quy tắc thì có thể linh hoạt vận dụng nhưng nguyên tắc thì không thể thay đổi. Kể cả bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ và đa số thường ủy viên đều đồng ý với quan điểm của tả viên chiêu. Nguyên tắc thì không thể thay đổi, nếu toàn bộ sai lầm của cục giáo dục do chính quyền gánh vác thì tiền lệ này sẽ làm cho tất cả xí nghiệp, đơn vị đều hướng về phía chính quyền vươn tay ra xin tiền, chính quyền sẽ không rảnh tiếp ứng. Thái độ của tả viên chiêu đối với sự kiện này là không sai, về mặt tài chính hắn có chỗ buông lỏng, đồng ý cho cục tài chính phát lương sớm cho giáo viên nhưng hắn cũng hiện ra nguyên tắc của chính mình. Vụ án góp vốn của hệ thống giáo dục đã lưu lại lỗ thủng tài chính khổng lồ, cái này chính quyền cũng không gánh được. Lý Trường Vũ nói, mọi người có nghĩ tới nếu giáo viên biết được khoản góp vốn bị mất thì sẽ có phản ứng như thế nào không? Bí thư thị ủy Hồng Vĩ cơ thở dài nói, cho nên mới nói trên đầu vai người trọng trách rất nặng, nhất định phải làm tốt công tác hệ thống giáo dục. Tránh để cho bọn họ bất mãn mà ảnh hưởng đến công việc những lời này của hắn nói rõ cho lý trường vũ chính ngươi lo liệu a à, hệ thống giáo dục nguyên vốn là do ngươi quản lý chúng ta quản không được mà chúng ta cũng không muốn quản mọi chuyện lý trường vũ trầm mặc xuống hắn cũng minh bạch tài chính chính quyền như trứng trọi đá bắt chính quyền chịu vụ này hiển nhiên là không hợp lý nhưng dưới tình huống trước mắt nếu để cho những lão sư kia ý thức được khoản góp vốn đã trở thành bọt nước thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng sự kiện bãi khóa có thể lại lần nữa trình diễn hơn nữa lại càng diễn ra ác liệt nếu lợi dụng thủ đoạn hành chính để can thiệp thì có lẽ sẽ có chút hiệu quả nhưng hiệu quả này đến tột cùng có thể kéo dài bao lâu, Lý Trường Vũ cũng không nắm chắc. Sự kiện bãi khóa không có tái diễn nhưng tại tất cả trường học, lúc phát tiền lương thì đồng thời không hẹn mà cùng xuất hiện hiện tượng các sư phụ đều không nhận tiền lương. Bọn họ dùng phương thức này để biểu hiện sự phẫn nộ cùng kháng nghị. Dù sao đã gần nửa năm qua không có tiền lương, có thêm một tháng nữa cũng không sao. Cái bọn họ quan tâm nhất vẫn là khoản góp vốn cục trường, cục giáo dục Trịnh Tiên Thái chạy trốn, số tiền kia bọn họ biết tìm ai để đòi đây. Trường học không có tiền, cục giáo dục không có tiền, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến chính quyền nhưng liệu chính quyền có nguyện ý đi chịu thay khoản góp vốn này sao? Trịnh Tiên Thái ngồi ở trong xe trương dương, vẻ mặt rất chán trường, tâm tình rất phức tạp. hắn đưa mắt nhìn sang kinh sơn của trường học thực nghiệm mà không khỏi thở dài trương chủ nhiệm, ta, ta làm như vậy là thành tội phạm. Trương Dương cười lạnh nói, không có người bức ngươi thì ngươi không biết lo đâu a. À. Trịnh Tiên Thái bỗng nhiên nói, gì hai ta đến đây. Rồi hắn sợ hãi ngồi lui về sau. Trương Dương trong lòng mắng thằng nhãi này không có tiền đồ rồi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lúc này hắn thấy một vị lão thái diện mục hiền hòa đi ngang quan bên xe jeep. Trịnh Tiên Thái gì hai hắn tới đón hai đứa con chỉnh kế cao tan học. Trương Dương vỗ vào đầu vai Trịnh Tiên Thái một cái khiến hắn giật mình trương dương cười tủm tỉm nói hảo hảo đến tâm sự với dì hai ngươi chỉ cần đạt được mục đích thì không nhất định phải dùng thủ đoạn bạo lực trịnh tiên thái căn môi dùng sức gật nhẹ đầu trịnh tiên thái coi như vẫn còn có chút bổn sự tốn ít công phu đã đem dì hai hắn cùng hai đứa cháu lửa gạt lên xe jeep trương dương đưa cho hắn ba bình đồ uống lão thái thái cùng hai đứa cháu uống xong thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trịnh tiên thái nhìn thấy mà sợ hãi gã trương dương này phong cách làm việc thật sự khó lường Nhìn thủ đoạn làm việc thì không giống một cán bộ quốc gia mà căn bản chính là một phần tử phạm tội kinh nghiệm phong phú. Bọn họ không có việc gì à. Trương Dương nở nụ cười, đối với phân lượng hắn nắm giữ rất chuẩn xác, tuyệt đối sẽ không tạo thành thương tổn đối với lão thái thái cùng hai đứa cháu trai. Hắn chạy đến một cái buồng điện thoại công cộng ven đường rồi nói, nhanh đi gọi điện A, à, ta cũng không tin chỉnh kế cao không quan tâm đến tánh mạng của mẹ và hai đứa con trai hắn. Trịnh Tiên Thái không biết điện thoại của Trịnh Kế Cao nên hắn trước tiên gọi về nhà Trịnh Kế Cao. Người nghe là vợ Trịnh Kế Cao, Trịnh Tiên Thái dựa theo những gì trước đó đã thương lượng qua cùng Trương Dương gọn gàng dứt khoát nói cho nàng biết, đứa con nàng cùng bà bà đã bị mình đưa đi vài ngày, bảo nàng nói cho Trịnh Kế Cao một tiếng và cho số di động của Trương Dương. Vợ Trình Kế Cao lập tức gọi điện thoại cho Trình Kế Cao, Trình Kế Cao lao ai tức hoảng sợ, hắn lập tức ý thức được lão nương cùng hai đứa con khả năng bị người bắt cóc. Trịnh Tiên Thái gọi xong cú điện thoại kia không bao lâu thì điện thoại của Trương Dương vang lên, Trương Dương nhìn nhìn dãy số rồi cười đưa cho Trịnh Tiên Thái. Trịnh Tiên Thái gọi điện thoại thì chợt nghe Trình Kế Cao giống lên giận dữ, Trịnh Tiên Thái, người đang làm cái gì sao? Nếu mẹ của ta, con của ta thiếu một sợi tóc gáy thì ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trịnh Tiên Thái nguyên bản vẫn rất trột dạ rất không yên, nhưng nghe Trịnh Kế Cao uy hiếp thì không khỏi tức giận nói, Trịnh Kế Cao, người đừng uy hiếp ta, tiền góp vốn kia đều là tiền mồ hôi nước mắt của các giáo viên ta cho ngươi biết ta giờ đây không sợ cái gì hết chết ta còn không sợ là ngươi làm hại ta đến tình trạng hôm nay ta cái gì cũng không có nữa ta sợ cái gì mẹ ngươi hai đứa con trai ngươi đều ở trong tay của ta ngươi muốn thế nào a à? báo cảnh sát loại ngươi mà đi báo cảnh sát dù sao ta là người có tội không thể tha thứ rồi ta cũng không ngại thêm mọi cái tội nữa trịnh kế cao căn bản nghe trịnh tiên thái căn bản không sợ đe dọa thì trong nội tâm lập tức hoảng loạn ngữ khí của hắn bắt đầu mềm đi biểu ca ngươi làm cái gì vậy ta không phải đã nói với ngươi rồi sao tất cả tiền ta đầu tư vào đất rồi ta cũng muốn trả cho ngươi tiền nhưng ta căn bản không có tiền ngươi nói ta làm sao bây giờ trịnh tiên thái nhìn trương dương trương dương ngã về chỗ ngồi phía sau rồi làm ra động tác chém tay xuống trịnh tiên thái cắn răng nói trịnh kế cao ngươi chơi ta nhiều rồi Ta cho ngươi 3 giờ, nếu 3 giờ sau ngươi không trả tiền vào tài khoản chỉ định thì ngươi cứ đợi nhặt xác con ngươi đi à. Trịnh tiên thái nói xong câu hung ác này thì cúp điện thoại luôn. Trương Dương nhìn về phía hắn dựng ngón cái lên, thằng nhãi này có phong thái của bọn cướp trời cho. Trịnh tiên thái trong nội tâm thập phần bất an, Trương. Trương chủ nhiệm, hắn, hắn có thể báo cảnh sát hay không a? À. Trương Dương cười nói, hắn muốn báo cảnh sát thì cứ cho hắn đi báo, dù sao chúng ta cũng không bắt cóc con tin chỉ là ngươi mời bọn họ lên xe nghỉ ngơi một chút. Đối với chúng ta bây giờ đây thật là bắt cóc." Trương Dương thở dài nói, "Đừng nói cái gì chúng ta, ta chỉ lái xe mà thôi, ngươi làm gì không quan hệ đến ta." Hắn một câu phủi sạch sẽ trách nhiệm mà trên thực tế hắn đoán là Trình Kế Cao sẽ không dám báo cảnh sát, không có ai không quan tâm đến an nguy của thân nhân. Trình Kế Cao mặc dù là gian thương nhưng cũng không ngoại lệ, hắn không ngừng gọi điện thoại cho Trương Dương nhưng Trương Dương căn bản không có ý định nghe. Thời gian trôi qua, một giờ sau Trịnh Tiên Thái lại gọi điện thoại lại. Trình kế cao hiển nhiên đã luống cuống đầu hàng, hắn nói trong thời gian ngắn như vậy không gom đủ tiền nhiều như vậy mà đáp ứng sẽ chuyển trước cho 200 vạn. Trịnh Tiên Thái quả quyết cự tuyệt rồi đọc số tài khoản cho trình kế cao đồng thời gia hạn cho trình kế cao 2 giờ, trong thời gian đó hắn phải chuyển đủ tất cả tiền vào tài khoản chỉ định. Chuyện này cũng coi như có vận khí, trình kế cao lừa cục giáo dục khoản góp vốn, sau khi sử dụng thì vẫn còn thu lại được không ít. Trước khi giá đất liên tục giảm xuống, hắn đã bán được tất cả, hắn không trả cho Trịnh Tiên Thái khoản góp vốn thực sự không phải là không có tiền mà là hoàn toàn không nghĩ tới. Cái loại thương nhân vô lại này có thói quen trêu đùa như vậy, hắn cho rằng Trịnh Tiên Thái nhân viên chính quyền không dám tham ô khoản góp vốn nhưng cho Trịnh Tiên Thái một số hoa hồng lớn thì có thể được. Nắm bắt được tâm lý Trịnh Tiên Thái, hắn mới không ngừng kéo dài thời gian. Đối với Trịnh Tiên Thái thì trình kế cao rất minh bạch, Hắn cho rằng Trịnh Tiên Thái không có lá gan làm ra loại chuyện bắt cóc này nhưng sự tình hết lần này tới lần khác lại ra ngoài dự kiến của hắn. Trịnh Tiên Thái chẳng những đã làm, hơn nữa một lần bắt cóc ba người. Chính câu này, con thỏ gấp quá còn cắn người, Trịnh Tiên Thái gấp, hậu quả gì hắn cũng không để ý. Trình kế cao rút cuộc khuất phục, hắn nửa theo mệnh lệnh của Trịnh Tiên Thái ngoan ngoãn đem tiền chuyển về tài khoản chỉ định. Khi Trịnh Tiên Thái vững tin tiền đã về tài khoản chỉ định thì cả người kích động dị thường. Thu hồi được khoản góp vốn có nghĩa là trách nhiệm của hắn đã nhẹ hơn rất nhiều, hắn cũng không cần xa xứ đào tẩu. Đối với Trương Dương, hắn lúc đầu sợ hãi giờ biến thành cảm kích, nếu như không có Trương Dương thì khoản góp vốn này cũng không biết năm tháng nào mới có thể thu trở về. Trương Dương tin sự tình đã làm thỏa đáng thì lúc này mới gọi điện cho Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ nhận được điện thoại thì bất giác giật mình, hắn cũng không có nghĩ đến Trương. Dương một mực giúp đỡ hắn để ý chuyện này khi nghe nói Trịnh Tiên Thái ở trong tay Trương Dương và khoản góp vốn cũng đã thu hồi lại thì trong nội tâm cảm kích thật sự khó có thể hình dung được. Cái làm hắn đau đầu nhất trước mắt chính là sự kiện này, nếu không cách nào bình ổn được hệ thống giáo dục thì trận phong ba này là trận lớn nhất mà hắn gặp phải kể từ khi đảm nhiệm chức thường vụ phó thị trường. Cảm ơn, Lý Trường Vũ phải rất khó khăn mới nói ra được hai chữ này. Trương Dương nở nụ cười, trình kế cao đã chuyển tiền về tài khoản chỉ định, người có thể cho người chứng thực, ta cùng trịnh tiên thái đêm nay sẽ quay lại Giang Thành. Lý Trường Vũ sau khi chứng thực đã thu được khoản góp vốn thì nội tâm bớt nặng nề đi rất nhiều. Hắn đem chuyện này báo với bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ. Hồng Vĩ Cơ nghe nói khoản góp vốn đã được thu hồi, trịnh tiên thái hôm nay cũng sẽ phản hồi Giang Thành thì cũng thở phào một hơi. Thân là nhân vật số một Giang Thành hắn rất không nguyện ý để hệ thống giáo dục xảy ra chuyện lớn như vậy. Hồng Vĩ Cơ mỉm cười nói tiền có thể thu về là tốt rồi, thực sự là sơn cùng thủy tận không đường hy vọng mà lại về. Lý, trường vũ có chút ít cảm khái nói, chuyện này ít nhiều là nhờ trương dương, khi trịnh tiên thái đào tẩu thì hắn đã lặng lẽ theo dõi, bức bách trịnh tiên thái đem khoản góp vốn phun ra. Lý trường vũ cũng không biết tin tức cụ thể về khoản góp vốn. Hồng Vĩ Cơ nói, Trương Dương xác thực rất có bổn sự, chuyện hệ thống giáo dục lần này hắn lại lập đại công rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Trương Dương thật đúng là phúc tinh của Lý Trường Vũ nếu khoản góp vốn này không cách nào truy hồi kịp thời thì hệ thống giáo dục rất nhanh sẽ sinh ra nguy cơ chưa từng có và tả viên chiêu tuyệt sẽ không buông tha cơ hội này để chèn ép Lý Trường Vũ. Hồng Vĩ cơ nhấp một ngụm trà nói, Trường Vũ, khoản góp vốn sau khi lấy về phải nhanh chóng trả cho các lão sư để cho bọn họ có thể an tâm. Lý Trường Vũ nói, ta đã cho người đi thông báo nhưng muốn phát số tiền kia đến tay từng cá nhân thì chỉ sợ cũng phải mất vài ngày, hơn nữa khoản hoa hồng mà cục giáo dục đáp ứng trong quá khứ chắc cũng không thể thực hiện được. Hồng Vĩ cơ cười nói, có thể đem tiền vốn tìm trở về cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh, ta không tin nhưng giáo sư này còn có người nghĩ đòi được chia khoản hoa hồng đâu. Hắn đặt chén trà xuống nói, sau khi trịnh tiên thái trở về thì trực tiếp đưa đến cơ quan kiểm sát. Một cái cục giáo dục mà lá gan lại lớn như thế, tiền góp vốn hơn 700 vạn, một số tiền lớn như vậy mà cũng dám tham ô. Lý Trường Vũ hiện tại tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều, hắn nở nụ cười một tiếng nói, thật ra cái hiện tượng lén góp vốn này không chỉ tồn tại ở cục giáo dục mà trong rất nhiều các đơn vị sự nghiệp đều có. Ta nhân lúc này muốn sửa sang lại, bằng không sau này sẽ có sự tình giống như vậy phát sinh. Hồng Vĩ cơ gật đầu nói, trước tiên đem sự tình giải quyết xong rồi nói sau, giờ đây báo tình đã đưa tin nhưng ta cũng không muốn sự tình náo loạn. Việc này đã xảy từ lâu nhưng những gì trong tình nghe được tất cả đều là mặt trái của chúng ta gì đó, những người lãnh đạo sẽ không nghĩ đến nguyên nhân căn bản của sự việc mà họ chỉ cảm thấy chúng ta không có năng lực, chúng ta những lãnh đạo thành phố này không có bổn sự. Lý Trường Vũ thấp giọng nói, lần này hệ thống giáo dục xảy ra chuyện này ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, hội nghị thường ủy lần sau ta sẽ công khai tự kiểm điểm. Hồng Vĩ Cơ nói, cũng may việc này cũng không có tạo thành hậu quả quá lớn lần này chẳng những người phải kiểm điểm mà tất cả lãnh đạo thành phố chúng ta cũng phải hào hảo tự phê bình. Trừ 95.249 đến 955.007 chương 193, Mưa Gió Buôn Lậu Trịnh Tiên Đài sau khi về tới Giang Thành liều chủ động tới Ủy ban Kỷ luật Thành phố để báo cáo tình hình. Trương Dương về tới phòng chiêu thương, phòng làm việc của hắn vẫn treo biển, giờ đã là 4 rùa ấy chiều, còn nửa tiếng nữa là tan làm, mở điều hòa, tự mình pha một ấm trà, nhàn nhã đọc báo ngày hôm nay, Nhật báo Giang Thành không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới hệ thống giáo dục, nhưng trên Nhật báo Bình Hải lại đưa tin về sự kiện nghỉ học của bá Trung, tiến bộ lớn nhất của Trương Dương sau khi tới phòng chiêu thương là biết đọc báo, giỏi về từ trong báo nắm được một số hướng gió vi diệu. Điện thoại của phòng làm việc đổ chuông, Trương Dương cầm điện thoại lên, alo, là Lý. Trường Vũ gọi điện tới, giọng nói của Y rất hỏa ái, cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Trương Dương, về rồi à?" Trương Dương ừ một tiếng, "Phó thị trưởng Lý tìm tôi có việc gì vậy?" Từ lúc Lý Trường Vũ bắt hắn rời khỏi cục du lịch, quan hệ giữa hắn và Lý Trường Vũ hình như có vẻ xa lạ hơn một chút. Lý Trường Vũ biết Trương Dương có chút bất mãn đối với chuyện đó, sau khi người trẻ tuổi bị kìm kẹp, khó tránh khỏi có chút bất mãn, Lý Trường Vũ nói, "Trương Dương, tan làm thì tới chỗ tôi một chuyến." Lý Trường Vũ sở dĩ đề xuất yêu cầu này là bởi vì y muốn nói chuyện riêng với Trương Dương y sở dĩ lật lọng về chuyện phòng quản lý tổng hợp cảnh khu, sau cùng buông bỏ ý định để Trương Dương đảm nhiệm chức chủ nhiệm, chủ yếu là bởi vì y cảm thấy một chút áp lực, áp lực này không phải chỉ tới từ xung quanh mà còn từ bên trên, tới từ cố doãn chi, khứu giác chính trị của y trước giờ luôn rất mẫn cảm, y có thể phát giác ra cố doãn chi đối với Trương Dương đã không còn che chở như trước kia, trên chính trị mỗi một bước đi đều phải thật cẩn thận. Vào thời khắc quan kiện khi y phát khởi trùng kích về phía thị trường Giang Thành, Bất kỳ một nhân tố dù là nhỏ nhất cũng đều không thể bỏ qua. Trương Dương tuy trên danh nghĩa là một cán bộ cấp khoa, ở phòng chiêu thương chỉ là hữu danh vô thực, từ sau khi địa điểm công tác của hắn đổi sang phòng chiêu thương, Đồng Hồng Ngọc nhận được chỉ thị ngầm của bên trên, không an bài một nhiệm vụ công tác có tính chất thực tế nào cho Trương Dương, trên thực tế chẳng khác nào là treo Trương Dương lên. Trương Dương đoạn thời gian này đều thể hội tiếp sống cơ quan tiêu chuẩn nhất, uống trà, tán gẫu, đọc báo đã trở thành toàn bộ công tác của hắn. Với tính tình của Trương Dương, rõ ràng là sẽ không bằng lòng với loại sinh hoạt này. Lý Trường Vũ có thể cảm giác được sự sao động và bất mãn trong lòng Trương Dương, nhưng y nhất thời cũng không nghĩ ra được nên an bài cho Trương Dương như thế nào. Lúc này chuyện phát sinh ở hệ thống giáo dục khiến Lý Trường Vũ rơi vào cuốn cảnh, vào những lúc như thế này, Trương Dương có thể đứng ra giúp y, khiến Lý Trường Vũ rất cảm động, y bởi vì chuyện này mà nảy sinh một chút áy náy, có lẽ về chuyện của Trương Dương, Y nên xuất lực, giúp Trương Dương sớm ngày vượt qua khốn cảnh ở trước mắt. Lúc Lý Trường Vũ tan làm, Trương Dương đã lái xe Toyota tới đợi ở dưới tòa nhà làm việc của y. Lý Trường Vũ lên xe, hoạt động một chút cái cổ đã tê dần, nói: "Mệt rồi, tìm một chỗ chúng ta uống vài chén." Trương Dương cười nói: "Ông là muốn tôi mời ông uống rượu hay là chuẩn bị mời tôi?" Lý Trường Vũ cười nói: "Tới Hà Phong lâu đi, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu." Trương Dương lái xe tới Hà Phong Lâu ở bên bờ Tây Hồ Nhãn Vân, hai người mua một bọc nhỏ, chọn mấy món thức ăn, Lý Trường Vũ mở một bình thanh giang mang theo ra, đây là rượu nếp được ủ 20 năm mà quản đốc nhà máy rượu thanh giang tặng cho y. Trương Dương rót một chén, ngửi ngửi rồi nhấp một ngủ, nói, rượu ngon, không kém hơn ngũ lương dịch. Lý Trường Vũ cười nói, đồ tặng của thanh giang không tồi, đáng tiếc, nhà máy kinh doanh không tốt, nhiều năm thua lỗ, y bưng một cái chén lên cùng với trương dương rồi uống cạn lần này chuyện khoản góp vốn của hệ thống giáo dục phải cảm ơn cậu rồi trương dương cầm bình rượu lên rót hai chén đầy cho hai người cười nhạt nói tôi hôm qua nhìn thấy tên họ trịnh đó có chút dị thường tôi hoài nghi hắn trong lòng có quỷ cho nên nhân lúc trời tối đi dọa hắn xem xem có thể bức hắn giao khoản góp vốn ra hay không ai ngờ lúc tôi tới cửa nhà hắn thì vừa hay thấy hắn lái xe bỏ đi lý trường vũ nói hắn là cảm thấy bất lực cho nên muốn đi Trương Dương cười nói, kỳ thực hắn cũng là bị người ta lừa thôi, thằng em họ đó của hắn cũng không phải là hạng tốt lành gì, thời đại hiện tại, gian thương nhiều lắm. Lý Trường Vũ cảm thấy rất hứng thú với việc Trương Dương làm thể nào mà lấy lại được khoản góp vốn, nhưng Trương Dương lại không chịu nói. Hai người uống một lát nữa thì Lý Trường Vũ đi vào chính đề, Trương Dương, làm ở phòng chiêu thương đã quen chưa? Trương Dương ở trước mắt Lý Trường Vũ cũng không muốn vòng vo, hắn nói thẳng luôn mỗi ngày trừ đọc báo thì cũng là uống trà chẳng có việc gì làm cả nếu cứ tiếp tục bụng tôi thể nào cũng to ra lý trường vũ nghe thấy hắn nói khoa trương như vậy không khỏi bật cười y nhỏ giọng giải thích lúc trước bảo cậu rời khỏi cục du lịch là bởi vì chuyện cậu đánh hồ quang hải có ảnh hưởng quá xấu chuyện này được thông báo tới tỉnh lý ngay cả bí thư cố cũng biết trương dương đặt chén rượu xuống hắn gần đây tuy chưa gặp cố doãn chi nhưng cũng biết đại lão bản không vui nguyên nhân căn bản của chuyện này là ở quan hệ giữa hắn và cố giai đồng. Cố Doãn Chi đã yêu cầu rõ ràng mình không được đi lại với cố giai đồng nữa, khiến cho hiện tại hắn và cố giai đồng không thể không chuyển sang hoạt động bí mật, lén lén lút lút như kẻ trộm. Có điều nguyên nhân căn bản của chuyện này cũng ở bản thân hắn, hắn cũng không thể nói được là cố Doãn Chi có gì không phải. Lý Trường Vũ nói, tôi đã thương lượng với Bí Thư Hồng, thị Lý gần đây định thành lập văn phòng cải cách xí nghiệp, tôi dự định sơ bộ để cậu tới công tác ở phòng cải cách xí nghiệp. Trương Dương không quan tâm tới việc là bộ môn gì, chỉ cần có việc gì làm, chứ đừng như hiện tại là được. Khái niệm của hắn đối với phòng cải cách xí nghiệp cũng rất mơ hồ, có chút hiếu kỳ hỏi, phòng cải cách xí nghiệp là làm gì? Phòng cải cách xí nghiệp chính là văn phòng cải cách xí nghiệp. Là như thế này, ví dụ như cải cách nhà máy chế thuốc của Giang Thành, ví dụ như cải cách nhà máy dệt, phòng cải cách xí nghiệp sẽ có tác dụng giúp đỡ và đôn đốc, có thể thay mặt cho chính phủ đảm bảo lợi ích của công nhân và xí nghiệp đảm bảo tài sản quốc gia sẽ không bị mai một trong cải cách. Trương Dương nghe mơ mơ màng màng, trong lòng vẫn không có khái niệm cụ thể gì cả, điều mà hắn quan tâm nhất vẫn là quan chức mà mình sắp đảm nhiệm, phòng cải cách xí nghiệp là bộ môn cấp 3 à. Lý Trường Vũ nói, chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp là Mã Hoa Thành, trước đây y là phó chủ nhiệm ủy ban quốc tư, mục đích thành lập phòng cải cách xí nghiệp chính là để đôn đốc cải cách xí nghiệp Giang Thành được tốt hơn, hiện tại xác định cơ bản là cậu và y, sau này sẽ có thêm thành viên gia nhập. Trương Dương hiểu rồi, thì ra Mã Hoa Thành là chính chủ nhiệm, mình vẫn là phó thủ của người ta, ở phòng chiêu thương hắn đã có dạng quan chức này, thêm một cái cũng không nhiều mà bớt đi một cái cũng chả ít. Lý Trường Vũ tuy nói rất dễ nghe, nhưng phòng cải cách xí nghiệp hình như cũng không có thực quyền gì, Trương Dương nói chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp là phó ban à. Lý Trường Vũ cười nói, tính khí của cậu sao vẫn cứ luôn nôn nóng như vậy? Chuyện cậu đánh Hồ Quang Hải vẫn chưa qua đi, sao còn muốn thăng quan à? Cậu không sợ người ta bàn tán ư? Tôi thì sợ đó." Trương Dương có chút thất vọng, nói, "Đã vẫn là cấp khoa, tôi tới phòng cải cách xí nghiệp thì có ý nghĩa gì?" "Ở phòng chiêu thương uống trà cũng được." Lý Trường Vũ nói, "Nhận thức của cậu có chút sai lầm rồi, vô luận là ở đâu, chỉ cần cậu muốn làm việc, đều có cơ hội làm ra được thành tựu, chuyện của cục giáo dục lần này không phải đã chứng minh rồi ư?" "Cậu tuy không phải là người của cục giáo dục, nhưng giúp đỡ tìm về khoản góp vốn đòi lại công đạo cho các thầy giáo của hệ thống giáo dục, lập được đại công rồi. Ông đã cường điệu lên rằng tôi lập được đại công, vì sao không luận công mà khen thưởng, sao cũng đưa tôi lên thành phó ban, ông nói xem có phải không. Lý trường vũ thấy thằng ôn này cứ mở miệng ra là đòi thăng quan, cười cười lắc đầu, lúc này điện thoại của y đổ chuông, Lý trường vũ nhấc điện thoại, khi y nghe thấy bên trong lên tiếng, lập tức biến sắc, đứng bật dậy, hỏng rồi, tôn đại nương của cậu vào bệnh viện rồi. Trương Dương cũng kinh hãi, Quan hệ giữa hắn và Tô lão thái trước giờ luôn rất tốt, Tô lão thái đối đãi với mình như con của bà, hắn hốt hoảng đứng dậy, đi, chúng ta đi xem thế nào. Tôn lão thái lần này vào viện là bởi vì Chu Hồng Mai, bà ta và em dâu Cát Xuân Lệ hai người ăn cơm xong liền đi dạo trong công viên, ai ngờ lại vừa hay gặp Chu Hồng Mai đang dắt chó đi dạo. Chu Hồng Mai nhìn thấy bọn họ, thù mới hận cũ sộc lên đầu, chỉ vào bọn họ mà mắng, Tô lão thái là một lão thái thái rất thật thà lương thiện, Cát Xuân Lệ hàm dưỡng rất tốt cô ta tự trọng thân phận nên cũng không mắng lại Chu Hồng Mai, nhưng Chu Hồng Mai không chịu buông tha dùng những lời độc ác nhất mắng bọn họ. Cát Xuân Lệ chỉ ủy khuất rơi lệ, Tô lão thái thì không nuốt được cục tức này, cái nhau ầm ý với Chu Hồng Mai, lão thái thái thực sự là quá kích động, khí cấp công tâm mà ngất ngay tại chỗ. Chu Hồng Mai thấy mình gây họa rồi, sợ hãi co giò bỏ chạy, Cát Xuân Lệ gọi 120 đưa lão thái thái vào bệnh viện. Lúc Trương Dương và Lý Trường Vũ tới bệnh viện nhân dân số 1 của Giang Thành, Tô Lão Thái đã được đưa tới phòng cấp cứu, bởi vì Lão Thái Thái có thân phận đặc biệt, viện trưởng Tạ Ủng Quân và chuyên gia của các khoa trong bệnh viện đều chạy tới. Tạ Ủng Quân nhìn thấy Lý Trường Vũ và Trương Dương cùng tới liền chào hỏi bọn họ, rồi mời Lý Trường Vũ tới phòng làm việc của bác sĩ. Lý Trường Vũ lo lắng hỏi, viện trưởng Tạ, chị dâu tôi sao rồi? Tạ Ủng Quân an ủi y, ông cứ yên tâm, lão thái thái không bị nguy hiểm tới tính mạng, tình hình đã ổn định rồi. Lý trường vũ thở phào một hơi. Tạ ủng quân nói, lão thái thái lớn tuổi rồi, sau này các vị phải chú ý một chút, nhất định đừng để bà ý phải chịu đả kích. Lý trường vũ gật đầu, nhớ tới tên đầu sỏ gây nên chuyện này, trong lòng càng lúc càng thấy chán ghét vợ cũ Chu Hồng Mai. Có điều ở trước mặt người ta y không để lộ ra tình tự trong lòng mình, y đứng dậy đi thăm chị dâu. Trương Dương vốn muốn đi theo, nhưng bị Tả Ủng Quân gọi lại, từ lúc Tả Ủng Quân quay trở lại cương vị công tác, vẫn chưa gặp lại Trương Dương, ông ta mỉm cười, nói: "Trương Dương, gần đây có bận không?" Trương Dương vẫn khá tôn kính Tả Ủng Quân, dẫu sao người ta cũng là cha của Tả Hiểu Tình, hơn nữa Tả Ủng Quân khác hẳn Tưởng Tâm Tuệ, ông ta tuy hơn nặng vẻ thư sinh, nhưng không bợ đỡ nịnh hót như Tưởng Tâm Tuệ. Trương Dương nói, tới trường đảng của tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng, sau khi quay về thì ở phòng chiêu thương. Tả ủng quân nói, lúc hiểu tình tới nước Mỹ, cậu không ở Giang Thành, vốn muốn gọi cậu tới cùng ăn cơm một bữa. Nhớ tới tả hiểu tình, trong lòng Trương Dương bất giác ấm lên, từ câu này của tả ủng quân có thể nghe ra ông ta vẫn có hào cảm đối với mình. Kỳ thực sau khi tả ủng quân xảy ra chuyện, ông ta đã có cái nhìn hoàn toàn mới về Trương Dương. Trương Dương thuận miệng hỏi thăm mấy câu về tình hình của tả hiểu tình ở nước Mỹ, tả ủng quân cũng không giấu giếm, trả lời câu hỏi của hắn rất tỉ mỉ, và đưa cách liên lạc với tả hiểu tình ở nước mỹ cho hắn. trương dương lúc đi thăm tô lão thái, lão thái thái đã tỉnh rồi, cát xuân lệ mắt đỏ bừng ngồi canh bên giường. lý trường vũ ra hiệu im lặng với trương dương, tỏ ý bảo hắn đừng nói gì, rồi cùng hắn lui ra ngoài. tới ngoài cửa, lý trường vũ nói với trương dương, cậu về trước đi, tô đại nương của cậu chắc không sao đâu. trương dương gật đầu. lúc hắn rời khỏi bệnh viện thì gặp hồng linh và trần quốc vĩ ở thang máy hai người thấy Trương Dương thì đều rất vui mừng. Trần Quốc Vĩ cười nói, Trương Dương, sao cậu ít khi tới đây thế? Mấy ngày trước lúc bọn tôi tiến tả hiểu tình, đi khắp nơi tìm cậu, điện thoại cậu cũng không mở, tới đơn vị cũng không tìm được câu, hại chúng tôi tưởng cậu biến mất rồi. Hồng Linh bổ sung, hiểu tình không biết thất vọng như thế nào. Trương Dương cười cười, hai người bọn cậu tương thân tương ái thật, cả ngày ở cùng nhau không chán à. Hồng Linh lắc đầu, Trần Quốc Vĩ nói, tới bệnh viện làm gì vậy? Có việc à, thăm một bệnh nhân, cần giúp đỡ không? Trương Dương lắc lắc đầu, nhìn thấy Hồng Linh tay cầm hộp cơm, Quốc Vĩ có phúc khí thật, trực đêm cũng có người đưa cơm. Hồng Linh nói, không phải là cho hắn, là gì hai của tớ bị bệnh, nằm ở khoa tim mạch. Đúng rồi, Trương Dương, cậu không phải là người của chính phủ ư. Quan hệ rộng như vậy, giúp tớ phản ánh một chút đi, nhà máy chế thuốc của Giang Thành đã gần một năm rồi không trả lương, còn cho người ta sống nữa không? và lại tiền thuốc men của công chức mà họ nợ giải quyết sao đây? trương dương cười nói, tôi nói nè hồng linh, cậu là người của bệnh viện nhân dân giang thành, có liên quan gì tới nhà máy chế thuốc đâu? lúc nào lại đi quản nhiều như vậy? hồng linh chừng mắt lườm hắn, gì hai của tôi chính là kế toán của nhà máy chế thuốc giang thành, khổ cực cả nửa đời người, hiện tại không những không được trả lương mà ngay cả mắc bệnh cũng không có ai quan tâm. trương dương nói, tôi chỉ là một trưởng khoa nho nhỏ cậu tưởng tôi là thị trưởng của Giang Thành à? Loại chuyện này cậu nói với tôi cũng vô dụng thôi, tôi muốn quản cũng chẳng quản được. Hồng Linh nói cậu muốn quản thì có thể giúp đỡ mà. Ai mà không biết năng lực của trưởng phòng trương cậu chứ? Dừng lại, tôi giờ không còn là trưởng phòng nữa rồi, hiện tại tôi đang làm việc ở phòng chiêu thương. Đúng là một thanh niên tiến bộ, phòng chiêu thương là một chức quan béo bở, hay là cậu giúp tôi hoạt động một chút, điều tôi vào đó đi trương dương tuy đã là phó chủ nhiệm của phòng cải cách xí nghiệp nhưng phòng cải cách xí nghiệp hiện tại vẫn chưa chính thức thành lập trừ việc bổ nhiệm hai chủ nhiệm một chính một phó là mã hoa thành và trương dương ra thì không có bất kỳ một động tĩnh nào khác hơn nữa từ trước tới giờ cải cách xí nghiệp thanh toán tài sản xí nghiệp đều có ủy ban quốc tư phụ trách một bộ môn mới như phòng cải cách xí nghiệp chức năng chưa rõ ràng ngay cả chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp như mã hoa thành vẫn còn làm ở ủy ban quốc tư cũng chính là nói địa điểm làm việc cụ thể của phòng cải cách xí nghiệp còn chưa có. Sau khi thị lý đề xuất khái niệm này, tựa hồ như quyên luôn cả chuyện này đi, trương đại quan nhân vẫn phải trải qua những ngày tháng nhàn nhã ở phòng chiêu thương. Ngẫu nhiên trên đường gặp Mã Hoa Thành, sẽ chủ động hỏi chuyện của phòng cải cách xí nghiệp. Mã Hoa Thành cũng không biểu lộ ra quá nhiều nhiệt tình, dần ra, Trương Dương cũng cảm thấy buồn chán, lười chẳng thèm hỏi han gì nữa. Thoáng cái đã tới tháng 9, đã là lúc học sinh khải giảng rồi, Trương Dương đang tính toán có phải đưa Tống Triệu Tính tới Đông Giang, thuận tiện tới Cố Gia, tặng quà cho Cố Dưỡng Dưỡng, chúc mừng cô ta bắt đầu cuộc sống sinh viên hay không thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Hồ Nhân như vào mục rồi, chuyện này là Trương Dương nghe Cố Gia Đồng nói, Đông Giang đột nhiên tra xét nghiêm ngặt viện buôn lậu xe đen, trực tiếp tra tới Long Tường Thương Mậu của Trúc Vân Phàm. Chu Vân Phàm hiện tại đang ở Indonesia, Hồ Nhân như thân là người của trách của Long Thường Thương Mậu theo lý đương nhiên bị điều tra. Trương Dương một mực coi Hồ Nhân Như như bạn tốt của mình, tuy giữa hai người chưa từng dính tới mức độ tình cảm nam nữ, nhưng Hồ Nhân Như gặp chuyện hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi hắn hiểu rất rõ chuyện này, buôn lậu xe trước giờ đều là Chu Vân Phàm làm, không có quan hệ gì nhiều tới Hồ Nhân Như cả. Kỳ thực không cần nhắc tới nguyên nhân của chuyện này, chỉ vì quan hệ bạn bè thôi thì hắn cũng phải quan tâm một chút. Trương Dương biết được tin tức liền xin nghỉ với Đồng Hồng Ngọc, chủ nhiệm phòng chiêu thương. Kỳ thực hắn xin nghỉ cũng chẳng qua là làm cho có lệ, Đồng Hồng Ngọc trước giờ không quản hắn, luôn mang tâm tư mặc kệ hắn, Trương Dương xin nghỉ cũng chỉ là để tránh tiêu nhân dị nghị mà thôi. Phía Lý Trường Vũ vẫn phải nói một tiếng, Lý Trường Vũ biết Trương Dương tới Đông Giang liền ủy thác cho hắn một chuyện, bảo hắn đi tìm phóng viên Lương Đông Bình của Nhật Báo Bình Hải, vẫn là bởi vì chuyện vụ án góp vốn của Bộ Giáo dục lần trước, phía Giang Thành đã thông qua Bộ Tuyên truyền để khống chế truyền bá dư luật nhưng lương đông bình đối với chuyện này vẫn nắm chặt không buông thường đưa tin về chuyện này khiến lý trường vũ rất là bị động y muốn trương dương tới đông giang tìm tên phóng viên này nói chuyện tử tế bảo gã đừng có để ý tới việc này nữa cố giai đồng cũng không ở đông giang cô ta đưa em gái tới bắc kinh công ty lam hải ở bắc kinh cũng có nghiệp vụ cần xử lý trương dương về chuyện này cũng không định kinh động tới cố doãn chi từ sau khi biết thái độ hiện tại của cố doãn chi đối với mình Trương Dương vẫn cố gắng tránh tiếp xúc với ông ta, hắn trước tiên đi tìm Loan Thắng Văn, Phó Cục trưởng Cục Công an khu vực Bạch Sa, Loan Thắng Văn đối với chuyện buôn lậu xe đen này cũng nắm rất rõ, xu hướng trong việc này là bắt nguồn từ huyện Bảo Hòa, kỳ thức huyện Bảo Hòa dung túng việc buôn lâu xe tồn tại đã lâu rồi, chính phủ huyện ủy đối với chuyện này chỉ mắt nhắm mắt mở. Bởi vì chuyện này mỗi năm đều mang tới cho huyện Lý thêm thu nhập mấy ngàn vạn, Chu Vân Phạm trước giờ đều thông qua con đường này để cấp biển cho xe lậu nhưng không lâu trước đây hành động đả kích buôn lậu có tính toàn quốc đã bắt đầu rầm rộ một bức thư tố giác trực tiếp được đưa tới tay tống hoài minh đại tỉnh trường tân nhiệm tống hoài minh trong cuộc họp thường ủy tỉnh ủy đã đề xuất chuyện này các thường ủy của tỉnh ngay tại đương trường đã biểu lộ rõ không thể nhân nhượng chuyện này nữa nhất định phải điều tra tới cùng phái ra tổ kiểm tra do phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh lưu diễm hồng dẫn dầu trước đây loại kiểm tra có tính hình thức này cũng từng có trên địa phương cũng có đạo ứng phó không gì ngoài tiếp đãi tốt một chút, quà cắp hậu một chút. Nhưng không ngờ lần này tổ kiểm tra lại làm thật, vừa tới huyện Bảo Hòa đã ở giết không đi, nói là tỉnh Lý có chỉ thị, người nên bắt thì kiên quyết phải bắt, người nên miễn chức thì kiên quyết miễn chức, không tra tới cùng thì tuyệt đối không dừng tay, mấy vị thường ủy huyện bị bước tới bất lực, chỉ đành mớm lời cho viện kiểm sát bắt đai đội trưởng đội cảnh sát giao thông huyện và trưởng khoa tài vụ. Nhưng chuyện này vẫn chưa được lắng xuống, tổ kiểm tra tìm hiểu nguồn gốc tra tới Long. Tường Thương Mậu, Bảo cục Công an thành phố Đông Giang phối hợp cùng, bắt Tổng Giám đốc Hồ Nhan Như của Long Tường Thương Mậu. Hiện tại tất cả sinh ý của Long Tường Thương Mậu đều bị tạm dừng, thị lý phái ra tổ điều tra, điều tra tình hình tài vụ của công ty. Trương Dương trước khi tới Đông Giang cũng không ngờ chuyện này lại lớn như vậy, hắn nhíu mày, nói, đại biểu pháp nhân của Long Tường Thương Mậu là Chu Vân Phàm chuyện này Hồ Nhân Như là vô tội mà. Loan Văn Thắng nói, theo tôi biết khoản trốn thuế mà Long Tường Thương Mậu có liên quan chắc vượt quá 50 vạn, có điều may mà Hồ Nhân như không phải là pháp nhân, hiện tại cũng không có chứng cứ xác nhận cô ta có tham dự vào hoạt động buôn lậu. Trương Dương nói, Cục trưởng Loan, có thể an bài cho tôi gặp mặt Hồ Nhân như không? Loan Văn Thắng do dự một chút rồi vẫn gật đầu, nói, được, tôi sẽ mau chóng an bài cho cậu. Tóc của Hồ Nhân như đã bị cắt ngắn, điều kiện ở sở tạm giam đương nhiên không bằng trước đây, cô ta không trang điểm, lặng lẽ ngồi trước mặt Trương Dương, khóe miệng mang theo một nụ cười mỉm, giống như là một đóa hoa sen không được chạm chỗ, lộ ra vẻ đẹp tự nhiên mà Trương Dương trước đây chưa từng phát hiện, cảm ơn anh đã đến thăm tôi. Ngữ khí của cô ta rất bình thản, trên người một cô gái trẻ tuổi rất ít khi có thể thấy được vẻ trấn tĩnh như vậy. Có thể liên hệ được với Chu Văn Phàm không? Hồ Nhân như lắc đầu, chú Chu sẽ không quay về vào lúc như thế này đâu. Chuyện lần này rất lớn, Chu Vân Phàm nếu như vào lúc này mà về nước, khẳng định sẽ bị bắt quy án chu vân phàm không phải là kẻ ngốc mấy ngày trước y đã thông qua quan hệ nhập quốc tịch canada rồi nhưng cô không thể thay y gánh trách nhiệm lớn như thế này được hồ nhân như nhìn trương dương tình tự đang kích động trong con mắt sáng trong lóe lên một tia cảm kích cô ta nói khẽ mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình chuyện buôn lậu xe tuy không phải là tôi chủ trì nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn chối bỏ liên can trương dương bỏ đi đừng vì chuyện của tôi mà bôn ba nữa Tôi đã nhận mệnh rồi, bọn họ muốn phán thế nào thì phán, chuyện này luôn phải có người đứng ra nhận trách nhiệm. Là trách nhiệm của cô thì cô đứng ra chịu, không phải là trách nhiệm của cô thì cô việc gì phải gánh. Trương Dương có chút phẫn nộ hét lên. Nữ cảnh ở bên cạnh không thể không nhắc nhở Trương Dương chú ý phương thức nói chuyện một chút. Hồ Nhân như nói, "Trương Dương, thật đó, chuyện này không dễ xử lý đâu, anh đừng gây chuyện." Trương Dương nói, "Đừng quên, tôi là bạn tốt của cô." chúng ta có tình hữu nghị thuần khiết, một loại tình tự không tên lấp đầy nội tâm của hồ nhân như cô ta cắn chặt môi, kìm nén sự xung động. cô ta nói khẽ có lẽ anh đối với tôi là vậy, nhưng tình hữu nghị của tôi đối với anh thì sớm đã thay đổi vị đạo rồi. nói xong câu này, cô ta vội vã đứng dậy bước vào trong, mặc kệ trương dương ở phía sau hô hoán như thế nào, thủy trung không quay đầu lại. audio điện tử võ tấn bền trương nước phóng lúc kéo cửa xe bị một người dùng lực đẩy một cái, thò tay ra muốn lấy súng, nhưng cổ tay bị người ta nắm chặt, lập tức không thể động đậy được. Trương Đức Phong quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy người đứng sau người mình là Trương Dương, gã cười khổ, nói: "Trương Dương, cậu làm gì vậy?" "Mẹ, tôi còn cho rằng là thằng bắt cóc muốn tập kích tôi." Trương Dương buông cổ tay gã rồi, bước vào trong xe rồi ngồi xuống, tức giận nói: "Cục trưởng Trương, anh đúng là khó tìm thật, điện thoại thì tắt, gọi không thèm nghe." tới đơn vị cũng tìm không thấy anh, rốt cuộc là là nhiệm vụ bí mật gì. Trương Đức Phong xấu hổ ho khan một tiếng, "Lão đệ, tôi cũng không giấu cậu, đang điều động mà, các cậu ai ai cũng đều không ngừng tiến bộ, tôi cũng không thể nào chôn chân mãi ở huyện Bảo Hòa được." Trương Dương biết gã cực kỳ giảo hoạt, nói chuyện với gã thì càng lúc càng vòng vo, càng lúc càng không có ý tứ gì, liền nói thẳng luôn, "Tôi nghe nói huyện Bảo Hòa xảy ra đại sự rồi, anh đi lúc này, chắc không phải là có liên quan tới chuyện đó chứ?" trương nước phóng cười nói tôi nói nè cậu em cậu sao cứ thích cầm sao đổ lên đầu tôi thế mặc kệ chuyện này có liên quan tới anh hay không anh trương hồ nhân như gặp nạn rồi anh ở đông giang có quan hệ rộng như vậy xem xem có thể giúp đỡ được không trương nước phóng trả lời cực kỳ dứt khoát chuyện này tôi không giúp được đừng nói tôi không giúp được mà tôi khuyên cậu cũng đừng xen vào làm gì hiện tại bên trên muốn bắt buôn lậu đã không chỉ là vấn đề bồi hoàn tiền phi pháp ngay cả đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông huyện Bảo Hòa cũng bị bắt rồi, cậu tưởng đó là chuyện nhỏ à. Tôi và Hồ Nhân Như cũng là bạn bè, tôi muốn giúp cô ấy lắm, nhưng Chu Vân Phàm chạy rồi, chuyện này không thể nói được rõ ràng, tôi là một cán bộ quốc gia, tôi không nhúng tay vào chuyện này đã có người nói tôi có liên quan tới án kiện buôn lậu này rồi, tôi nếu nhúng tay vào thì càng khó nói. Và lại, tôi cũng không có năng lực để nhúng tay vào. Trương Dương lạnh lùng nhìn gã, thằng ôn này thật sự chẳng ra gì, Gã không ngờ còn không biết ngượng mà nói rằng không có liên quan tới án buôn lậu. Trương Đức phóng cũng biết Trương Dương không tin mình, gã thở dài, nói, loại án này đều là càng lúc càng lớn, tổ công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh đang ngồi ở huyện Bảo Hòa không chịu đi, bọn họ một ngày không đi chứng tỏ là chưa đạt được mục đích, còn muốn đào sâu chuyện này hơn nữa. Lúc này là mẫn cảm nhất, người ta tránh còn không kịp, anh nói chúng ta chen vào để làm cái gì? Trương Dương hít mặt lại nhìn Trương Đức phóng nói ý của anh là để hồ nhân như tự sinh tự diệt, anh không quản ư. Lão đệ, tôi cũng không phải là có ý đó, nhưng hiện tại quả thật không phải là lúc chúng ta nên nhúng vào. Lúc Trương Đức Phóng nói chuyện, điện thoại của gã đổ chuông, gã nhìn số, không ngờ là cậu gã gọi, vội vàng mở điện thoại trả lời. Nhận điện thoại xong, gã cười nói với Trương Dương, cậu xem, nói cái lại có chuyện liền, cậu tôi bảo tôi tới nhà ông ấy một chuyện, vốn là muốn ăn cơm trưa với cậu. Trương Dương nhếch mép cười, Ấn tượng của hắn đối với Trương Đức Phòng hạ xuống theo hình thẳng tắp, thông qua những lời nói vừa rồi, hắn coi như đã hiểu rồi, muốn bảo Trương Đức Phóng ra mặt giúp đỡ hồ nhân như cơ hồ là việc không thể, hắn đẩy cửa xe bước xuống, xua xua tay với Trương Đức Phóng tạm biệt. Trương Đức Phong đột nhiên nhớ ra một việc, kéo cửa xe xuống, nói, đúng rồi, chiếc xe Toyota của cậu chủ xe hình như là của Chu Vân Phạm đấy, đừng lái tới Đông Giang, chớ để người ta nhìn thấy. Trương Dương cũng không chú ý tới chuyện này, sau khi Trương Đức Phóng nhắc hắn, hắn mới nhớ ra chiếc xe đó của mình cũng là xe lậu, tuy hiện tại có giấy phép lái xe hợp pháp, nhưng bên trong vẫn có vấn đề. Xe có vấn đề không chỉ có một chiếc của Trương Dương, cố dài đồng để mừng em gái nhập học, chiếc xe BMW Mini đó cũng đối mặt với vấn đề đồng dạng, chiếc xe này là cố dài đồng mua qua hồ nhân như, cố doãn chi sở dĩ gọi Trương Đức Phóng tới nhà, cũng là để hỏi rõ chuyện này. Khi Trương Đức Phóng tới số 9 đường Ninh Tĩnh, Cố Doãn Chi đang ở trong phòng khách xem TV, con trai Cố Minh Kiện đi Bắc Kinh rồi, con gái lớn Cố Gia Đồng đưa con gái nhỏ dưỡng dưỡng tới Bắc Kinh nhập học, như vậy nên trong nhà chỉ còn có một mình ông ta. Trương Nước Phóng đối với ông cậu đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy này trước giờ luôn kính nể, gã trên quan trường có được công tác như ngày hôm nay, Cố Doãn Chi tuy không chính diện ra mặt giúp đỡ, nhưng loại quan hệ giữa bọn họ vô hình chung đã chiếu cố gã không ít, Trương Nước Phóng rất thông minh, cũng biết cách lợi dụng loại quan hệ này, mà cố doãn chi đối với với hắn cũng luôn một mắt nhắm một mắt mở, dẫu sao chị mình cũng chết sớm, ông ta đối với hai đứa nhỏ của nhà chị vẫn phải quan chiếu một chút. Trương Đức Phóng cung kính gọi cậu, sau đó đặt hai hộp chè xanh lục an lên bàn, cố doãn chi liếc một cái, nói khẽ, ngồi đi. Trương Đức Phóng lúc này mới khép nép ngồi xuống, gã rất hiểu tính tình của ông cậu cố doãn chi, trừ phi là ngày lễ ngày Tết, cố doãn chi rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho gã, tuy mình là cháu trai đằng ngoại của ông ta, cố doãn chi bình thường rất ít khi gọi gã tới nhà chỉ cần gọi gã là khẳng định có chuyện gấp trương đức phóng thời gian này tâm tình không yên từ sau khi phát án buôn lậu của công ty long tường gã đã cảm thấy bất an vừa rồi khi trương dương hỏi gã gã không nói thực quan hệ giữa gã và chu vân phạm tuyệt không phải đơn giản như gã nói nếu không phải là có gã xe chỉ luồn kim chu vân phạm cũng không thể làm ăn thông suốt ở huyện bảo hòa cố giai đồng nói chiếc xe đó của dưỡng dưỡng là cậu giúp nó mua Trương Đức Phóng vội vàng lắc đầu, không phải. gia đồng và hồ nhân như vốn quen nhau, dưỡng dưỡng cũng biết cô ta là giai đồng mua làm quà tặng nhập học cho dưỡng dưỡng, cháu không biết gì cả. Gã quả thực không biết tình hình, cho nên vội vàng chối. Cô Doãn Chi cầm điều khiển tắt TV đi, nói chuyện huyện bảo hòa cấp biển cho xe lậu có liên quan tới cậu không? Trương Đức Phóng lại lắc dầu, không có liên quan gì cả, cháu không phụ trách giao thông, đại đội cảnh sát giao thông không liên quan gì tới cháu cả. Cố Doãn Chi nói, không liên quan thì tốt rồi, gần đây tôi nghe nói quan hệ giữa cậu và Long Tường Thương Mậu rất mật thiết. Miệng Trương Đức Phóng rất cứng, cậu à, hiện tại nói gì cũng có, cậu cũng biết đó, cháu có nhiều bạn, thích quan hệ, cho nên người quen tam giáo cửu lưu gì cũng có cả, nhưng cháu quen không có nghĩa là cháu có qua lại làm ăn với họ, chú cũng biết đó, cháu là nhân viên công tác của quốc gia, cháu căn bản không làm kinh thương, những chuyện này không liên quan gì tới cháu cả. Cố Doãn Chi vẫn bán tín bán nghi những lời của Trương Đức Phóng, nhưng trước mắt cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Trương Đức Phóng có quan hệ với vụ việc buôn lậu của Long Tường Thương Mậu, cũng là chiếc xe mà con gái mình mua bị một bức thư nạc danh báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật. Ủy ban Kỷ luật tỉnh trực tiếp đưa tới tay ông ta, Cố Doãn Chi vẫn chưa đi hỏi con gái, trước tiên tìm Trương Đức Phóng để chứng thực tình hình đã. Trương Đức Phóng nói, chiếc xe đó cháu biết, dài đồng chắc là không rõ nguồn gốc của xe, lúc nó mua xe, xe đã nằm ở sở quản lý xe của huyện Bảo Hòa, trên pháp luật thì không tồn tại bất kỳ vấn đề gì, cậu à, có phải là có người dèm pha gì về chuyện này không? Cố Doãn Chi cười lạnh một tiếng, ông ta đương nhiên biết chiếc xe mà cố dài đồng mua không tồn tại bất kỳ vấn đề gì, cho dù là có vấn đề, có người muốn dèm pha chuyện này, ông ta một ngày còn tại vị, cũng không gây nên được bất kỳ sóng gió gì. Cố Doãn Chi cầm chén trà trên bàn lên, hấp một ngụm trà đắng rồi nhíu mày nói, bên ngoài nói gì rồi. Trương Đức Phóng biết ông cậu thị trưởng của mình là muốn hỏi về ý kiến của bên ngoài về chuyện này, gã quan sát vẻ mặt của ông cậu một lát, sau đó rẻ dặt nói, bên ngoài đều nói tân quan thượng nhiệm đốt lửa, đây là bó đúc đầu tiên mà tỉnh trưởng Tống đốt lên. Cố dai đồng ừ hử cười cười, lúc Tống Hoài Minh tới Bình Hải không dài, giữa bọn họ vừa hay đang là lúc quan sát lẫn nhau, trong quá trình va chạm với nhau, ông ta so với Tống Hoài Minh thì lớn hơn gần chục tuổi, tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, phương pháp làm việc thì được định trước nhưng quan điểm nhìn nhận vấn đề thì lại khác nhau lần này chuyện buôn lậu xe của huyện bảo hòa đã thành rất lớn lúc ban đầu cố doãn chi là mang thái độ của người bàng quan ông ta muốn mượn chuyện này để quan sát phong cách và phương pháp làm việc của tống hoài minh rất nhanh ông ta liền phát hiện ra tống hoài minh làm việc nhanh gọn dứt khoát không hề dây dưa dài dòng hơn nữ y rất biết nắm đúng mực của việc trước khi làm chuyện gì luôn ở trước mặt người ta hỏi ý kiến của ông ta một chút để tỏ ý tôn trọng ông ta mà loại hỏi ý kiến này trên cơ bản đều là dưới tình huống đại cục đã định, ví dụ như chuyển đà kích xe lậu này, cố doãn chi đương nhiên phải tỏ ý tán đồng. Kỳ thức chuyện cấp biển cho xe lậu không phải chỉ tồn tại ở một địa phương là huyện Bảo Hòa, ở Bình Hải, thậm chí ở những chỗ khác của quốc nội cũng đều là sự tồn tại của loại hiện tượng này, chỉ có điều huyện Bảo Hòa hơi quá đáng, lãnh đạo huyện quá xem trọng khoản thu nhập này. Cố Doãn Chi còn biết một chuyện, lần này tổ trưởng tổ kiểm tra, phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh lưu hồng diễm do ủy ban kỷ luật tỉnh phái đi và tỉnh trường tổng hoài minh mới tới là bạn học cùng khóa ở trường đảng quan hệ giữa hai người rất tốt lần này tổ kiểm tra rất nghiêm túc trong vụ án cấp biển xe lậu của huyện báo hòa đại đội trưởng cảnh sát giao thông bị bắt song vẫn không khiến bọn họ dừng ở đây người sáng mắt đều nhìn ra lần này huyện bảo hòa vẫn phải có động tác mới có thể khiến tổ kiểm tra hài lòng Cố Doãn Chi chính là từ việc tổ kiểm tra trù trừ không muốn rút khỏi huyện Bảo Hòa nhìn ra rằng Tống Hoài Minh muốn mượn chuyện này để đốt lên bó đuốc đầu tiên. Trương Đức Phóng nhìn thấy sắc mặt của ông cậu rất bình hòa, mới lớn gan nói cậu à, kỳ thực cháu cảm thấy chuyện này không cần phải làm lớn như vậy đâu, cấp biển cho xe lậu không chỉ có huyện Bảo Hòa chúng ta, cũng không chỉ có Bình Hải, quốc gia chúng ta nghèo, rất nhiều chính phủ địa phương đều coi chuyện này là một thủ đoạn để tăng thêm thu nhập, vẻ mặt của cố Doãn Chi vẫn tỉnh bơ. Cậu biết huyện Bảo Hòa chỉ thông qua việc cấp biển cho xe lậu mà mỗi năm kiếm được bao nhiêu tiền không? Trương Đức phóng đương nhiên rõ. Gã thậm chỉ còn biết rõ hơn cố Doãn Chi nhiều, nhưng gã không dám nói. Cố Doãn Chi bảo hơn một ngàn vạn, huyện Bảo Hòa tăng thêm thu nhập một ngàn vạn, chứng tỏ quốc gia mất đi bao nhiêu tiền thuế. Đám lãnh đạo của huyện Bảo Hòa tầm nhìn ngắn như vậy, chỉ nhìn thấy cái lợi nhỏ của mình, nhưng lại bỏ qua cái lợi lớn, đúng là hẹp hòi loại tà khí này sao không đánh, không những phải đánh, mà còn phải đánh tới cùng, đánh thật nặng, đánh tới khi sau này không còn loại chuyện này phát sinh nữa mới thôi. Trương Đức Phóng nói, pháp chế của quốc gia vốn chính là trong quá trình dần dần hoàn thiện, pháp chế dần dần hoàn thiện, ý thức của cán bộ cũng dần dần hoàn thiện, luôn phải cho người ta cơ hội sửa chữa sai lầm. Cố Doãn Chi không nhịn được mà nhìn gã thêm một cái, ông ta cũng nghe ra Trương Đức Phóng hôm nay luôn nói đỡ cho phía huyện Bảo Hòa. Trương Đức Phóng bị cậu nhìn một cái khiến cho chán toát mồ hôi, gã vội vàng giải thích, đây là nhìn chuyện mà luận chuyện, cháu là muốn nói chuyện gì cũng cấp tiến quá thì không tốt. Cố Doãn Chi mỉm cười gật đầu, nghe nói cậu gần dây bận chuyện điều động à. Trương Đức Phóng thật thà trả lời, cháu ở huyện Bảo Hòa đã 4 năm rồi, nhà lại ở Đông Giang, cha cháu cũng lớn tuổi rồi, bên cạnh luôn cần người chiếu cố, cháu quay về thì tiện hơn. Cố Doãn Chi không tỏ thái độ gì, ánh mắt nhìn vào hộp trà, cậu mang về đi, tôi không thiếu trà lá, cầu về hiếu kính với cha cậu đi. Lúc Trương Dương ý thức được Trương Đức Phóng sẽ không thể nào ra tay giúp đỡ, hắn bắt đầy suy nghĩ xem ai có thể giúp mình, bạn của hắn ở Đông Giang không ít, nhưng vụ án buôn lậu xe này là chuyện mà Ủy ban kỷ luật tỉnh chú ý, người có năng lực giúp đỡ rất ít. Cố Giai Đồng không nghi ngờ gì nữa có thể tính là một, nhưng từ sau khi Cố Doãn Chi phản đối Cố Giai Đồng qua lại với hắn, Trương Dương rất kiêng kỵ lợi dụng quan hệ của Cố Doãn Chi. Sau khi suy nghĩ tử tế, hắn nghĩ tới một người, chủ tịch tập đoàn phong dụ Lương Thành Long, giữa hắn và Lương Thành Long trong quá khứ đã từng có chút không hài lòng nhau, nhưng bởi vì đối với kẻ địch chung là Vương Học Hải mà quan hệ giữa hai người đã có cải thiện. Trương Dương còn lợi dụng quan hệ và năng lực cá nhân, ở Bắc Kinh giúp đỡ Lương Thành Long hóa giải chuyện tòa nhà Kinh Đô, giúp hắn tránh khỏi bị Vương Học Hải lợi dụng công trình tòa nhà Kinh Đô để áp chế. Có thể nói Lương Thành Long thiếu Trương Dương một cái nhân tình rất lớn, nếu như không phải là hồ nhân như gặp nạn, Trương Dương cũng sẽ không mở miệng cầu Lương Thành Long, nhưng sau khi hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định nhờ Lương Thành Long giúp đỡ. Lương Thành Long nghe Trương Dương nói xong chuyện của Hồ Nhân Như, cả người trở nên trầm mặc. chuyện của Long Tường Thương Mậu đã thành rất lớn, thân ở trong thương giới Đông Giang, gã sớm đã nghe nói tới chuyện này, trước đây việc làm ăn giữa gã và Chu Vân Phàm qua lại rất mật thiết, cũng biết Chu Vân Phàm dấn thân vào buôn bán xe lậu, gã còn thông qua Chu Vân Phàm mà mua mấy chiếc, trên thực tế không chỉ có gã, người nhà tỉnh ủy cũng có rất nhiều chiếc xe nhập khẩu đi qua đường của Chu Vân Phàm. Trương Dương tìm gã, khẳng định là nhìn chúng ông chú Lương Thiên Chính hiện làm bí thư thị ủy Đông Giang của gã, huyện Bảo Hòa là huyện hạt của Đông Giang, sức ảnh hưởng của ông ta đối với Đông Giang cũng không phải tầm thường. Có điều Lương Thành Long cũng không phải hạng đầu đường xó chợ, gã lập tức nghĩ tới quan hệ giữa Trương Dương và Cố Giai Đồng, trong mắt người khác, tình cảm giữa Trương Dương và Cố Giai Đồng chỉ là lời đồn thổi, nhưng trong mắt Lương Thành Long, bọn họ tuyệt đối là yêu nhau thật, Trương Dương và Cố Giai Đồng quan hệ tốt như vậy, hắn không dùng quan hệ của Cố Giai Đồng để đi cầu bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi mà lại đi tìm tới mình, chuyện này chỉ có một loại khả năng, đó chính là Cố Doãn Chi không tiện ra mặt. Lương Thành Long nói, Trương Dương, con người tôi không thích phòng vo, có gì thì nói nấy, chuyện này có chút vướng tay, chuyện của Long Tường thương mậu tôi biết, lần này tỉnh trưởng Tống rất chú ý, ủy ban kỷ luật tỉnh tham gia, hồ nhân như thân là tổng giám đốc long tường thương mậu trách nhiệm của cô ta rất có chối bỏ trương dương nói chu vân phàm là ông chủ hồ nhân như trước giờ đều là giúp y quản lý công ty một nhân viên quản lý cho dù là gánh trách nhiệm thì nên gánh bao nhiêu không thể quy hết tất cả trách nhiệm lên người cô ta được lương thành long nói cậu yên tâm đi chuyện này tôi sẽ tìm chú tôi để nói chuyện cho dù không thể đảm bảo hồ nhân như vô tội tôi tin rằng chắc có thể giúp cô ấy giảm nhẹ tội trạng dẫu sao Chu Vân Phàm mới là ông chủ đứng sau, pháp nhân của công ty cũng không phải là hồ nhân như. Gã dừng lại một chút rồi lại nói, tên Chu Vân Phàm này rất không đơn giản, vì sao lúc xảy ra chuyện lại y lại vừa hay đi Indonesia. Và tiền vốn lưu động của Long Tường Thương Mậu trong tài khoản rất ít, thanh toán cả công ty đều chưa chắc đủ tiền phạt. Trương Dương có chút phẫn nộ vỗ mạnh bàn một cái, y cũng tính là nam nhân mà xảy ra chuyện lại bỏ đi, để một cô gái ở lại gánh cái nồi đen này, nếu để tôi gặp y, tôi kiểu gì cũng đập chết y." Lương Thành Long đã lĩnh giáo quyền cước của Trương Dương, không khỏi cười khổ, nói: "Hiện tại có nói gì cũng vô ích, mấu chốt của loại chuyện này, thứ nhất, phải tìm được người chịu trách nhiệm của sự việc, chính là Chu Vân Phàm, cho dù y không nguyện ý về nước cũng phải nghĩ biện pháp liên hệ với y, nếu y chịu ra mặt nhận tội, chuyện này sẽ có chuyển cơ, thứ hai, phải kịp thời giao ra khoản tiền phạt, nhân tố quyết định của chuyện này vẫn là ở Chu Vân Phàm." chỗ thiếu hút này chúng ta không góp sức được. Y làm ăn nhiều năm như vậy, tích lũy tài phú rất xa xỉ, tôi tin chuyện xe lậu chỉ là một hạng trong rất nhiều sinh ý của y, khoản tiền phạt này y bỏ ra được. Thứ ba, phải xem vào biểu hiện của bản thân Hồ Nhân Như, vô luận trong vụ án buôn lậu này cô ta đóng vai trò gì thì nhất định không được nói nhiều, chuyện càng lúc càng lớn, nói càng nhiều thì chuyện càng lớn, tội trạng sau này mà cô ta phải gánh cũng càng lớn. Lương Thành Long phân tích rõ ràng đâu ra đấy sau cùng gã nói, điểm quan trọng nhất vẫn là thái độ của bên trên, lần này án buôn lậu là tỉnh trưởng Tống đề xuất, ủy bản kỷ luật tỉnh tọa chấn, ai cũng nói tân quan thượng nhiệm đốt đuốc, đây là bó đuốc của tỉnh trưởng Tống, ông ta rốt cuộc muốn đốt tới loại trình độ nào, rốt cuộc là muốn chơi trội tới đâu. Hay là muốn lấy chuyện này để ném đả dò đường phản ứng của những người khác trong tỉnh Lý, chuyện này chỉ có thể để sau xem xét. Tống Hoài Minh ngồi trong xe ô tô ở số 11 đường Ninh Tĩnh, tay cầm nhật báo Bình Hải, y chỉ một phần nội dung cho thư ký Trung Bồi Nguyên, sở giáo dục của Giang Thành rất lợi hại, giáo viên đều đình công không dạy, khoản góp vốn tham ô đó, khấu trừ nửa năm tiền công của giáo viên, loại chuyện này, quốc nội e rằng có thể xếp hạng nhất. Trung Bồi Nguyên nói, chuyện cụ thể thì chưa rõ, có điều tôi nghe nói, phía Giang Thành đã xử lý tốt chuyện này rồi, khoản góp vốn đã đòi về, tiền lương của giáo viên cũng được giải quyết. Tống Hoài Minh gật đầu, quan viên chính phủ của chúng ta luôn thích mất bò mới lo làm chuồng, chuyên lo trước tính sau vì sao không đi làm nhiều hơn một chút. Chớ có đợi xảy ra vấn đề mới chịu đi giải quyết, đi bịt lỗ thủng, cho dù có cơ hội cải chính, nhưng đã tạo thành tổn thất cho quốc gia. Lúc này điện thoại của y đổ chuông. Tống Hoài Minh nhận điện thoại, người gọi là phó bí thư ủy ban kỷ luật Lưu Diễm Hồng gọi. Lưu Diễm Hồng nói: "Bạn học, có rảnh không, tôi muốn cậu mời tôi ăn cơm." Tống Hoài Minh không khỏi bật cười, bắt người ta mời cơm mà lại nói lẽ thẳng khí hùng như vậy trong số nữ tính mà y quen chỉ có một mình Lưu Diễm Hồng, y rất thoải mái đáp ứng yêu cầu của Lưu Diễm Hồng, ở đâu? Ngự vương phủ, thu thủy các, Tống Hoài Minh bảo lái xe thay đổi lộ tuyến, trực tiếp đưa y tới ngự vương phủ, nơi đây cách đường ninh tĩnh không xa, Tống Hoài Minh bảo lái xe đưa chung Bồi Nguyên về nhà, sau đó không cần phải quay lại đón mình, y muốn ăn xong thì tự mình về. Lưu Diễm Hồng đã đợi ở ngự vương phủ một lúc rồi, thức ăn đã đầy bàn, trên bàn đặt một bình ngũ lương dịch được gất 30 năm. Tống Hoài Minh cười cười ngồi xuống đối diện Lưu Diễm Hồng, rượu không tồi. Lưu Diễm Hồng nói, tôi sau khi ly hôn với Chu Đức Hoàn, được chia đôi tài sản, rượu này là một bộ phận trong đó. Ông chồng Chu Đức Hoàn của bà ta là một thương nhân thành công, hiện tại trọng tâm sự nghiệp đã chuyển tới Tây Bộ, hai người ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, lại thêm tính tình của bản thân của Lưu Diễm Hồng quá mạnh, sau cùng tao thành việc bọn họ chia tay, khi ly hôn Lưu Diễm Hồng giành được một nửa tàn sản, điều mà mọi người đều biết là hào trách của bà ta ở bên Hồ Thanh Lương hiện tại giá trị đã hơn 300 vạn. Tống Hoài Minh nói, ai cũng nói cán bộ trong chính phủ tỉnh ủy tỉnh Bình Hải là nhiều tiền nhất, hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu Diễm Hồng cười nói, phải chăng mấy cán bộ chúng ta phải nghèo kiệt xác thì mới chứng tỏ là chúng ta tham liêm công chính. Tôi không nghĩ vậy, quốc gia chúng ta không quy định người có tiền không thể làm quan. Và lại tài sản của cô cũng không phải là có nguồn gốc không minh bạch. Lưu Diễm Hồng rót cho Tống Hoài Minh một chén rượu, bà ta lúc ở trường đảng đã biết thói quen của Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh uống rượu rất có chừng mực, dù là bạn bè uống rượu với nhau, y cũng chỉ sai có một lần. Chén rượu thủy tinh ở trước mặt Tống Hoài Minh được rót đầy tới bốn lạng, y nhìn chén thủy tinh, lắc đầu cười khổ, bạn học cũ à, cô muốn chúc cho tôi say ư. Lưu Diễm Hồng nói, chúc say cậu làm gì, cướp tài của cậu ư, tiền của cậu không nhiều bằng tôi, cướp sắc của cậu ư, cậu cũng đã tới tuổi trung niên rồi đó. Bà ta nói chuyện trước giờ không cố kỵ gì cả. Tống Hoài Minh cười ha ha, theo câu nói này của cô, tối nay tôi và cô mỗi người một nửa, có điều chúng ta uống xong bình này thì không được uống thêm nữa. Tôi biết tử lượng của cô, nếu thực sự uống tiếp, người ngã khẳng định không phải là tôi. Hai người chạm cốc, uống một ngụm lớn, Lưu Diễm Hồng có tử lượng một cân rưỡi, trong nữ tính là hiếm thấy, bà ta gắp một quả dâu tây cho vào miệng, nói tới chủ đề tối nay, Hoài Minh, phía huyện Bảo Hòa, đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông và khoa trưởng tài vụ đều đã bị bắt. Chuyện này trên cơ bản đã tra ra đầu mối, trong những nhân vật chủ chốt còn có Chu Vân Phàm đang bỏ trốn của Long Tường Thương Mậu, chuyện này cậu định lúc nào thì thu lưới. Tống Hoài Minh thích vừa uống rượu vừa ẩm trà, nhấp một ngụm trà xanh, trong công tác gặp trở ngại gì phải không? Lưu Diễm Hồng lắc dầu, cũng không phải vậy, có điều gần đây Ủy ban Kỷ luật tỉnh thu được một phong thư tố cáo, nói con gái của bí thư cố cũng mua một chiếc xe lậu của Long Tường Thương Mậu, bí thư tăng đã đưa thư cho bí thư cố rồi. Vẻ mặt của Tống Hoài Minh vẫn không có biến hóa gì, hờ hững nói, không ngờ còn có chuyện này. Lưu Diễm Hồng Tuyệt không phải là phụ nữ bình thường, bà ta biết sự khôn ngoan và trí tuệ của bạn học cũ này, Tống Hoài Minh lúc đầu tới Bình Hải liền nhận lấy cơ hội đã kích nghiêm khắc tội phạm buôn lậu này, nhắm mũi mâu vào xe lậu, dụng ý của y không chỉ đơn giản là châm bó đúc đầu tiên, Tống Hoài Minh là một trong những người trẻ tuổi nhất trong những các bộ cấp tỉnh bộ, y có thể vào tuổi 40 trèo lên được vị trí cao như vậy, không phải là chỉ bởi vì y có năng lực có thủ đoạn, y đồng dạng cũng có bối cảnh thâm hậu và chỗ dựa cứng mạnh. Lưu Diễm Hồng từ các loại hiện tượng này đoán ra rằng, Tống Hoài Minh rất có khả năng đang lợi dụng chuyện xe lậu để thăm dò phân bố của kết cấu thế lực Bình Hải, đồng thời cũng đang thử thái độ và điểm mấu chốt của cố doãn chi. Trừ 95.249 đến Chương 194, em là nữ nhân của anh. Tống Hoài Minh châm bó đúc này quả thật là có mục đích rõ ràng, phương pháp tốt nhất để tìm hiểu tình hình thực tế xung quanh chính là thông qua hành động thực tế. Vị trí tỉnh trưởng bình hành tiền nhiệm của Hứa Thường Đức ngồi không lâu, cả quá trình nhậm chức chỉ có thể dùng từ lặng lẽ để hình dung, cái này có liên quan tới năng lực của Hứa Thường Đức và cũng quan hệ rất lớn tới cường thế của bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi, Tống Hoài Minh không phải là Hứa Thường Đức. Y biết rõ trên chính trị che sáng thu mình là điều lên làm, nhưng vào lúc thích hợp cũng phải chứng tỏ thực lực, muốn giành được sự tôn trọng của người khác thì không được cứ mãi nhân nhượng và lùi bước. Mà phải để người khác ý thức được tính quan trọng của mình, nhận thức được năng lực của mình. Lưu Diễm Hồng hiểu rất rõ Tống Hoài Minh, biết rằng Tống Hoài Minh là một nhân vật không chịu ở dưới chân người ta, y lúc ở Tĩnh An đảm nhiệm chức bí thư thị ủy, đã dùng biện pháp kinh tế và pháp chế để nổi danh, ở quốc nội khắp nơi đều đang rộn ràng cải cách mở cửa, lấy kinh tế làm chủ. Tống Hoài Minh bất phi sở động, y đều xuất khái niệm bình hành, hơn nữa phải lấy pháp chế làm cơ sở, đảm bảo trật tự xã hội và hoàn cảnh xã hội thật tốt, như vậy mới có thể bảo chứng phát triển kinh tế có thể tiến hành ngay ngắn có trật tự, mới có thể bảo chứng lợi ích của người dân và lợi ích của giới đầu tư. Bình Hải và Bắc Nguyên là hai tỉnh phận nằm kề nhau, kinh tế của Bắc Nguyên phát triển kém Bình Hải, điều này có quan hệ nhất định tới hoàn cảnh kinh tế của hai tỉnh. Nhưng từ sau khi Tống Hoài Minh thượng nhiệm Tốc độ phát triển kinh tế ở Bắc Nguyên đã cầm cờ đi trước." Lưu Diễm Hồng nói, "Đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông của huyện Bảo Hòa và kế toán đã bị bắt, miệng của bọn họ rất kín." Tống Hoài Minh cười nói, "Cấp biển cho xe lậu không phải bọn họ nói là được, chuyện này liên quan tới cả tầng lớp lãnh đạo của huyện Bảo Hòa." Lưu Diễm Hồng nói, "Kỳ thực chuyện giống như thế này ở quốc nội có rất nhiều, điểm xuất phát của chúng là để huyện lý được tăng thêm thu nhập, chứ không phải là vì mưu cầu lợi ích cá nhân, đây là vấn đề của nhận thức." bình tâm mà luật lưu diễm hồng cho rằng chuyện này không nên đào quá sâu tống hoài minh nói đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông và kế toán đại biểu cho thái độ của huyện bảo hòa ư xem ra bọn họ đối với sai lầm mà mình đã phạm phải vẫn có nhận thức chưa được sâu bất kể ước nguyện ban đầu mà bọn họ làm vậy có phải là vì tư lợi cá nhân hay không đã làm tổn hại tới lợi ích của quốc gia là sự thực không thể sánh khỏi lưu diễm hồng nhìn tống hoài minh với vẻ mặt rất phức tạp thái độ kiến quyết đả kích việc xe lậu của Tống Hoài Minh là điều mà bà ta lúc ban đầu không hề ngờ tới. Chuyện của huyện Bảo Hòa vẫn chưa khiến y hài lòng, xem ra tổ kiếm tra nhất thời bán hội vẫn chưa thể rút về được. Trương Dương trên đường lái xe về khách sạn ở quảng trường Cổ Lâu bị cảnh sát giao thông chặn lại, hơn 10 cảnh sát giao thông đang ở hiện trường chấp hành nhiệm vụ kiểm tra. Hai ngày nay hành động đả kích buôn lậu được phối hợp với tỉnh Lý, đại đội cảnh sát giao thông Đông Giang bắt đầu chỉnh lý một loạt giao thông, Đối với say rượu lái xe, không có giấy phép lái xe, xe lậu tiến hành đả kích nghiêm ngặt ở trên đường. Trương Dương xuống xe Toyota, hắn không sợ bị kiểm tra, giấy phép lái xe và giấy tờ xe hắn đều mang theo, hơn nữa hôm nay không hề uống rượu, chẳng có sai phạm gì cả. Cảnh sát giao thông xem giấy tờ của hắn, lại lấy giấy phép lái xe và giấy tờ xe ra đối chiếu với nhau, ngẩng đầu lên nhìn Trương Dương, hỏi với giọng nghiêm khắc, chủ xe không phải là anh à? Trương Dương gật đầu, mượn của bạn. Không được à, cảnh sát giao thông này nhận ra tên của Chu Vân Phàm gã cầm giấy phép lái xe đi tới chỗ cả đội trưởng trực ban đêm nay để báo cáo. Trương Dương cảm thấy có chút không ổn, lại nhìn xung quanh, năm sáu chiếc xe đang đỗ, trong đó còn có hai chiếc treo giấy thông hành của người nhà tỉnh ủy. Xem ra xe lậu chạy trên đường phố Đông Giang không chỉ có một chiếc của mình, lòng hắn trở nên thoải mái hơn, nhưng một lát sau nhìn thấy những xe khác đều được cho đi, chỉ còn lại chiếc xe của hắn, vị đội trưởng trực ban và người cảnh sát giao thông vừa kiểm tra cho hắn cùng nhau đi tới đội trưởng trực đêm nói cậu là người của giang thành à sao lại lái xe mang biển của đông giang phạm pháp à trương dương có chút bực bội có phạm pháp hay không thì tôi không nói được mà cậu cũng không nói được đội trưởng trực đêm nói có chút cường thế trương dương hít mắt lại khinh thường nhìn gã vậy ai nói được pháp luật lúc này lại có một chiếc xe ra qua bị chặn lái lái xe không chịu xuống xe gã gọi đội trưởng trực ban đội trưởng trần đội trưởng trực ban gật gật đầu tỏ ý bảo thủ hạ thả cho đi trương dương cũng nhận ra thằng ôn đó không ngờ là đinh bân người yêu cũ của em gái mình con trai của đinh nguy phong bí thư ủy ban chính pháp tỉnh lập tức cảm thấy cơn tức không có chỗ xả đinh bân rõ ràng nhận ra trương dương gã sợ trương dương tới vãi đái ngay cả chào hỏi cũng không dám lái xe phóng đi luôn trương dương cười nói sao hả xe mà gã lái cũng là xe nhập khẩu sao các anh không kiểm tra mà cứ kiểm tra tôi, thấy tôi dễ bắt nạt lắm phải không? Đội trưởng trực ban này tên là Trần Hưng Cương, là phó đại đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông khu cổ lâu của Đông Giang, gã và anh hai Đinh Triệu Dũng của Đinh Bân là bạn học, đương nhiên biết suốt thân gia đình của Đinh Bân, chiếc xe này gã cũng nhận ra là của Đinh Triệu Dũng, cho nên ngay cả giấy phép lái xe của Đinh Bân cũng chẳng buồn kiểm tra đã cho đi, kiểu chiếu cố nhân tình này, đối với bọn họ mà nói là chuyện thường tình, ai ngờ lại gặp được một người tích cực gã nhìn trương dương cậu có thái độ gì vậy biết cái gì gọi là gây trở ngại chấp pháp không hả trương dương cười nói định chụp mũ cho tôi đấy à anh lợi hại lắm được các anh kiểm tra xong chưa tôi có đầy đủ giấy tờ cũng không uống rượu cũng không phạm quy hiện tại có thể để tôi đi chưa trần hưng cương cũng nổi danh là có tính tình khó dây gã lắc đầu nói xin lỗi tôi hoài nghi chiếc xe này của anh có vấn đề giấy phép của anh theo quy định thì phải tạm thời thu giữ ngày mai anh tới đại đội cảnh sát giao thông khu cổ lâu để tiếp nhận xử lý dựa vào gì tôi con mẹ nó vi phạm chỗ nào trần hương cương tức giận bảo đồng chí xin chú ý ngôn từ một chút địa chỉ gia đình số điện thoại anh có quan hệ gì với chu vân phàm y vì sao đưa xe cho anh dùng trương dương tức giận rồi lão hổ không ra oai thì các ngươi cho rằng ta là mèo bệnh à hắn gật đầu nói thế này đi xe này cũng không phải là của tôi tôi mượn của người ta, các anh muốn tìm hiểu tình huống thì đi mà tìm chủ xe nói chuyện. Dẫu sao thì Chu Vân Phàm cũng không ở trong nước, có mệt chết bọn họ cũng chẳng liên hệ được với chủ xe. Trần Hưng Cương bị thái độ ngạo mạn của Trương Dương chọc giận, người cho rằng ta không tra rồi à. Trên giấy tờ xe có số điện thoại đăng ký, điện thoại là số của Đông Giang, gã ở trước mặt Trương Dương móc điện thoại ra, Trương Dương gật đầu, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, Trần Hưng Cương sao lại moi ra được số điện thoại nhà của cố gia đồng nhỉ, nhưng hắn đã đoán trước được chuyện đang phát triển theo phương hướng rất thú vị, người tự mình tìm chết, chẳng liên quan gì tới ta cả. Trần Hưng Cương trực tiếp ấn số điện thoại, người nhận điện thoại là một phụ nữ trung niên. Trần Hưng Cương hỏi, xin hỏi xe có biển số A12345 là của các vị phải không? Chuyện thường thường luôn rất trùng hợp, chủ của chiếc xe Toyota này tuy vẫn là Chu Vân Phàm, nhưng biển xe là cố gia đồng làm giúp Trương Dương. Lúc làm biển xe của ma xui quỷ khiến thế nào lại để lại số điện thoại nhà mình, phải biết rằng số điện thoại nhà của bí thư tỉnh ủy luôn được bảo mật, ngay cả cục điện tín còn không tra được, nhưng Cố Gia Đồng lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều, thuận tay viết xuống, ai ngờ giấy số lúc đó thuận tay viết xuống, hiện giờ lại dậy lên một cơn sóng lớn như thế này. Lúc bảo mẫu tiếp điện thoại, Cố Doãn Chi đang ở trong phòng khách nghe thời sự, bảo mẫu ngẩng đầu lên, "Bí thư Cố, có người hỏi chuyện xe cộ. Nếu là điện thoại khác Cố Doãn Chi sẽ không tiếp, nghe thấy chuyện xe cộ, ông ta ngay lập tức nghĩ tới chiếc xe BMW Mini mà Cố Giai Đồng mua, chuyện này đã có người báo cáo lên ủy ban kỷ luật tỉnh. Cố Doãn Chi trong lòng rất không vui, ông ta còn cho rằng có người giải thích với mình chuyện này, liền gật gật đầu. Bảo mẫu đưa điện thoại tới cho ông ta, Cố Doãn Chi cầm điện thoại lên, alo. Ông ta còn chưa nói xong, đối phương đã chất vấn với giọng rất uy nghiêm, ông là chủ chiếc xe A12345 phải không? chiếc xe này là mua từ chỗ Long Tường Thương Mậu ư? Trong ấn tượng của Cố Doãn Chi, trước giờ chưa có ai dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình, ông ta nhíu mày, biển xe của xe BMW ông ta không biết, ông ta cũng không biết biển số xe của Trương Dương, loại chuyện nhỏ này ông ta rất ít khi chú ý, nơi thấy tên Long Tường Thương Mậu, ông ta lập tức nổi giận, anh là ai? Không cần phải biết tôi là ai, tôi đang tra án, ông hiện tại có liên quan tới loại xe hơi lậu? ông tốt nhất hãy phối hợp với cơ quan điều tra. Nếu không, cố doãn chi gắng áp chế lửa giận trong lòng, hỏi ngược lại, nếu không thì sao? Ông có biết mua xe lậu là phạm tội không hả? Vậy thì anh tới mà bắt tôi. Vị đại lão bản của Bình Hải chưa từng phẫn nộ như hiện tại, ông ta cảm thấy ngực mình như có một ngọn lửa đang cháy rừng rực, nhưng ngữ khí của ông ta vẫn lạnh lùng bình tĩnh, không hề để lộ ra một chút phẫn nộ nào. Tính danh, địa chỉ gia đình, cố Doãn Chi, số 9 đường Ninh Tĩnh. Trần Hưng Cương ngây người, một lúc sau mới có phản ứng thì đối phương đã gác điện thoại rồi, tay nắm điện thoại của gã không khỏi run rẩy, gã đương nhiên biết Cố Doãn Chi là ai. Càng biết được số 9 đương Ninh Tĩnh là đại biểu cho ý gì, Trần Hưng Cương quay sang Trương Dương, thằng nhóc này đang dựa vào thanh bảo hiểm trước xe Toyota, mặt nở nụ cười vui mừng trước tai họa của người khác. Trần Hưng Cương nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, hận không thể xông lên đấm vỡ mũi thằng ôn này, nhưng gã chỉ có thể nghĩ mà thôi, gã không dám trần hưng cương bước tới số điện thoại đăng ký xe là của nhà bí thư cố à trương dương gật đầu phải anh anh sao không nói sớm anh cho tôi cơ hội để nói à ngữ khí của trương dương tràn ngập vẻ trào phúng con mẹ nó cái gì vậy con trai của bí thư ủy ban chính pháp ngươi chẳng buồn kiểm tra đã thả đi ta nói hết lời với ngươi mà ngươi còn đòi thu giấy tờ của ta trương dương ta đây dễ bắt nạt như vậy à bình tâm mà luận ta thật sự cũng chẳng muốn đốt đuốc lên đầu cố doãn chi Ai ngờ Cố Gia Đồng lúc trước đăng ký xe lại báo số điện thoại của nhà cô ta, xem ra tất cả đều được định trước từ nơi xa xôi, ông chủ Cố muốn đặt thân ở ngoài việc cũng không thể. Lúc này điện thoại của Trần Hưng Cương đổ chuông, dọa cho gã suýt nữa thì đánh rơi cả điện thoại, nhìn điện thoại thì là bạn cũ Lưu Hưng Đức gọi, hắn đi sang một chỗ bắt điện thoại, Lưu Hưng Đức là gọi điện xin cho người bạn bị bắt xe, Trần Hưng Cương hiện tại trong đầu đều là chuyện đã chọc giận Cố Doãn Chi, gã nói khẽ lão Lưu cậu có biết một người tên là Trương Dương không? Lưu Hưng Đức đương nhiên là biết, lần trước ở quảng trường Vĩnh An Trương Dương đánh nhau với đám lưu mảnh bản địa, khiến cho Lưu Hưng Đức mất hết mặt mũi, cũng may Loan Văn Thắng kịp thời nhắc nhở gã, cho nên mới không té ngã, gã kinh ngạc thốt lên Trương Dương của Giang Thành Ư. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lưu Hưng Đức hốt hoảng nói, Hưng Cương, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, gặp phải hắn, cậu có thể đi được bao xa thì cố mà đi bấy nhiêu xa, đừng có để hắn thù cậu. Trần Hưng Cương thở hổn hển vào điện thoại, một lúc sau mới nói, muộn rồi. Trần Hưng Cương tự mình đưa giấy phép lái xe và giấy tờ xe cho Trương Dương, hắn cũng muốn cười bồi, nhưng lại cười không được, đắc tội với đại lão bản của Bình Hải, chẳng có ai là cười nổi cả. Trương Dương cầm giấy tờ xe của mình rồi lên xe Toyota, chuyện này hắn không sai, cũng không muốn lợi dụng cố giai đồng, là Trần Hưng Cương tự mình tìm chết, Trương Dương tuy không biết cố doãn chi nói gì, nhưng từ vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi của Trần Hưng Cương đã đoán ra bí thư cố khẳng định là phát hỏa rồi. Trương Dương cũng rất tức giận, nhưng gã chẳng buồn tức giận vì loại người như Trần Hưng Cương làm gì, mục đích mà hắn tới Đông Giang không phải là tìm mấy tên cảnh sát giao thông để phát tiết nộ khí trong lòng, mục đích chủ yếu của hắn là vì cứu người, vì cứu hồ nhân như, chiếc xe vừa rồi của Đinh Bân khẳng định có vấn đề, nếu như không phải là bởi vì gã quen biết Trần Hưng Cương, không phải bởi vì cha của hắn là bí thư ủy ban chính pháp tỉnh, gã khẳng định là bị điều tra giống như mình. Trương Dương rất giỏi từ nhỏ thấy lớn, suy một ra ba, Đinh Bân đã có tình huống như vậy, rất nhiều con cháu của quan cao ở Bình Hải nhất định cũng tồn tại vấn đề đồng dạng. Hắn phải thu thập tài liệu của tất cả những người này lại, tình lý của bọn họ không phải là muốn giày vò ư. Vậy chúng ta tiếp tục giày vò đi, trước mắt là một cái ví dụ rõ ràng, con trai của Ủy bản chính pháp tỉnh các người không điều tra. Hắn nhớ một câu nói trong quá khứ, Phương Tử Phạm pháp đồng tội với thứ dân, hắn biệt hiện tại có câu này ở trước mặt pháp luật ai ai cũng bình đẳng. Cố Doãn Chi sau khi nhận được điện thoại rất bực bội quay về phòng nghỉ ngơi, ông đã bảo tối nay bất kỳ điện thoại của ai cũng không tiếp. Tối nay đối với Trần Hưng Cương là ngàn đời không quên, gã chú định là không thể ngủ ngon, mà người cũng không thể ngủ ngon giống như gã còn có Địch Khánh Quảng, cục trưởng phân cục công an khu cổ lâu và lạc Kiến Tân, cục trưởng cục công an Đông Giang mới nhậm chức. Chuyện này thậm chí còn được thông báo tới cho bí thư thị ủy Đông Giang, phó tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải Lương Thiên Chính, hai ngày nay không những không cảm thấy kinh hoàng mà ngược lại còn có chút vui mừng trước tai họa của người khác. Thật sự là một màn đầy kịch tính, đã kích xe lậu không ngờ còn đả kích tới cả đầu bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi, lần này thì có náo nhiệt để xem rồi. Lương Thiên Chính lúc biết tin tức này, cháu trai Lương Thành Long đang ở nhà y, đối với chuyện mà Trương Dương ủy thác, Lương Thành Long vẫn khá coi trọng, gã và Trương Dương tuy đã từng có lúc không vừa lòng nhau, thậm chí bởi vì chuyện của cố gia đồng mà bị Trương Dương đánh, nhưng sau vài chuyện xảy ra, khiến Lương Thành Long thay đổi cách nhìn với Trương Dương, gã là một người làm ăn, biết đạo lý trên thương trường không có bạn bè vĩnh viễn cũng không có kẻ địch vĩnh viên, Trương Dương trước mắt không nghi ngờ gì nữa chính là một đối tượng hợp tác rất tốt. Trước khi Tống Hoài Minh được xác định làm đại tỉnh trưởng Bình Hải, Bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính và Phó tỉnh trưởng Thường vụ Triệu Quý Đình cũng giống, đều bởi ôm lòng hứng thú rất đậm đối với vị trí mà hứa thường đức đột tử để lại trong mắt người ngoài hy vọng của triệu quý đình so với lương thiên chính thì lớn hơn một chút nhưng lương thiên chính cũng vẫn không ngừng nỗ lực y thông qua đường riêng liên hệ với phó thủ tướng văn uyển chuyển biểu đạt quyết tâm muốn truy cầu tiến bộ của mình nhưng phó thủ tướng văn đối với quyết tâm của y lại không có phản ứng quá nhiều có lẽ chuyện của hứa thường đức phát sinh khiến văn quốc cường muốn tạm thời bỏ qua chuyện bình hải Kết quả cuối cùng của sự việc là Tống Hoài Minh nhảy dù xuống Bình Hải. Lương Thiên Chính không biết người khác sẽ nghĩ gì, nhưng trong lòng y rất không thoải mái. Bó đuốc đầu tiên mà Tống Hoài Minh đốt lên là nhắm vào chuyện lắp biển cho xe lậu. Đứng mũi chịu sao chính là huyện Bảo Hòa dưới quyền quản lý của Lương Thiên Chính. Như vậy chẳng khác nào gián tiếp vỗ vào mặt Lương Thiên Chính. Thành tích quản lý Đông Giang của Lương Thiên Chính vẫn là rõ như bạn ngày. Bỏ qua việc xe lậu không nhắc đến, con số kinh tế tăng trưởng hàng năm đã chứng minh tất cả đối với pháp chế ổn định hài hòa phát triển mà tống hoài minh đề xuất lương thiên chính trong lòng không tán thành phát triển kinh tế mới là chủ đề của ngày hôm nay toàn quốc trên dưới đâu đâu cũng đề xướng cải cách mở rộng là vì cái gì chẳng phải là bởi vì phát triển kinh tế ư nhân dân có tiền thì mới truy cầu văn minh tinh thần kinh tế phát triển mới có thể đề cao tố chất toàn dân một số lý luận của tống hoài minh ở trong mắt lương thiên chính là đã lỗi thời rồi vốn không nên thuộc về cán bộ trẻ tuổi như y song hiện tại chính là hiện thực tống hoài minh mới là đại tỉnh trưởng là phó bí thư tỉnh ủy bình hải y đang có giành mạch rõ ràng phổ biến chính kiến của mình bí thư tỉnh ủy bình hải cố doãn chi tựa hồ như cũng mặc kệ hành vi của y lương thiên chính lang lộn trên quan trường nhiều năm từ lúc mới đầu y đã ý thức được rằng giữa tống hoài minh và cố doãn chi sớm muộn gì cũng có mâu thuẫn hơn nữa mâu thuẫn này không lâu nữa sẽ lộ ra ngoài tất cả quả nhiên đúng như y đã đoán bó đúc đầu tiên của tống hoài minh lại đốt lên đầu cố doãn chi chú à chú thấy án của hồ nhân như có dư địa để hoạt động không lưu thành long rụt rè hỏi lương thiên chính nói cháu chẳng lẽ không nhìn ra trong sự kiện cấp biển cho xe tư này lòng tường thương mậu không phải là trọng điểm ư lương thành long hơi ngây người lời nói của ông chú khiến gã ngộ ra một số thứ gã nghĩ ngợi một lát rồi mới nói bất kỳ chuyện gì có bắt đầu thì ắt phải có kết thúc tỉnh Lý chắc không thể tra mãi được chứ. Lương Thiên Chính hỏi lại, có liên quan gì tới cháu à? Lương Thành Long nói, cháu thiếu Trương Dương một cái nhân tình, hắn lần này quyết tâm muốn giúp hồ nhân như thoát tội, tìm tới chỗ cháu, cháu định tận lực giúp đỡ hắn. Lương Thiên Chính nói, con người phải biết ân mà báo đáp, tiểu Long, điểm này cháu làm rất tốt. Chuyện của Long Tường thương mậu, kẻ đầu tiêu là Chu Vân Phàm chỉ cần hắn y đứng ra nhận tội, bồi tường tiền phạt, Tội trạng của Hồ Nhân Như tự sẽ được giảm nhẹ như nhiều. Chuyện này cháu cũng nghĩ tới rồi, nhưng Chu Vân Phàm hiện tại đang ở hải ngoại, biết rằng đã xảy ra chuyện, y không dám quay về đâu. Chu Vân Phàm có phải sớm đã chuẩn bị để Hồ Nhân Như gánh tội cho y ư? Lương Thành Long nói, nếu như vậy, Hồ Nhân Như e rằng phiền phức rồi. Lương Thiên Chính gật đầu, cháu yên tâm đi, chuyện này chú sẽ hỏi tới, cô ta không phải là pháp nhân của công ty, cho dù có tội cũng không đến nỗi phải gánh hết tội trạng của Long Tường đâu. Trương Dương trước giờ đều không phải là một người biết kiên nhẫn chờ đợi, đặc biệt là sau khi hắn nghĩ ra phương pháp để giải quyết vấn đề, người đầu tiên mà hắn tìm chính là Đinh Bân. Đinh Bân rất nổi tiếng ở Đại học Sư Phạm Đông Giang, chiếc xe Jaguar này là của anh hai triệu dũng của gã, gã chỉ là mượn lái, không ai ngờ lại xui xẻo như vậy, vừa hay bị Trương Đại Quan nhân đợi xử lý, càng xui xẻo hơn là Trương Dương một khi đã chấm gã thì nhất định không dễ dàng bỏ qua cho gã thế nên Đinh Bân vừa mới lái xe ra qua tới cổng trường Đại học Sư Phạm thì bị Trương Dương chặn ở. Đây, Ninh Bân từ sâu trong lòng vô cùng sợ hãi Trương Dương, Trương Dương chặn đầu xe gã, vỗ vỗ lên nắp động cơ của xe hơi, sau đó kéo cửa ngồi vào trong. Điều hòa bên trong tuy rất mát, nhưng Ninh Bân vẫn không thể tránh khỏi toát mồ hôi, gã run giọng hỏi, anh Trương. Có chuyện gì vậy, gã không ngờ Trương Dương lại xông vào xe của gã, còn cho rằng Trương Dương muốn tìm gã để tính sổ chuyện của Triệu Tĩnh trong lòng rất lấy làm lạ, mình đã rất lâu rồi không có liên hệ gì với Triệu Tĩnh mà. Đưa giấy phép lái xe và giấy tờ xe ra cho tôi xem. Biểu hiện của Trương Dương lúc này giống như như cảnh sát giao thông. Đinh Bân tuy cảm thấy yêu cầu của hắn rất vô lễ, nhưng vẫn lấy giấy tờ ra đưa cho hắn. Trương Dương nhìn nhìn, tên đăng ký trên giấy tờ xe chính là Đinh Triệu Dũng. Hắn hở hững hỏi, xe này là mua từ đâu? Long tường thương mậu, Đinh Bân thật thà trả lời. Trương Dương vừa nghe thấy vậy đã hứng chí, điều này chứng tỏ không ít con cháu nhà quan thông qua long tường thương mậu để mua xe ngoại, hắn cũng không làm khó đinh bân, vỗ vỗ vai gã, một học sinh mà lái xe ra vào trường học, khệnh khẳng quá, cha cậu nếu biết thì liệu có cao hứng không? Đinh bân mấp máy môi, chờ mắt nhìn Trương Dương rời khỏi xe của gã, lúc này mới chạy vào trong trường như một làn gió. Trương Dương lại đi gặp Hồ Nhân Như, chuyện của Đinh Bân khiến hắn mở ra được hướng suy nghĩ, những con cháu quan to này từ Long Tường Thương Mậu mua xe chắc là rất nhiều. Hắn có lý do để tin rằng Hồ Nhân Như có thể nắm danh sách người mua buôn lậu xe hơi không phải là thương phẩm loại nhỏ. Phía tài vụ của Long Tường Thương Mậu khẳng định có ghi chép kỹ càng, khiến Trương Dương bất ngờ là Hồ Nhân Như lại cử tuyệt giao ra bản ghi chép này. Cô ta rõ ràng có chút tiêu tụy hơn, nhưng mắt thì vẫn rất kiên định. Trương Dương, chuyện này anh đừng nhúng tay vào làm gì. Chuyện của tôi cứ để tự tôi gánh. Trương Dương tức giận nói: "Nói cái gì vậy? Tội nhiệt mà Chu Vân phàm phạm, vì sao cô phải gánh chịu? Tôi đã điều tra rồi, không ít của con cháu quan to của Bình Hải mua xe từ Long Tường Thương Mậu, cô giao bản ghi chép đó cho tôi, bọn họ đã muốn xử lý, bọn họ đã muốn làm rõ tất cả mọi chuyện thì cứ xem xem có ai là sạch sẽ nào." Hồ Nhân Như cười nhạt một tiếng, cô ta đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay Trương Dương, "Trương Dương, anh là cán bộ quốc gia, đừng có bốc đồng nữa." loại chuyện này nếu rũ ra thì không có ích lợi gì cho cậu cả. Tôi không xuất hóa đơn, buôn bán xe lậu trước giờ tôi chưa từng hỏi qua, cho dù tôi có, tôi cũng không giao ra cho anh đâu. Trương Dương lật tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát của cô ta, từ sâu trong ánh mắt của Hồ Nhân Như tìm thấy một tia bi ai mờ mờ. Hắn quyết không thể trơ mắt Hồ Nhân Như vì việc này mà dấn thân vào vòng lao lý. Hắn muốn cứu cô ta ra khỏi đây, bất kể là phải trả giá lớn như thế nào. Hồ Nhân như ôn nhu nói, anh rất thích làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi còn cho rằng tình bạn thuần kiệt giữa tôi và anh sớm đã thay đổi rồi. Vì bạn bè, anh chắc sẽ không tận lực như vậy, tôi biết anh là người trọng sắc khinh bạn. Trương Dương nhẹ nhàng xoa bàn tay của Hồ Nhân như, cô rất hiểu tôi ư. Tôi sợ anh, anh quá có tính xâm lược, tôi sợ ở lâu cùng anh, tình bạn thuần khiết sẽ thay đổi. Trương Dương nói khẽ cho nên cô thà chọn ngồi tù để tránh tôi. Tránh được ư, Tôi ngồi một năm trong tù sẽ nhớ anh, mà ngồi 10 năm thì cũng vẫn nhớ anh, chỉ cần tôi còn sống mà ra khỏi đây, người đầu tiên muốn gặp chỉ có thể là anh, có điều lúc đó tôi đã già rồi, tuổi thanh xuân không thể quay trở lại, người trọng sắc khinh bạn như anh có lẽ thật sự sẽ coi tôi là bạn bè. Không đâu, bởi vì tôi không đợi được 10 năm, tôi nhất định sẽ dẫn cô ra khỏi đây, bất kể là dùng thủ đoạn nào, tôi cũng cũng muốn làm bạn bè với cô. Trương Dương dừng lại một chút, sau đó nhìn vào mắt Hồ Nhân Như, hạ thấp giọng anh muốn em làm nữ nhân của anh tim của hồ nhân như đập thình thịch cô ta đương nhiên hiểu câu này của trương dương có ý nghĩa gì cô ta nhẹ nhàng cắn môi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên thẽ thọt nói anh biết không người mà em ghét nhất chính là nam nhân hoa tâm nhưng đối diện với anh em lại không tìm ra bất kỳ lý do gì để ghét anh cả trong con mắt sáng rỡ của cô ta đã lấp lánh ánh lệ trương dương nắm lấy tay của cô ta rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta tin anh không Hồ Nhân Như gật đầu, hai hàng nước mắt trong suốt lóng lánh cuối cũng của rơi giống khuôn mặt xinh đẹp. Em tin anh, em tin anh hơn bất cứ ai, bất kể là em có thể đi ra khỏi đây hay không, bất kể là em phải đợi 10 năm hay là 20 năm. Trong lòng em đều nhớ anh, bởi vì em đã là nữ nhân của anh, em chỉ muốn làm nữ nhân của anh mà thôi. Cố Doãn Chi vừa cười vừa kể lại chuyện tối ngày hôm qua, nhưng những thường ủy khác thì chẳng ai cười cả, Tống Hoài Minh cũng không cười, nụ cười của bí thư cố mang theo rất nhiều loại hàm nghĩa. Ông ta đương nhiên không so đo tính toán với một cảnh sát giao thông nho nhỏ, nhưng chuyện này không nghi gì nữa khiến ông ta không vui. Phó tỉnh trưởng thường vụ triệu quý đình là cán bộ do một tay cố doãn chi đề bạt. Lần này tống hoài minh nhảy dù xuống bình hải, khiến mộng tưởng tự nhiên thay thế hứa thường đức của y bay biến. Oán niệm đối với tống hoài minh ở trong lòng y không nghi ngờ gì nữa là lớn nhất trong những người ngồi đây. cô doãn chi vừa nói xong y là người đầu tiên đứng dậy tỏ thái độ, thời đại hiện tại là một thời đại cải cách thâm hóa, rất nhiều chế độ đều đang trong quá trình dần dần hoàn thiện, điều này yêu cầu chúng ta không thể xài bước quá xa ngay được. Bình Hải giống như một con thuyền máy khổng lồ, chúng ta thì giống như là thủy thủ ở trên thuyền, muốn để thuyền máy đọ tốc độ với thuyền cao tốc, làm sao mà được. Cố Doãn Chi cười nói, thuyền máy cũng được, chiến hạm cao tốc cũng được, tốc độ nhanh một chút thì lúc nào cũng tốt, Tôi nhắc tới chuyện này trên cuộc họp thường ủy không phải là bởi vì trong lòng không cao hứng, mà là tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, người nhà của chúng ta rất nhiều, vô luận là hữu ý hay là vô ý, có bao nhiêu người thông qua con đường trực tiếp hoặc là gián tiếp để mua xe lậu. Chúng ta có thể làm một hành động tự tra. Cố Doãn Chi vừa nói xong câu này, cả hội trường lặng ngắt như tờ, trong cái thường ủy có mặt ở đây có không ít con cháu lái xe nhập khẩu ra vào khu vực nhà ở của gia đình tỉnh ủy, Cố Doãn Chi bình thường đều nhìn thấy. Câu này của ông ta chẳng khác nào là nói với mỗi một người có mặt ở đây, các người không phải là muốn điều tra ư? Ta đây sao sao sợ điều tra, đã muốn điều tra thì ta chính thức trời đùa cùng các ngươi." Tống Hoài Minh bật cười, trong những người có mặt ở đây, y là người thoải mái nhất, giống như là người khởi xướng chuyện này không phải là y mà là người khác vậy, loại tâm thái này ngay cả Cố Doãn Chi cũng có chút đội phục. Vị đại thị trưởng mới tới này không phải chỉ sợ vào Kiều lão chống lưng cho y, y quả thực là có gan có ý tưởng, so với hứa thường Đức đã chết, Tống Hoài Minh rõ ràng là cán bộ của hai loại phong cách, cô Doãn Chi đột nhiên nhớ tới một câu, nghe non không sợ hổ, nhưng lập tức lại tự phủ quyết cách nghĩ này, Tống Hoài Minh rõ ràng không phải là nghe con gì cả, đây là một lão hổ đã thành niên, nó đã xài bước lên núi, tiến về đỉnh của Bình Hải. Tống Hoài Minh nói, Bí Thư Cố đã nhắc tới chuyện này, tôi cũng thông báo một chút cho mọi người về chuyện điều tra cấp biển cho xe lậu gần đây, căn cứ theo tình hình mà tổ trưởng tổ công tác ủy ban kỷ luật nắm được, huyện Bảo Hòa trong vòng 3 năm nhờ việc cấp biển cho xe lậu mà có thu nhập tài chính tổng cộng đạt tới 2.700 vạn nhân dân tệ. Con số tài chính này đối với Đông Giang không tính là gì, thậm chí đối với thu nhập tài chính hàng năm của huyện Bảo Hòa cũng không tính là gì, nhưng các vị có từng nghĩ rằng, 2.700 vạn này có nghĩa là quốc gia bởi vì chuyện này mà bị chảy mất bao nhiêu tiền thuế, có nghĩa là có bao nhiêu xe lậu đang chạy trên đường phố Bình Hải. Phí thủ tục của một chiếc xe là 3 vạn nhân dân tệ, vậy 3 năm nay thông qua con đường cấp biểu cho xe lậu này đã có hơn 900 chiếc xe, có nghĩa là đã tạo thành tổn thất trên trăm triệu cho quốc gia, con số này rất kinh người. Tống Hoài Minh dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, câu nói vừa rồi của Phó tỉnh trưởng Triệu rất đúng, bất kỳ chế độ nào cũng phải có một quá trình từ từ hoàn thiện, bởi vì cải cách sẽ mang tới rất nhiều cơ hội để phát triển kinh tế đồng thời bởi vì cải cách cũng mang tới rất nhiều vấn đề mà trước đây chúng ta chưa từng gặp và cũng chưa từng nghĩ tới. Cái mà chúng ta nên suy nghĩ là làm thế nào nhanh chóng giải quyết được vấn đề, đây mới là thực sự cầu thị. Cố Doãn Chi mỉm cười gật đầu. Bí thư ủy ban chính Pháp Đinh Nguy Phong nói, ý của tỉnh trưởng Tống là hành động xử lý việc buôn lậu xe lần này vẫn còn phải tiếp tục tiến hành. Tống Hoài Minh cười nói, xử lý là thủ đoạn chứ không phải là mục đích, việc xử lý của chúng ta trong đoạn thời gian này không phải chỉ nhằm vào những chiếc xe lậu mà còn phải nhắm vào an toàn giao thông. Tuy trên xã hội sản sinh một số tâm tình bất mãn, nhưng thành tích chỉnh thể vẫn là đáng để khẳng định. Cố Doãn Chi nói, Hoài Minh nói không sai, tôi thấy hành động xử lý xe lậu lần này vẫn nên tiếp tục thâm hóa, không chỉ ở Đông Giang mà nên tiến hành ở cả Bình Hải. Tống Hoài Minh rất mẫn cảm phát giác ra rằng Cố Doãn Chi thuận theo câu nói của mình mà dáng cho mình một kích, một kích này không để lại dấu vết, có điều đã biểu hiện ra sự bất mãn của ông ta đối với mình, trên quan trường trước giờ đều tồn tại một vấn đề bình hành, giả như ngươi phá hỏng loại bình hành này, người khác lập tức sẽ đề xuất vấn đề trái và phải, cho nên quan viên Trung Quốc rất giỏi nắm vững đạo trung dung, đặc biệt là ở trước mặt lãnh đạo, độ nắm bắt đặc biệt quan trọng. Tống Hoài Minh trước khi tới Bình Hải đã tìm hiểu rất kỹ kết cấu quyền lực của Bình Hải, biết rằng sức ảnh hưởng của Cố Doãn Chi ở Bình Hải là rất lớn, thời gian y ở Bình Hải tuy không dài, nhưng căn cứ vào sự hiểu biết trước mắt sức ảnh hưởng của bí thư cố so với sự tưởng tượng của y còn lớn hơn tống hoài minh là một người thực tế tới bình hải y mang theo hùng tâm tráng khí mở ra một phen sự nghiệp mà tới y sẽ không lựa chọn ẩn nhẫn cho tới khi cố doãn chi nghỉ hưu rồi mới bắt đầu thúc đẩy chính kiến của mình y cũng không định xung đột chính diện với cố doãn chi chuyện đả kích xe lậu là một lần thử đường biên ngang của cố doãn chi là một lần khảo sát của y đối với toàn thể đồng liêu y muốn thông qua chuyện này xác định xem ngày sau mình nên đi như thế nào, làm như thế nào, xác định mình ở dưới sự lãnh đạo của Cố Doãn chỉ có thể giành được bao nhiêu không gian hoạt động. Tống Hoài Minh cười nói, xem ra ý kiến của tôi và bí thư Cố là không mưu mà hợp. Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều nghe ra rằng câu nói vừa rồi của đại lão bản ít nhiều mang theo ý vị bất mãn, Tống Hoài Minh nói ra cậu này là thuận nước đẩy thuyền, biết rõ rồi còn cố phạm, y ở ngay trước mặt mọi người chơi trò thủ đoạn với đại lão bản. Triệu Quý Đình nhìn Tống Hoài Minh, trong lòng cười lạnh không thôi, ngươi, đi chết đi. Tống Hoài Minh nói, có điều tôi cho rằng chuyện xe lậu không nên để làm chủ đề, mà là trong phạm vi toàn tỉnh triển khai một đợt chỉnh lý tổng hợp an toàn giao thông đường phố, đối với trị an và phát triển kinh tế cũng có chỗ tốt. Câu này của y nói một cách cực kỳ xảo diệu, là thuận theo lời của Cố Doãn Chi mà nói, mới nghe thì nghĩ là khiến Cố Doãn Chi mất mặt trước mặt mọi người, nhưng lập tức lại chuyển đề tài, mình trong chuyện xe lậu có chút hòa hoãn ai cũng có thể nghe ra rõ ràng, nguyên nhân nổi dậy của chuyện này chính là bởi vì sự kiện xe lậu, mà hiện tại đột nhiên lại chuyển thành quản lý tổng hợp hệ thống giao thông đường phố, là Tống Hoài Minh đang chơi thái cực, đang lén thay đổi khái niệm, y nhìn ra cố doãn chi không vui. Cũng nhìn ra tất cả thường ủy có chút không hài lòng với hành động lần này của y, y là một người mới tới, tuy trên đầu mang hào quang của đại tỉnh trường, nhưng y hiểu rõ trong mắt đám thường ủy này mình vẫn là một kẻ từ ngoài tới có lẽ trong mắt một số người mình chỉ là một kẻ may mắn trong lòng người khác nảy sinh bài xích y là chuyện hết sức bình thường tống hoài minh kiên trì muốn làm việc chính là khiến người khác dần dần thay đổi cách nhìn về y khiến người khác biết được năng lực của y tống hoài minh không thèm để ý sẽ lưu lại ấn tượng gì ở trong lòng người khác bất kể là tốt hay là xấu y cũng chẳng buồn quan tâm loại người mà y không thể tha thứ nhất chính là người vô vi tâm thường Cố Doãn Chi nhìn vẻ kinh diễm rất khó kìm nén trong mắt Tống Hoài Minh, sự thuận nước đẩy thuyền của Tống Hoài Minh, sự nhượng bộ xảo quyệt của Tống Hoài Minh đều hoàn thành trong một câu nói này, làm sao mà không khiến người khác kinh thán cho được. Lúc ban đầu, Tống Hoài Minh nắm chặt lấy vụ án cấp biển cho xe tư của huyện Bảo Hòa, khiến Cố Doãn Chi một mực cho rằng y vội vàng đốt bó đúc đầu tiên, vội chứng tỏ mình, nhưng biểu hiện vừa rồi của Tống Hoài Minh lại khiến Cố Doãn Chi ý thức được được sự ứng biến cơ trí của y đồng thời vào lúc ông ta quan sát biểu hiện của tống hoài minh tống hoài minh cũng đang quan sát nhất cử nhất động của bản thân ông ta cố doãn chi đột nhiên ý thức được mục tiêu mà bó đút đầu tiên của tống hoài minh nhắm vào không phải là mình y có lẽ là mượn sự kiện đả kích xe tư mà thử đường biên ngang của mình nếu không phải là như vậy y sao lại cảm giác thấy sắp chọc tức được mình là lập tức thu liếm ngay cố doãn chi bắt đầu cảm thấy thú vị ông ta mỉm cười nói tan học thôi sau khi tan họp cố doãn chi giữ một mình Tống Hoài Minh lại, thân làm người lãnh đạo số một của tỉnh Bình Hải, ông ta cần phải quan tâm một chú tính huống sinh hoạt của vị cán bộ trẻ tuổi này sau khi tới Bình Hải. Hoài Minh, tới Đông Giang đã được một thời gian rồi. Đã quen với kiểu sống nơi đây chưa? Đa tạ bí thư cố đã quan tâm, tôi ở ngay số 11, ngoài trừ thức ăn của Đông Giang hơn thanh đạm một chút ra, những thứ khác đều tốt cả. Cố doãn chỉ ý vị thâm trường nói, những thứ có tính kích thích không có ích lợi gì đối với thân thể cả, thanh đạm một chút thì vẫn tốt hơn. Tống Hoài Minh mỉm cười, nói cho nên tôi đang thích ứng dần dần, chắc khẩu vị của tôi vẫn cần một khoảng thời gian nữa thì mới thích ứng được. Nhất định sẽ thích ứng thôi, sau khi thích ứng, cậu sẽ cảm thấy thích thức ăn ở đây. Hai người đồng thời bật cười, cố doãn chi lại nói, vấn đề công tác của vợ cậu đã giải quyết được chưa? Tống Hoài Minh nói, cuối tuần là tới đây rồi, Cô ấy trước đây chỉ ở Tỉnh An, tâm tư đối với sự nghiệp còn nắng hơn tôi." Cô Doãn Chi cười nói, "Tôi đã bảo bộ tổ chức đặc biệt an bài chuyện này, an bài tốt chưa?" "Đã quyết định rồi, trường trung học Đông Giang có hiệu trưởng về hưu, phía cục giáo dục cân nhắc cô ấy trước đây có kinh nghiệm lãnh đạo kha khá, bảo cô ấy tới làm hiệu trưởng." "Rất tốt, cậu tới đây chẳng khác nào giúp đưa tới một nhân tài quản lý cho giới giáo dục Đông Giang chúng tôi." Tống Hoài Minh lắc đầu, "Nói tôi sợ cô ấy không quen thủy thổ." lúc ở tĩnh an còn làm ra một ít thành thích không biết có thể thích ứng với hoàn cảnh giáo dục của đông giang hay không cố doãn chi đương nhiên có thể nghe ra ý ngầm trong lời nói của tống hoài minh cái mà y nói là chuyện của liễu ngọc oánh vợ y trên thực tế lại nói tới bản thân y cố doãn chi cười nói trung quốc chúng ta có một câu tục ngữ là vàng thì sẽ phát sáng chẳng lẽ cậu không có lòng tin đối với vợ của mình ư có lòng tin tôi tin cô ấy nhất định có thể làm tốt cố doãn chi gật đầu nói trước khi cậu tới bình hải tôi đã nghe rất nhiều người đàm luận về cậu nói cậu là một người xuất sắc nhất trong số những cán bộ trẻ tuổi bí thư cố đừng khen tôi tôi sắp đỏ mặt rồi đó chút tố chất tâm lý này cũng không có làm sao mà có thể làm được người đứng đầu một tỉnh tố chất tâm lý của cậu không có vấn đề cố doãn chi cười nói bọn họ nói cậu là pháp gia của thời đại mới tống hoài minh cũng là lần đầu tiên nghe thấy kiểu gọi này không khỏi ngây ra lập tứ hiểu rõ ý tứ của cố doãn chi y cười khổ, "Bí thư Cố, tôi trước đây xuất thân từ trường luật, người ta nói tôi như vậy là đang mỉa mai tôi đó." Cố Doãn Chi cười nói, "Chị Quốc theo luật thì có gì mà không đúng." Tôi cũng rất tán thành, lúc cậu ở Tĩnh An, pháp chế và kinh tế đều nằm vững, cũng giành được hiệu quả không nhỏ, mọi người đều nhìn thấy mà. Tống Hoài Minh nhìn Cố Doãn Chi đang có vẻ rất hòa ái dễ gần, trong lòng thì hiểu rõ, thời gian mà Cố Doãn Chi tiêu tốn để tìm hiểu về y cũng tuyệt không ít hơn y. Hai người bọn họ phân biệt đại biểu đảng và chính phủ, bọn họ là chính phó ban trưởng của Bình Hải, hiểu biết và ma hợp giữa bọn họ là rất quan trọng. Cố Doãn Chi tuy tuổi tác lớn rồi, nhưng ông ta có thể đả tạo Bình Hải thành thuyền máy lĩnh quân của kinh tế Trung Quốc, đủ thấy ông ta có một mặt rất không tầm thường, đối với dạng người này Tống Hoài Minh sâu trong đáy lòng luôn bảo trì sự tôn trọng. Nhưng tôn trọng không có nghĩa là sợ hãi, không có nghĩa là mù quáng làm theo, rồi sẽ có một ngày y sẽ tiếp nhận quyền chỉ huy từ tay của Cố Doãn Chi. Y sẽ đưa còn thuyền máy Bình Hải này hướng tới mặt biển bao la hơn và sảng sủa hơn. Y phải từ trên người cố doãn chi học được những gì mà mình chưa có. Y phải không ngừng lớn mạnh, cho tới khi có thức lực để ngồi ngang hàng, thậm chí là hơn cả cố doãn chi. Tống Hoài Minh nói một cách chân thành, sự hiểu biết của tôi về Bình Hải vẫn còn rất ít, hy vọng bí thư cố giúp đỡ thêm nhiều. Câu nói này biểu lộ sự khiêm hư của Tống Hoài Minh, nhưng cố doãn chi không tin sự chân thành trong câu nói này của Y. Tống Hoài Minh trước mặt là một người có tư tưởng độc lập, y biết cách biểu hiện mình, cũng hiểu lúc nào thì nên nhượng bộ. So với Tống Hoài Minh, Cố Doãn Chi cảm thấy mình thật sự có chút già rồi, tranh nhau 20 tuổi, tuyệt không phải là một câu nói có thể nói rõ ràng. Nhưng Cố Doãn Chi đối với năng lực chân chính của Tống Hoài Minh vẫn bảo lưu, trong đội ngũ cán bộ hiện tại không thiếu sự tồn tại của những nhân vật chỉ biết lý luận suông. Muốn thật sự hiểu rõ một người phải qua quá trình công tác thực tế, có điều có một điểm Cố Doãn Chi có thể khẳng định, Tốc độ ứng biến của Tống Hoài Minh đã đạt tới cảnh giới cao thủ. Trương Dương không ngờ Chu Vân Phàm lại chủ động liên hệ với mình, khi nhận được điện thoại của Chu Vân Phàm, phản ứng đầu tiên của hắn là phẫn nộ. Hắn gầm lên, "Chu Vân Phàm, anh cũng được coi là nam nhân, xảy ra chuyện, bản thân thì chạy trước, để một cô gái ở lại chịu tiếng xấu thay cho mình." Chu Vân Phàm sớm đã đoán trước sự phẫn nộ của Trương Dương, y thở dài nói, "Trương Dương, cậu đừng có nóng, tôi coi nhân như như con gái của mình." tôi sao lại nhẫn tâm hại cô ấy. Nói thì thế nào mà chả được, hiện tại cô ta đang ngồi trong tù, còn anh thì ở đâu? Phơi nắng trên bãi biển Indonesia à? Chu Vân Phạm trước khi gọi điện thoại cho Trương Dương đã tìm tới Lương Thành Long, lúc này mới biết Trương Dương đặc biệt bôn ba tới Đông Giang vì việc của Hồ Nhân Như, cho nên Chu Vân Phạm mới có thể nhớ tới Trương Dương. Y nói khẽ Trương Dương, chuyện này không liên quan gì tới Nhân Như, pháp nhân của Long Tường Thương Mậu cũng không phải là cô ấy, Tôi bán xe lâu như vậy rồi, hậu quả gì tôi cũng từng nghĩ tới, tôi sao lại không lưu lại hậu thủ. Trương Dương, tôi không tin người khác, thời gian chúng ta tiếp xúc tuy không lâu, nhưng tôi tin, cậu là một người đàn ông dám gánh trách nhiệm. Ghi chép suốt hàng của những chiếc xe đó tôi đều lưu lại, bán bao nhiêu tiền, tôi bỏ ra bao nhiêu nhân tình, trong lòng tôi biết rõ hơn bất kỳ ai. Trương Dương nhớ tới chiếc xe Jaguar của Đinh Bân, nhớ tới chiếc xe Toyota của mình lại nhớ tới chiếc xe bmw mini mà cố giai đồng đã mua xem ra những chiếc xe này đều là hậu thủ mà chu vân phàm lưu lại thằng chó này cũng không phải là hạng tốt lành gì lúc thật sự gặp nạn y khẳng định phải rũ hết những chuyện này ra trương dương nói anh có phải là muốn giao bản ghi chép đó cho tôi chu vân phàm nói chuyện đã xảy ra rồi tôi không phải là trốn tránh tôi đang nghĩ xem nên bù đắp thế nào làm thế nào để giảm tổn thất của công ty xuống thấp nhất trương dương Chuyện này rũ ra cũng chẳng có nghĩa gì, cho dù có thể kéo được một hai người xuống nước, nhưng vẫn không cứu được nhân như, không cứu được công ty của tôi. Trương Dương cười lạnh, nói cho nên anh mới thở ơ lạnh nhạt. Co giò bỏ chạy, không phải, tôi chỉ quan tâm tới sự phát triển của sự tình, quan tâm lực độ đả kích xe lậu của tỉnh Lý lần này rốt cuộc có bao lớn. Trương Dương, tôi có thứ này muốn giao cho cậu, ở số 16 khu biệt thư thượng, trong quỹ bảo hiểm của tôi còn giữ một tờ hóa đơn, và tài liệu đăng ký của công ty Long Tường, phần tài liệu đó có thể chứng minh nhân như không có quan hệ gì với công ty. Còn lợi dụng nó như thế nào mới giành được hiệu lực lớn nhất thì phải trông vào bản thân cậu. Trương Dương nói, chuyện này là do anh gây ra, anh chạy rồi, cứ vậy vứt bỏ công ty, ai đi thu thấp cục diện dối rắm này chứ. Chu Vân Phàm nói, chỉ cầu có thể giúp nhân như thoát tội, tôi không để ý đến tiền, cậu giúp tôi chuyển cáo tới bọn họ, tôi thậm chí có thể giao nộp khoản tiền phạt, dừng lại một chút rồi lại nói, những gì mà tôi có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhờ cậy vào cậu đó. Chu Vân Phàm nói xong liền vội vàng dập máy. Trương Dương còn chưa kịp cất điện thoại thì Lương Thành Long lại gọi tới, gã thông báo với. Trương Dương rằng Chu Vân Phàm đã xuất hiện rồi, gã đã bảo Chu Vân Phàm liên hệ với Trương Dương, Trương Dương nói với gã rằng Chu Vân Phàm đã liên hệ với mình, còn nội dung cuộc nói chuyện cụ thể giữa bọn họ thì Trương Dương không nhắc tới. Trước khi đi lấy những đồ mà Chu Vân Phàm đã nói, tất cả vẫn chưa rõ ràng, Trương Dương cũng chưa quyết định nên làm gì. Chương 195, có chừng có mực. Lúc một giờ trời còn tờ mờ sáng, Trương Dương chậm rãi đỗ xe cách tiểu khu Thượng Uyển một quãng để tránh có người chú ý. Quyền sổ tay huấn luyện điệp viên cấp tốc của Cục An ninh Quốc gia quả nhiên là thứ tốt, Trương Dương cũng học được không ít trong đó, hiện giờ khả năng theo dõi cùng đột nhập của hắn đã tăng lên không ít, độ thuần thuộc cùng độ chuẩn xác được nâng cao vẫn là màn tất chân giả trộm kinh điển, không biết thằng nhãi này cảm thấy thích thú gì với điều này mà hễ cứ có cơ hội là hắn lại sử dụng thuật dịch dung độc môn nạp, làm bao nhiêu lần cũng không biết chán, mà cũng chẳng chịu đổi phương thức. Hắn mở cửa xe chậm rãi bước xuống, đi một đoạn đến chỗ khuất, nhìn quanh quất không có ai hắn liền đội tất chân lên rồi thoan thoát trèo lèn tường như thạch thùng, với bản lĩnh của hắn thì an ninh của tiểu khu này chẳng đáng là gì. Cửa chính biệt thự là khóa điện tử, nhưng mật mã Chu Vân Phàm đã sớm nhắn tin cho biết nên, Trương Dương mới có thể nghênh ngang tiến vào. Cẩn thận đóng cửa chính lại sau lưng, Trương Dương lấy đèn pin nhỏ ra soi xung quanh, nội thất căn nhà đều bằng gỗ lim sang trọng, trên kệ sát tường cũng không ít đồ gốm xứ cổ. Nhìn thấy vậy, đột nhiên Trương Dương lại nhớ tới cố dũng trí cũng có sở thích siêu tầm đồ cổ, nhưng so ra chắc chắn không thể nào hoàng tráng như đống đồ cổ này của Chu Văn Phàm xem ra vị tinh ủy bí thư này cũng khá thanh liêm đó chứ. Chu Văn Phàm giấu két sắt trong phòng ngủ, dựa theo miêu tả trong điện thoại, Trương Dương dễ dàng tìm được phòng ngủ của hắn, hắn còn nói rằng quỹ bảo hiểm hắn giấu sau bức tranh phong cảnh ở phía đối diện Dương. Trương Dương thò tay xuống gầm ngăn kéo bàn ở đầu giường ấn một cái nút nhỏ để tắt hệ thống báo động đi rồi mới gỡ bức tranh phong cảnh xuống. Nhìn lại màn hình di động đọc lại dãy 10 số mặt mã mà Chu Vân Phàm gửi rồi cẩn thận nhập từng số một. Cả quá trình tiến hành cực kỳ thuận lợi, Trương Dương không gặp bất kỳ trở ngại nào. Kết sắt mở ra, bên trong là một ít tiền mặt cùng một sấp trái phiếu công trái. Trương Dương Lục tìm một lúc sau mới thấy tập hóa đơn biên lai like kia, nhưng tất cả đều là bản photocopy, chứ không phải nguyên gốc. Tập hóa đơn này hầu hết đều là của đám con cháu người nhà một số lãnh đạo cấp cao từ thành phố lên tới tinh mua xe ô tô lậu của công ty Long Tường, trong đó có một cái là của cố giai đồng mua chiếc BMW của bọn chúng. Nhìn thấy tờ hóa đơn này, Trương Dương không khỏi thầm mắng, hư. chẳng phải thứ tốt lành gì. Quá nhiên lão cáo già chu vàn phàm làm việc luôn lưu lại đường lui cho mình nói cách khác hắn đã sớm đoán được việc buôn lậu xe vỡ lỡ vậy nên hắn mới giữ mới hóa đơn này làm phao cứu sinh tính mạng mình. Giấy tờ đăng ký của công ty Long Tường cũng để hết trong đây. Trong cột pháp lý Trương Dương cẩn thận xem kỹ lại, người ký tên lại là Chu Hiển Quý chứ không phải là Chu Vân Phàm hay Hồ Như Yến. Nhưng như vậy sao từ lúc vụ công ty Long Tường buôn lậu xe hơi vỡ lở đến giờ Chu Hiểu Quý lại không bị sở đến? Trương Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, Mục đích của hắn chi là chứng minh được Hồ Như Yến không liên quan đến vụ việc này là đủ, những chuyện khác không quan trọng. Trương Dương chỉnh lý lại đống giấy từ một lượt rồi cất vào trong ngực, sau đó lại lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Tài liệu mà Chu Vân Phàm cung cấp có tính chất cực kỳ quan trọng, Trương Dương cân nhắc mãi rồi mới quyết định in ra một bản nữa rồi gửi cho ban kỷ ủy tinh. Đương nhiên cái hóa đơn mua xe của cố giai đồng hắn phái thủ tiêu từ sớm, hắn cũng không muốn nàng ta chịu thêm phiền toái nào nữa trưởng ban kỳ ủy tỉnh Tảng Lai Châu nhìn đống tài liệu trên bàn không khó nhíu nhíu mày. Trên pháp lý người quản lý cao nhất của công ty Long Tường lại là Chu Hiển Quý, mà mới hóa đơn đi kèm khoảng hơn 20 cái hầu hết lại liên quan đến các quan viên từ cấp thành phố lẫn tỉnh ủy. Trong đó phải kể đến con trai của bí thư ban chính pháp tỉnh ủy, rồi bí thư thị ủy Đông Giang, cháu trai phó chủ tịch tỉnh Bình Hải, mà ngay cả Tảng Lai Châu hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm liên đới. Con gái hắn cũng từng làm ăn mua xe của công ty Long Tằng, trong số hóa đơn kia cũng có chữ ký của con gái hắn. Mà mía mai nhất lại là tổ trưởng tổ điều tra vụ buôn lậu xe này là Lưu Diễm Hồng cũng từng mua một chiếc Lexus của công ty Long Tường. Tuy rằng lúc ly dị với chồng, chiếc xe được phân chia cho chồng nàng nhưng giấy tờ hóa đơn vẫn do công ty Long Tường lưu giữ. Nghĩ lại, chắc chắn chỉ có nhân viên cao cấp trong công ty Long Tường mới có thể có những tài liệu quan trọng như vậy, có lẽ chuyện này là do Chu Vân Phạm bày ra cùng không chừng người nhận được số hóa đơn kia không chỉ có tảng Lai Châu mà Lưu Diễm Hồng cũng nhận được tờ hóa đơn mua xe của mình. Lúc nhìn đến tờ hóa đơn chiếc xe Lexus có ghi tên mình Lưu Hồng Diệm liền giật mình kinh sợ, quả thực trước kia lúc mua chiếc xe nàng cũng không rõ lai lịch chiếc xe lắm để giờ chuyện mới chứa nén phức tạp đến vậy. Cũng thật chớ trêu thay, điều tra đi điều tra lại cuối cùng lại tra ra mình có liên quan, đến giờ nàng mới cảm nhận thấy thế nào là mua dây buộc mình. Nhưng dù sao công tác ở ban kỷ ủy tỉnh nhiều năm, nàng cũng quá quen với những việc như vậy rồi nên cũng không tỏ ra sợ hãi lắm, chỉ giật mình lúc đầu rồi lại bình tĩnh trở lại, cho dù chiếc xe có vấn đề nhưng nàng cũng nhận ra người gửi nặc danh này cũng không phải muốn nhắm vào nàng mà chỉ đơn giản hắn muốn giúp nàng có thêm chứng cứ điều tra mà thôi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, Lưu Diễm Hồng liền báo lại chu viện này cho Tống Chủ tịch tỉnh biết. Vậy mà Tống Hoài Minh lại không tỏ ra ngạc nhiên lắm, trước tiên hắn mời Lưu Diễm Hồng ngồi ở ghế sofa xong mới chậm rãi nói vừa rồi trưởng ban kỷ ủy tỉnh cũng đã cho ta xem qua bộ tài liệu này thậm chí còn đầy đủ hơn cái của ngươi. Số hóa đơn kia liên quan đến người nhà lẫn bản thân của hơn 20 cán bộ quan chức từ cấp thành phố đến tinh ủy. Lưu Hồng Diễm nghe vậy vừa thấy kinh ngạc lại vừa thấy vui mừng. Nàng cũng bỉa minh thân là cán bộ nhà nước thì không được có suy nghĩ như vậy, nhưng bán chất con người là vậy, lúc họ gặp chuyện thì trước tiên họ không nghĩ cách tháo gỡ mà lại trong tiềm thức họ lại nghĩ xem có ai cùng chung số phận với mình hay không đây cũng là tâm lý chung của con người, dù biết nhưng không phải ai cũng tránh được. Tống Hoài Minh trở lại bàn làm việc lấy ra sắp hóa đơn đưa cho Lưu Diễm Hồng xem, đương nhiên số hóa đơn này bản photo gốc mà Tảng Lai Châu nhận được liền báo cáo lên. Lưu Diễm Hồng cẩn thận xem xét lại một lượt, con cháu của những cán bộ liên quan để nàng cũng biết khá rõ, lúc xem hết một lượt rồi nàng mới nghĩ đến một chuyện. Chiếc xe BMW của cố Giai Đồng, con gái cô Bí Thư Tinh ủy cũng mua của công ty Long Tường, nhưng sao biên lai lại không có ở đây? Lúc trước Trương Dương chỉ muốn nghĩ tốt cho cố giai đồng nên mới thủ tiêu tấm hóa đơn kia đi, nhưng hắn nào ngờ việc làm bồng bột này lại tạo thành ảnh hưởng sau này. Lưu Diễm Hồng quan hệ cũng khá tốt với Tống Chủ tịch nên điều nàng vừa nghĩ đến liền trình bày ra. Không chi Lưu Diễm Hồng, Tống Hoài Minh cũng lưu ý đến điểm này, hắn vốn tưởng rằng là tảng lai châu trường ban kỷ ủy tinh cố ý không báo cáo thiếu tờ hóa đơn của cố giai đồng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì khả năng này không lớn lắm, dù sao đến cả tờ hóa đơn của con gái hắn cũng trình báo lên vậy thì việc gì hắn phải đi giúp người khác. Hơn nữa Tống Hoài Minh cũng biết, không chỉ cấp dưới của hắn có được số tài liệu này mà chắc chắn cô Bí Thư cũng sẽ nhận được số tài liệu y hệt như vập. Chuyện phức tạp như vậy đương nhiên Tẳng Lai Châu không dám xử lý nên mới đá lại lén cho cấp trên. Tống Hoài Minh cũng đang lo lắng nên xử lý chuyện này ra sao. Đương nhiên hắn cũng muốn nhân vụ việc lần này nâng cao quyền lực của Minh ở tỉnh Bình Hải, đã kích triệt hạ chi là thủ đoạn, thay đổi cơ cấu bộ máy chính trị mới là mục đích cuối cùng. Tống Hoài Minh cùng Lưu Diễm Hồng liếc mắt nhìn nhau, trong đầu cả hai đều nghĩ đến một chuyện. Trước có người tố cáo con gái cô bí thư mua xe lậu xong, chẳng bao lâu số hóa đơn này liền xuất hiện, gần như một mẻ bắt chọn các lãnh đạo trọng yếu từ thành phố lên đến tinh ủy. Vậy mục đích kẻ chủ mưu gây ra vụ việc này là gì? Lưu Diễm Hùng thấp giọng nói, Tống Chủ tịch, tôi thấy chuyện này vẫn là không nên làm tới. Tống Hoài Minh không trả lời ngay mà chỉ đạm nhiên nâng chén trà lên uống một ngụm. Lưu Diễm Hồng biết Tống chủ tịch vẫn còn đang phân vân nên nàng lại giải thích tiếp, "Không phải tôi đưa ra ý kiến như vậy vì bản thân mình có liên quan, kỳ thật những hóa đơn này không liên quan trực tiếp tới số lãnh đạo này, mà hầu hết đều là của đám con cháu bọn họ, cùng lắm chúng ta chỉ có thể kỷ luật cảnh cáo bọn họ mà thôi. Chủ yếu là chúng ta chỉ có thể ước thúc được người trong chính quyền, chứ không thể hoàn toàn ước thúc được người thân trong gia đình bọn họ." Nghe vậy bỗng nhiên Tống Hoài Minh lại nghĩ tới con gái mình, ở tỉnh An Yên Nhiên có không ít xe hơi, mô tô các loại, mà hầu hể số đó đều là loại ngoại nhập đắt tiền, vậy thử hỏi được mấy cái có xuất xứ, giấy tờ đàng hoàng cơ chứ. Nghĩ tới đây hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, có một số việc dù muốn cũng không thể khống chế hết được. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, bên phía huyện thì thế nào rồi? Lưu Diễm Hồng liền báo, Phó Chủ tịch Hu viện Tào Vĩnh Khang phụ trách vấn đề giao thông, thông tin liên lạc không may phải nằm viện. Tống Hoài Minh nhếch mỏi nở nụ cười, Lưu Diễm Hồng dùng hai từ, nằm viện, quả nhiên khéo léo tài tình. Lưu Diễm Hồng cũng mỉm cười theo, bí thư huyện ủy cũng đến tìm tôi không ít lần, chỉ thiếu mỗi nước ủy xuống mời bọn tôi mau mau rời khỏi đó mà thôi. Tào Vĩnh Khanh là thành viên thuộc ủy ban thường vụ huyện ủy, cũng là người phụ trách vấn đề giao thông, thông tin liên lạc, hắn nằm viện cũng là giúp huyện ủy dễ báo cáo lên cấp trên. Tống Hoài Minh lại nói, dù sao cũng phải khiến bọn họ nhận thức được sai lầm của mình. Đúng rồi, sao người chịu cơ sở pháp lý của công ty Long Tường lại không phải là Chu Vân Phàm? Lưu Diễm Hồng liền báo cáo, cũng phải nói lão hồ ly Chu Vân Phàm hắn cực kỳ giàu hoạt, trên pháp lý người có quyền hành cao nhất của công ty Long Tường lại là Chu Hiển Quý là anh họ của hắn. Thực ra người này là bệnh nhân tâm thần, hiện giờ vẫn đang phải điều trị ở bệnh viện tâm thần, như vậy thử hỏi sao hắn có thể kinh doanh buôn bán được chứ? Tống Hoài Minh gật gật đầu, chắc chắn phải điều tra thêm về Chu Vân Phàm trọng điểm là thanh tra kiểm tra xem tài sản, sản nghiệp của hắn có vấn đề gì hay không. Hắn dám khiến nhà nước bị thiệt hại, thất thoát bao nhiêu tiền của, nhất định phải mạnh tay nghiêm trị, tiền phạt phải lớn, phải cho hắn một bài học thích đáng. Nói xong hắn lại cầm tập hóa đơn lên nhìn lướt qua một lượt rồi thắp giọng nói, có lẽ ta phải gặp cố bí thư xin ý kiến, xem nên giải quyết mấy thứ này như thế nào. Tống Hoài Minh vừa dứt câu xong thì điện thoại lại gieo vang trùng hợp là cố bí thư cũng đang xem tập hồ sơ cùng số hóa đơn giống như của Tống Hoài Minh, nên cố dẫn trí mới gọi điện cho Tống Chủ tịch hỏi xem quan điểm của hắn về chuyện này ra sao. Tống Hoài Minh trả lời rất đơn giản mà thẳng thắn, tôi nghĩ nên hạn chế tầm ảnh hưởng của vụ việc này trong giới hạn cho phép, tránh tạo thành dư luận xấu cho xã hội. Trong nhiều trường hợp, che đậy sự thật không phải vì sợ một người hay một số người phải gánh vác trách nhiệm, mà nếu như sự thật bị phơi bày thì nó sẽ gây ra những hệ lụy còn to lớn hơn rất nhiều. Cố dẫn Trí thấp giọng đáp lại, trước hết, trong thời gian quy định, những cán bộ công nhân viên chức liên quan đến vụ việc này phải hoàn trả lại những khoản thuế còn khuyết thiếu bù đắp lại việc thiếu hụt ngân sách nhà nước. Còn những người kháng cự không chịu chấp hành thì cứ theo phép luật mà xử trí. Tuy rằng giọng điệu cố dẫn trí vẫn tỏ ra cứng rắn quyết liệt như mọi ngày nhưng ẩn ý bên trong lại tỏ ra hòa hoãn, nghiêng về phương pháp ngầm giải quyết tránh tạo thành ảnh hướng xấu cho dư luận xã hội. Tuy chi có trao đổi qua lại hai ba câu nói nhưng cả cố dẫn trí lẫn tống hoài minh đều ngầm đạt thành ý kiến chung, đối phương cũng muốn chọn phương pháp ngầm giải quyết trước khi sự việc được công khai. Tống Hoài Minh đặt điện thoại xuống rồi quay sang nói với Lưu Diễm Hồng, tổ điều tra có thể rút quân được rồi. Sau khi nhận được tin, Lương Thành Long liền gọi điện báo cho Trương Dương biết, tổ điều tra và bên công an kinh tế tỉnh đã rút quân lúc trương dương nhận được cuộc gọi đến thì cũng vừa mới tới vọng giang lâu xong nhưng lại thấy nơi đây đóng cửa ngừng kinh doanh từ bao giờ mà gần như toàn bộ sản nghiệp của chu vân phàm đều ngừng kinh doanh đang trong thời gian thanh lý nhưng do hắn quen biết rộng lúc xảy ra chuyện hắn cũng nắm được một số tin tức quan trọng nên đại bộ phận tài sản đều bị hắn thu gom mang đi trốn vừa cầm điện thoại trương dương lại ngước mắt nhìn một lượt vọng giang lâu lương thành long đợi mãi cũng không thấy trương dương trả lời lại liền hỏi tiếp người đang ở đâu vậy tôi có rảnh không ta mời trương dương thắp giọng trả lời ta đang ở võng giang lâu mà chỗ này cũng đóng lương thành long ha hà cười đó là lẽ thường thôi mà ta có chuyện mừng tối gặp ta nói cho ngươi nghe tuy rằng trương dương cũng thấy hơi tò mò nhưng hắn ta đã có ý chơi trò mèo vờn chuột như vậy rồi thì có cố gắng hỏi cũng vô ích nên hẹn tối gặp lại bàn chuyện sau lúc chờ lại xe nhìn bãi đỗ xe rộng rãi nhưng trống trơn của vọng giang lâu, bỗng nhiên Trương Dương lại cảm thấy lòng trống trải man mắc buồn. Xem ra bất kể là quan trường hay thương trường đều hiểm ác như nhau, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng, phải biết tính toán chu đáo tất cả các mặt, bằng không cái đợi người trước mắt vẫn là thân bại danh liệt. Trương Dương vẫn còn đang miên man suy nghĩ, thì bỗng nhiên phía sau lại có người cất tiếng gọi Trương Trưởng Phòng. Trương Dương quay đầu lại nhìn thì ra người vừa gọi hắn là ông chủ ngô Việt viên ba. Viên ba vừa tươi cười vừa đi đến chỗ Trương Dương, đúng là ngươi rồi. Sao đến Đông Giang mà không thèm báo ta một tiếng vậy? Trương Dương quen biết viên ba là thông qua Phương Văn Nam, mà lúc nào tới Đông Giang, hắn cũng luôn nhiệt tình tiếp đón Trương Dương. Trương Dương cũng vui vẻ bắt tay chào lại, chẳng là tới làm chút chuyện còn con mà thôi, bởi vậy mới không đánh tiếng báo cho ai biết cả viên ba khoát tay cười cười rồi chuyển ánh mắt nhìn thoáng qua vọng giang lâu xong hỏi bâng quơ mà trương trưởng phòng tới chỗ này làm gì vậy trương dương thản nhiên trả lời lại cũng không có việc gì chỉ là trùng hợp đi ngang qua đây nên tiện dừng lại xem một chút mà thôi viên ba lại nói tôi cũng tới để xem qua lại chỗ này một chút nghe nói chu vơ phàm gặp vấn đề gần như toàn bộ sản nghiệp đều thanh lý bán hết nên tôi mới định mua lại chỗ trương dương mim cười nói rất tốt a à, nơi này khá đẹp Buôn bán làm ăn cũng rất phát đạt, con mắt ông chủ viên cũng chính xác quá ha." Viên Ba nhoẻn miệng cười, cũng chỉ là ý nghĩ ban đầu thôi, mà cũng không phải mình tôi nhìn chúng chỗ này đâu, xem chừng một tiểu thương như tôi cơ hội cũng chẳng được nhiều lắm. Nghe vậy Trương Dương lại nhớ tới Lương Thành Long, chú ruột hắn là bí thư thị ủy Đông Giang, mấy chuyện như thế này nếu hắn muốn thì cũng dễ như chờ bàn tay, được mấy ai dám tranh giành với hắn cơ chứ? Không nói đến mỗi lần Trương Dương tới Đông Giang, viên ba đều nhiệt tình tiếp đãi mà chỉ cần có quan hệ mật thiết với Phương Văn Nam, Trương Dương cũng phải giúp hắn viện này. Trương Dương nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói, hay là vậy đi, tối cùng đi ăn cơm với ta, có người này ta muốn giới thiệu với người biết. Viên ba vội vàng nói, tới ngô Việt của ta đi, quán mới có mấy món mới, tối nay ta làm chủ coi như làm tiệc tẩy trần cho Trương chủ nhiệm. Trương Dương nghĩ lại một chút, nếu muốn Lương Thành Long nhượng bộ chuyện này thì vẫn nên mời hắn tới chỗ viên ba là hơn nghĩ xong trương dương liền gọi điện báo lại cho lương thành long biết địa điểm đổi lại là nhà hàng ngô việt viên ba nghe ra trương dương muốn giới thiệu lương thành long cho mình biết viên ba mừng rỡ ra mặt danh tiếng của lương thành long ở đông giang này không nhỏ chút nào nếu như hắn ngoài mặt đồng ý thì chuyện mua lại vọng giang lâu chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì khó khăn sau khi cáo từ trương dương xong hắn liền vội vàng chờ về chuẩn bị cho tốt buổi tiệc tối nay nhìn viên ba vui sướng vội vàng đánh xe đi trương dương không khỏi mỉm cười nhiều lúc quan cao chức trọng cũng không là gì có quan hệ rộng rãi quen biết nhiều người đôi khi lại đem lại lợi ích thiết thực hơn chỉ cần mình biết khéo léo sử dụng những mối quan hệ trong tay hôm nay chỉ giúp đỡ một chút như vậy thôi không chừng sau này lại được trả ơn nhiều hơn đương nhiên không tính đến những kẻ dối trá vong ân phụ nghĩa như trương đức phóng bình thường thì ai cũng có lương tâm bạn đối tốt với người ta người ta sẽ đối tốt lại với bạn Nhìn lại đồng hồ một chút, Trương Dương tranh thủ đến tòa soạn báo tỉnh, chẳng là trước khi tới Đông Giang, Lý Trường Vũ có nhờ Trương Dương tìm một gã biên tập viên tên Lương Đông Bình nói chuyện, hỏi xem có thể không nên đi sâu quá vào vấn đề giáo dục ở Giang Thành như vậy nữa được không, có chuyện gì bộ ngành chuyên môn sẽ tiến hành giải quyết. Lương Đông Bình năm nay 30 tuổi, tuy rằng tên tuổi hắn khá nổi danh trong làng báo chí tỉnh, nhưng do mắc cái bệnh văn nghệ sĩ quá nặng, tính tình thẳng thắn bộc trực nên dù công tác có xuất sắc đến thế nào đi chăng nữa giờ vẫn chỉ là một gã phóng viên kiêm biên tập viên Trương Dương vẫn tưởng rằng chuyện này cũng không có gì khó khăn nên mới trực tiếp đến tìm Lương Đông Bình. Lúc nghe Trương Dương tự giới thiệu bản thân xong ánh mắt liền chờ nên cảnh giác hơn. Hai mắt hắn nheo lại, cố gắng nhìn kỹ thanh niên trước mặt qua lớp kính dày cộp đeo ở mắt, người tìm ta có chuyện gì. Trương Dương mỉm cười nói, Lương phóng viên, tôi tới là muốn tìm ngài để giải thích về vấn đề của phòng giáo dục vào đào tạo Giang Thành, bài báo của ngài chưa đúng với thực tế lắm. Thứ nhất, phòng giáo dục và đào tạo thành phố gây quỹ cũng không lớn như trong bài báo, hơn nữa số tiền đó cũng không có dấu hiệu tham ô hay lừa đảo chiếm đoạt gì cả. Hiện giờ đã xác định lại thông tin cũng như số lượng chính xác tiền trong quỹ, thành ủy đã ra chỉ thị hoàn trả lại toàn bộ cho các công nhân viên chức. Thứ hai, dù rằng việc khất nợ tiền lương giáo viên là có sự thực, nhưng cũng không tới nỗi nghiêm trọng như trong bài báo. Lúc tôi đến Đông Giang thì nhóm những giáo viên vẫn chưa được nhận tiền lương cũng đã được nhận đầy đủ. Vậy hai việc trong bài báo của ngài đều đã được giải quyết xong." Lương Đông Bình cười nhạt hỏi lại, "Vậy là ngươi cho rằng ta đã nói quá sự thật lên?" Trương Dương mỉm cười trả lời lại, "Những người làm văn từ như lương phóng viên có thói quen nhấn mạnh cường điệu hóa vấn đề cũng là chuyện bình thường thôi mà." Lương Đông Bình nghe vậy liền nghiêm mặt lại, "Ta là phóng viên không phải như mấy gã nhà văn tiểu thuyết, những việc ta đăng tin đều phải được điều tra thực tế cẩn thân, không có chứng cứ xác thực bọn ta sẽ không bao giờ viết bậy. Đến giờ Trương Dương mới nhận ra gã lương đông bình này là người thẳng thắn, tính tình cương trực nhưng Trương Dương cũng lười chẳng thèm đôi co với hắn làm gì cho mệt nên trực tiếp nói thẳng mục đích đến đây của mình. Dù sao bài thì ngươi cũng đã viết, báo cũng đã đăng rồi, ta chỉ hy vọng sau này ngươi không cần phải viết bài về phòng giáo dục và đào tạo Giang Thành nữa nói thực bài báo của người có phần hơi cực đoan, lại mang tính kích động quần chúng, ảnh hưởng không tốt tới suy nghĩ của người dân về phòng giáo dục và đào tạo Giang Thành. Lúc nào cũng lo lắng sợ hãi thì làm sao mà cải cách, mà tiến bộ được. Đám lãnh đạo các người sợ gây ảnh hưởng tới dư luận xã hội nên không muốn điều tra rõ ràng, tìm cớ lấp liếm sai phạm, hoặc lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, cuối cùng là chẳng có ai chịu trách nhiệm cả. Thật nực cười, ngươi là người có ăn có học sao nói toàn những lời khó nghe vậy. Lời thật thì khó nghe, thử hỏi trên đời này có ai thích nghe lời nói xấu cơ chứ? Nếu như đổi lại, ta viết bài ca tụng công đức đám lãnh đạo các ngươi thì khẳng định các ngươi cười tươi như hoa. Nhưng xin lỗi, tính ta thẳng thắn chỉ biết nói đúng sự thật không thích a xu những kẻ khác. Nói cho ngươi biết, ta vẫn sẽ theo đuổi việc này, tiếp tục vạch trần những sai phạm của phòng giáo dục và đào tạo gian thành các ngươi. Lương Đông Bình dơ dơ bài viết dở trên bàn lên lớn giọng nói tiếp, ta còn muốn đưa tin các người thành lập quỹ đen như thế nào, ta phải cho cả tình Bình Hải biết ngành giáo dục giang thành các người thối nát như thế nào. Hiện giờ Trương Dương cũng thấy nóng mặt rồi, phóng viên Trương Dương gặp cũng không ít nhưng đây là lần đầu gặp một kẻ cứng đầu như vậy. Vốn dĩ Trương Dương định mắng vốn hắn một chập cho đỡ tức nhưng lại nhớ tới trước khi đi Lý Trường Vũ đã dặn đi dặn lại, nhất định phải nhẹ nhàng xử lý êm xuôi chuyện này, nếu cần thiết có thể áp dụng một số thủ đoạn linh hoạt nói cách khác thì bằng mọi giá bất kể là thuyết phục, đe dọa hay mua chuộc cũng phải ngăn lương Đông Bình viết bài tiếp nhưng nhất quyết không được gây tổn hại gì cho hắn. Dù sao trong thời đại này cũng có không ít phóng viên ngoài miệng thì đao to bố lớn viết bài phản ánh lên án này nọ, nhưng thực chất chỉ là lợi dụng để kiếm trác. Nghĩ tới đây Trương Dương cũng nghĩ tới khả năng, gã lương Đông Bình này miệng thì nói ta đây chính nghĩa nhưng chắc cung chi là muốn tranh thủ ít lợi ích nào đó. Từ lúc chào họ đời đến nay, đây là lần đầu Trương Đại Quan Nhân mới bị người ta đuổi thẳng cổ như vậy. Nếu là trước kia chắc chắn Trương Dương đã làm mặt lạnh chậm rãi tiến đến cho hai cái tát khiến thẳng nhãi kia phải sái quai hàm mới thôi. Nhưng giờ lăn lộn trên trốn quan trường nhiều năm, Trương Dương cũng hiểu rằng động tay động chân cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Mà bài học của Hồ Quang Hải vẫn còn đó, cho dù là hạng tiểu tốt, cho dù là viên đá nhỏ bên đường không đáng để bạn phải liếc mắt, nhưng sẽ có lúc bạn phải vấp ngã vì chính viên đá đó hơn nữa mỗi hạng người khác nhau thì phải có cách xử lý khác nhau dùng vũ lực chỉ khiến đối phương e sợ chứ không thực sự khiếp sợ mà hiện tại đang ở tòa soạn báo trương dương cũng không chỉ một hai lần lính giáo qua sự lợi hại của dư luận xã hội nên đành phải đè nén cơn giận xuống gật gật đầu trầm giọng nói được lắm lương đông bình người cứ nhớ kỹ lời hôm nay người nói biết có khách quý tới nên viên ba đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc cực kỳ thịnh soạn chẳng những là phòng hạng sang nhất ngô Việt mà thức ăn cũng chọn toàn những món hảo hạc, rượu cũng toàn loại mau đài trên 30 năm lương thành long không đến một mình mà còn dẫn cả bạn gái Bạch Yến đi cùng. Ngoài ra hắn còn gọi tới cả Trương Đức Phóng cùng một gã là chủ nhiệm mảng tín dụng của Ngân hàng Công Thương Tinh, tên Trần Thiệu Bân. Bên này thì chỉ có mỗi mình Trương Dương với Viên Ba. Viên Ba cũng không quen biết mấy người bên Lương Thành Long, nhưng lại biết rõ họ toàn là những nhân vật có thể hô phong hoán vô ở Đông Giang, bởi thế mà hắn lại càng tỏ ra thập phần khách khí hơn. Ngoài trương nước phóng ra trương dương cũng chưa lần nào gặp mặt Trần Thiệu Bân, nhưng từ lâu hắn ta lại quan hệ cực kỳ mật thiết với Lương. Mục đích Lương Thành Long dẫn hắn tới đây không phải chi vì những khoản vay vốn ngân hàng, mà trọng yếu là do thân phận của Trần Thiệu Ban, cha hắn là thành viên ủy ban thường vụ tỉnh, nguyên bộ trưởng bộ tuyên giáo tỉnh Trần Bình Triều. Mới đầu Trần Triệu Bân cũng tỏ ra khinh thường Trương Dương chỉ là một gã trường phòng cấp huyện, nhưng lúc Lương Thành Long kể lại những chiến tích trước đây cùng thân phận của Trương Dương thì chờ thiệu hiệu bân lại tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Dù sao danh tiếng của Trương, Dương ở Giang Thành hay Đông Giang gần như đã trở thành truyền thuyết, lâu nay Trần Thiệu Bấn vẫn bái phục gã thanh niên trẻ tuổi nhưng tài cao kia. Rồi đến cuối, khi Lương Thành Long ám chỉ Trương Dương còn là con nuôi của văn phó Tổng thống thì Trần Thiệu Bân lại sinh lòng muôn kết giao làm quen với Trương Dương. Thực ra năm nay Trần Thiệu Bân cũng chỉ mới 28 tuổi, cũng được cho là một cán bộ trẻ đầy triển vọng của tỉnh. Dáng người hắn không cao, da trắng nón, hơn nữa lúc nào hắn cũng đeo kính mát trông giống thư sinh ốm yếu nhưng lại cực kỳ hào hoa phóng nhã. Lương Thành Long giới thiệu hắn cho Trương Dương xong, hắn liền tươi cười vươn tay chào làm quen, sớm đã nghe đại danh của Trương Trưởng Phòng, mở cuộc thi Hoa hậu quảng bá khu du lịch núi Thanh Thai. Sử đẹp cả cục trường cục du lịch Giang Thành ở đài truyền hình, còn mắng cả giám đốc Lý Huệ Hà của đài truyền hình Giang Thành nghe trần thiệu bân kể những chuyện hay mà mình đã làm trương dương cũng thấy hơi ngượng ngùng dạo gần đây hắn mới phát hiện ra rằng mắng chửi đánh người tuy có thể nhanh chóng triệt tiêu cơn tức giận lại còn sướng miệng sướng tay chân thế nhưng hệ lụy là nó lại khiến người khác có ấn tượng xấu về mình thân là cán bộ nhà nước thì danh tiếng hình tượng là điều quan trọng nhất đột nhiên trương dương lại nghĩ rằng tại sao trần thiệu bân lại nhắc tới chuyện này không lẽ hắn ta quan hệ gì với lý huệ hà đó trần thiệu bân cũng nhận ra ánh mắt ngờ vực của trương dương nên vội vàng giải thích lại thực ra tôi cũng không ưa gì ả à, lý huệ hạt kia trước kia ả à, ta từng mách lẻo với cha ta khiến ta phải chia tay một mối quan hệ trương đức phóng ở bên ha hả cười chen vào nói như vậy thì ngươi phải cảm ơn trương dương xả giận dùm ngươi rồi trần thiệu bân cười cười gật đầu nói đúng vậy cho nên tối nay tôi phải kính trương trường phòng mấy chén mới được cả đám nói mấy câu khách sáo xã giao xong rồi chia nhau ngồi vào bàn Trương Đức Phóng được ngồi ở ghế trên, dù sao ở đây hắn là người lớn tuổi nhất, địa vị trọng quan trường cũng là cao nhất. Hơn nữa mới đây Vinh Bằng Phi được thăng chức lên làm Phó Cục trưởng Công an Đông Giang, nên cấp trên đã có quyết định chính thức bổ nhiệm hắn vào chỗ trống của Vinh Bằng Phi ở phân cục Quảng Thịnh. Dù còn chưa rót ra Trần Triệu Bân đã công bố tin tức này ra, tất cả mọi người đều chúc mừng hắn thăng chức. Ngoài miệng thì Trương Đức Phóng vẫn tỏ ra khiêm tốn nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trên mặt lại không giấu nổi vẻ đắc ý dương dương tự đắc tuy rằng hắn chỉ từ phó cục trưởng cục công an huyện một bước lên cục trưởng phân cục ở đông giang nhưng cấp bậc cùng quyền lực của hắn lại nâng lên không ít chút nào phải biết rằng không ít cán bộ dù cống hiến cả đời cũng không bước nổi cửa ải từ cấp huyện lên tỉnh hay thành phố nhìn người lại ngấm về mình đột nhiên trương dương lại cảm thấy khó chịu nói trắng ra thì gã trương nước phóng kia cũng chẳng có chiến tích gì gọi là xuất sắc rồi thì đến vụ buôn lậu xe hơi kia hắn cũng có dính dáng chút ít đến nhưng chắc chắn là được cấp trên bao che giấu giếm bằng không đã không bị việc gì mà lại còn được cất nhắc thăng chức nữa chứ. Còn mình thì bán mạng giúp cô bí thư tìm mọi cách triệt hạ hứa thường đức. Rồi thì lúc ở cục du lịch thành phố hoàn thành công tác khôi phục tu sửa lại khu địa cung cổ, rồi thì giúp sửa chữa nâng cấp lại đường vành đai ba. Ấy là chưa tính đến còn giúp Giang Thành khôi phục lại mấy cái lễ hội văn hóa truyền thống thu hút không ít khách du lịch tới tham quan, đóng góp không biết bao nhiêu tiền cho ngân sách thành phố. Làm bao nhiêu chuyện không công như vậy mà vẫn chi lẹt đẹt ở cái cấp khoa, danh thì lớn mà trước lại chỉ là một gã trường phòng. Đây là sự tranh lệch, tranh lệch về mối quan hệ huyết thống. Trương Đức Phóng là cháu ngoại cố bí thư còn quan hệ giữa mình với cố duẫn Chí là thông qua cố giai đồng, nếu không tính tới cố giai đồng thì đến cái liếc mắt cố duẫn chí cũng chẳng thèm nhìn chứ đừng nói đến chuyện cất nhắc nâng đỡ. Càng nghĩ Trương Dương càng cảm thấy buồn bực hơn. Trương Dương đang trầm mặc suy nghĩ thì mọi người vẫn thay nhau chúc rượu Trương Đức Phóng. Lương Thành Long vui vẻ phẫn khởi báo một tin vui khác, còn chuyện này nữa, bên dưới cửa hàng Bách Hoa Dệt Đông Giang người ta tìm thấy một ngôi mộ cổ. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn Lương Thành Long. Lương Thành Long quét mắt nhìn mọi người một lượt rồi tủm tỉm cười, đến sáng nay ta mới biết chuyện này, hiện giờ toàn bộ công trường đều phải tạm ngừng thi công, đội khảo cổ nhận được tin cũng đang vội vàng đến tận nơi xem xét. Nghe đâu ngôi mộ này có từ thời Tam Quốc lận, giá trị lịch sử rất cao đó. Trần Thiệu bân vội vàng hỏi lại, vậy nếu như đó thực sự là mộ cổ lâu đời vậy thì làm sao có thể tiếp tục tiến hành xây dựng tòa cao ốc được nữa? Rồi thì lại phải đấu thầu lại khu đất đó chứ chẳng chơi. Đây cũng là điều làm Lương Thành Long thấy hả hê nhất. Lúc trước hắn vì miếng đất kia mà phái tranh đoạt đến sứt đầu mẻ chán, phải đắc tội với cả Vương Học Hải, Phương Văn Nam, rồi còn cả Cố Giai Đồng nữa. Nhưng đến cuối cùng gã tiểu nhân Vương Học Hải kia dùng thủ đoạn hèn hạ mới đấu thầu thành công miếng đất đó từ đó đến nay Lương Thành Long vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó. Bởi vậy mà không ít lần hắn ngấm ngầm ra tay khiến Vương Học Hải phải chịu thiệt thòi cho đỡ uất ức, nhưng hiện giờ dưới khu đất người ta lại tìm được ngôi mộ cổ, điều này chẳng khác gì Vương Học Hải sẽ mất trắng miếng đất, tiền vốn coi như mất sạch không thu hồi về được. Giống Lương Thành Long, Trương Dương cũng chẳng ưa gì gã Vương Học Hải kia. Nghe thấy chuyện này Trương Dương nhịn không được cười thảm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tỉnh bơ, chậm chậm nâng chén rượu lên nói, nói như vậy thì phải chúc mừng Tổng Giám Đốc Lương rồi. Nhưng như vậy thì đâu có được, ai lại cười trước nỗi đau của người khác như vậy cơ chứ? Mọi người thấy có phái không? Vài người nhịn không được còn cười lớn hơn. Trần Thiệu Bản lại nói, mà ngươi nhắc ta mới nhớ ra. Mới đây Vương Học Hải có tìm ta, nhờ ta giúp hắn vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng công trình. Nếu như thật sự tìm được mộ cổ ở đó thì ta lại có lý do không cho hắn vay tiền rồi mai y tới lúc này viên ba mới chen miệng vào được, dạo này các doanh nghiệp Đông Giang gặp nhiều rối ren quá ha. Lương Thành Long nhoẻn miệng cười, phải nói là vận động tiến bộ mới đúng. Mà không chi trong ngành kinh doanh buôn bán, mà bất kỳ ngành nghề nào cũng có sự đào thải không ngừng, có người bị loại thì cũng có người mới nhập cuộc. Trương Dương nâng chén cụng với hắn một cái rồi thắp giọng nói chủ để chính hôm nay, có chuyện này ta muốn người giúp chút ít. Chẳng là hiện giờ vọng giang lâu của Chu Vân Phàm đang đóng cửa ngừng kinh doanh, mà không lâu nữa cũng sắp thanh lý rồi ông chủ viên có ý định mua lại tiếp tục kinh doanh. Chuyện cùng không có gì to tát lỏng nên Lương Thành Long sảng khoái gật đầu đồng ý, không thành vấn đề, chuyện này cứ để ta lo. Tan tiệc xong Lương Thành Long đứng ra chủ trì đi tăng hai tiếp. Trương Đức Phóng kêu bận việc không tiện đi nên xin cáo từ trước, còn viên ba thì chỉ mới gặp mặt xa giao lần đâu nên cũng không tiện đi theo. Cuối cùng chỉ có bốn người là Trương Dương, Lương Thành Long, Trần Thiệu Bân cùng Bạch Yến đi chơi tiếp. Bạch Yến nhanh nhẹn đưa ra chủ ý, hay là đến lãng đào xa đi. Nghe nói chỗ đó mới mở có nhiều thứ hay lắm, Trương Dương cùng Lương Thành Long còn chuyện cần bàn nên cũng cần đến chỗ nào đó bàn chuyện. Mà lãng đào xa thực chất là một câu lạc bộ trên du thuyền, bên trong cũng có nhiều tiết mục hấp dẫn. Ba người bọn Trương Dương, Lương Thành Long cùng Trần Triệu Bản lúc nãy uống hơi nhiều, mà giờ công an lại kiểm tra khá gắt gao nên việc lái xe để Bạch Yến phụ trách. Ngồi trong xe, Lương Thành Long quay sang nhỏ giọng nhắc lại cho Trương Dương biết, bên kỳ ủy tỉnh với công an kinh tế đều rút hết rồi, mà Chu Vân Phạm cũng chủ động ra mặt nhận trách nhiệm, còn nguyện ý nộp tiền phạt vào ngân sách tỉnh nữa. Nghe thấy vậy Trương Dương mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra sổ tài liệu cùng mới hóa đơn kia của hắn cũng có chút tác dụng nhất định. Vì quan hệ cũng khá mật thiết với Trần Thiệu Bân nên Lương Thành Long nên cũng không cần kiêng nể nhiêu mà trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, lão cáo giả Chu Vân Phạm quá khôn ngoan giảo hoạt hắn thông qua công ty Long Tường nhập lậu không ít xe hơi đắt tiền rồi lại đem bán cho đám con ông cháu cha, đã thế hắn còn giữ lại toàn bộ hóa đơn chứng từ để làm tấm bùa hộ mệnh cho mình. Hiện giờ lúc ngấp hiểm đến tính mạng hắn liền dùng tấm bùa nạp để trao đổi điều kiện với tỉnh uy. Trần Thiệu bán thấp giọng hỏi, hình như chiếc Acura nạp của ngươi cũng là mua từ chỗ hắn ta thì phải. Lương Thành Long cũng không phủ nhận chi thở dài ngao ngán, kể ra Chu Vân Phàm cũng là người thông minh, nhưng hắn làm như vậy chẳng khác nào chặt đứt toàn bộ sinh cơ lẫn mối quan hệ của mình trừ phi hắn trốn ra nước ngoài sống cả đời đừng trở về bằng không về rồi hẳn có không ít người tìm hắn tính sổ trương dương cũng chẳng mấy quan tám kết quả cuối cùng chuyện này mà thủy chung từ đầu đến cuối hắn chỉ lo lắng cho mỗi mình hồ như yến hắn lại thấp giọng hỏi tiếp thế sự việc của hồ như yến ra sao rồi lương thành long chậm rãi nói yên tâm đi chắc hẳn nàng ta cũng không có việc gì đâu ta đã tự mình hỏi qua chú ta chu viện này rồi, nàng ta bất quá chỉ là một người quản lý, cũng chỉ là nhân viên thôi không phải chịu pháp nhân công ty. Hơn nữa nàng ta là người kín miệng, từ đầu tới cuối không khai ra chữ nào nên được xem là người không tham gia trực tiếp mới không biết tí gì. Chắc hẳn qua vài hôm nữa là được thả ra thôi, mãi đến tận bấp giờ Trương Dương mới chút được tảng đá đè nặng trong lòng. Trần Thiệu Bản lắc lắc đầu thờ dài cám thán, thương trường có quá nhiều hiểm nguy a. À quan trường lại càng hung hiểm đáng sợ hơn. Lương Thành Long bồi thêm một câu nữa. Trương Dương cười cười phụ họa thêm, dù quan trường hay thương trường cũng đều chẳng khác gì chiến trường cả. Làm chuyện gì cũng phải cẩn trọng nhìn trước ngó sau, chỉ cần sơ sẩy trượt chân thôi cùng đều ôm hận ngàn năm cả. Bạch Yến vừa đành xe đỗ vào bãi, bốn người bọn họ vừa bước xuống thì một thanh niên trẻ tuổi mặc vest tông lịch lãm tiến đến chào hỏi. Lương Tiên Sinh, Lương Thành Long cùng Bạch Yến cũng khá thường xuyên tới đây. Lương Thành Long chỉ gật gật đầu chào lại rồi quay sang giới thiệu cho Trương Dương cùng Trân Thiệu Bân biết, câu lạc bộ lãng đào xa này tổ chức theo phương thức hội viên, chỉ là mỗi một hội viên được mời tới hai người không phải hội viên, đây cũng là phương thức để câu lạc bộ mở rộng hội viên. Trần Thiệu bản tò mò thấp giọng hỏi, hội phí bao nhiêu vậy? Lương Thành Long cười cười không nói gì, Bạch Yến thay hắn nhỏ giọng nói cho biết, mỗi năm khoáng 6 vạn. Vừa nói chu vện bốn người vừa đi đến bến tàu. Ở đó cũng có không ít cano đợi sẵn đón khách chờ lên du thu Vển ở giữa sông. Chiếc du thuyền sáng rực rỡ đang trôi nổi bập bình giữa sông kia có tên trùng với tên câu lạc bộ lãng đào xa. Đó là một chiếc du thuyền xa hoa đắt tiền nhất cả tỉnh Bình Hải này. Thuyền được nhập ngoại nguyên chiếc, tuy rằng đã trên 20 tuổi nhưng lúc mua về người ta đã phải bỏ không ít tiền của công sức trang hoàng lại cả con thuyền. Mãi đến tháng 6 năm nay thuyền cùng câu lạc bộ mới chính thức mở cửa thu nhận hội viên. Bước lên du thu Vển, dọc theo các hành lang trên bong tàu đều trải thảm đỏ mới tinh. Phía gần mũi thuyền có cả hồ bơi nhỏ, mấy cô nàng xinh tươi mặc bikini đang nô đùa nghịch nước trông cực kỳ câu dẫn lòng người. Trần Thiệu Huy chăm chăm nhìn mấy mỹ nữ ăn mặc mát mẻ, đến trước mắt cũng không dám, cứ như hắn sợ vừa trước mắt một cái là mấy nàng mỹ nhân ngư kia lặn xuống biển sâu hết vậy. Lương Thành Long thấy điệu bộ thẫn thờ của Trần Thiệu Huy mà không khỏi mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn nhỏ giọng nói, nếu thích ngươi có thể mời các nàng đi cùng ngươi cũng được dường như mấy nàng mỹ nữ kia cũng hiểu đám hổ đói bén này đang thì thầm to nhỏ cái gì. Các nàng đều xoay người lại tươi cười đánh mắt đưa tình nhìn lại, một số cô còn uốn éo tạo dáng trông cực kỳ nóng bỏng gợi cảm. Thấy vậy Trương Dương lại liên tướng đến thuyền hoa của đám kỹ nữ thời xưa. Từ lúc tới thời đại này Trương Dương cũng tới không ít hộp đêm, quán bar, mấy chỗ linh tinh khác hắn tới cũng không ít, nhưng nơi hoành tráng lại đẳng cấp như thế này thì là lần đầu tiên Trương Dương tới, trong lòng cũng không giấu nổi sự tò mò thích thú dù sao trước kia lúc hắn còn là trương đại thần y của đại tùy triều, hắn là khách vip của gần như tất cả thanh lâu trong kinh thành, nhưng lúc sống lại đến NAV đột nhiên hắn lại trở nên hiền lành hơn rất nhiều, không còn ham muốn đến mấy chỗ như vậy nữa, bởi vậy mà hôm nay tới đây hắn mới tỏ ra vô cùng kích động đến vậy. Trương Dương cùng Trần Triệu Bản là lần đầu để trốn nạp nên chỉ biết đi sau lưng lương thành long, mắt thì tò mò nhìn ngó nghiêng mọi thứ xung quanh. Đi được một lúc thì đến khoang chính, hai tiểu mỹ nữ mặc sườn xám đỏ tươi cúi đầu chào bọn họ giỏi chậm rãi mở cửa lớn ra, đập vào mắt Trương Dương là một cảnh tượng đèn điện sáng trưng huy hoàng rực rỡ sắc màu. Lương Thành Long tự châm cho mình một điếu thuốc rồi cười cười giải thích cho hai người Trương Dương với chân thiệu bản nghe, lãng đào xa thiết kế không khác gì những du thuyền đánh bạc ở Ma Cao, nhưng chỗ này sang trọng phục vụ đẳng cấp hơn bên đó nhiều. Đương nhiên không thể thiếu rượu ngon gái đẹp rồi. Vừa nói hắn vừa lấy tờ ngân phiếu trong ngực ra đưa cho Bạch Yến đi đổi phỉnh, chỉ cần ngồi một chỗ giơ tay lên là tự động có một tiểu mỹ nữ xinh tươi mặc váy ngắn mát mẻ tươi cười dạng dỡ bê khai phỉnh đến tận bàn đồi cho khách chơi. Lương Thành Long tỏ ra hào sảng rõng rạc nói, cứ chơi cho thoải mái đi, hết bao nhiêu cứ tính cho ta. Trước giờ trương đại quan nhản không có máu me cờ bạc lắm, theo Lương Thành Long tới đây, chủ yếu là hỏi hắn một số tin tức khác mà thôi, tiếp đến là làm quen với Trần Thiệu Bân, dù sao có cơ hội thì vẫn nên mở rộng mối quan hệ vẫn hơn, biết đâu sau này lại có dịp cần nhờ vào hắn ta. Hơn hết cha hắn lại là Trần Bình Chiêu Nguyên Bộ trưởng Bộ Tuyên giáo tỉnh Bình Hải, chỉ cần lão ta đánh tiếng một cái thì dù Lương Đông Bình có muốn cũng chẳng thể đăng báo được tiếp, như vậy thì nhiệm vụ mà Lý Trường Vũ giao cho cũng giải quyết xong xuôi. Nhưng mới lần đầu gặp mà đã mở miệng nhờ người ta e cũng không hay cho lắm, vốn định nhờ Lương Thành Long làm trung gian có gì nói đỡ cho nhưng hắn ta lại ham vui kéo Bạch Yến lẩn vào đám đông đi đánh bạc mất tiêu bỏ lại Trương Dương cùng Trần Thiệu Huy với một đống phỉnh